Đô thị mạnh nhất Hoàn Khố, Diệp Thần Phong. Chương 421, Dương Ta Trung Y. Đột nhiên bốc lên đi ra Diệp Thần Phong, nhượng ở đây bầu không khí lần thứ hai gay cấn, trên đài Vi Tư Đặc cùng Giang Xuyên Chí Cửu, nhìn đến Diệp Thần Phong tài bất quá là một cái 20 nhiều tuổi thanh niên nhân, y thuật có thể cao siêu đi nơi nào. Hơn nữa cấp tính viêm ruột tuy rằng đều không phải cái gì ghê gớm bệnh, thế nhưng một phút chi nội có thể tướng cấp tính viêm ruột trị hết. Tại bọn họ hai cái y học quyền uy xem ra, đây căn bản là nhất chuyện không thể nào. Không đạn cửa sổ mạng tiểu thuyết. Nếu quả như thật có thể nhường sở hữu Hoa Hạ quốc y học quyền uy tự mình thừa nhận Trung Y là rác rưởi, đồng thời đăng báo nói rõ lời nói, như vậy Hoa Hạ quốc y học giới không đơn giản là tiếng xấu lan xa đơn giản như vậy. Vi Tư Đặc cùng Giang Xuyên Chí Cửu không hẹn mà cùng hướng dưới đài nhìn lại. Nhìn thấy M quốc y học giới đại biểu tính nhân vật Kiệt Tư cùng Đảo quốc y học giới đại biểu tính nhân vật Thanh Mộc Quang Nhất khẽ gật đầu, bọn họ hai cái trong lòng liền có đáy. Giang Xuyên Chí Cửu khinh thường nhìn Diệp Thần Phong, hỏi, chỉ bằng ngươi có thể đại biểu Hoa Hạ quốc y học giới sao? Nếu như các ngươi có thể đại biểu, ta có thể đáp ứng ngươi cái này cuộc đánh cá. Giang Xuyên tiên sinh nói rất đúng, chúng ta cũng không muốn bồi ngươi ở nơi này chơi tiểu hài tử trò chơi. Thỉnh ngươi cho chúng ta một cái khẳng định trả lời thuyết phục đi. Vi Tư Đặc căn bản không có cầm Diệp Thần Phong đương hồi sự, khuôn mặt vẫn duy trì thân sĩ như dáng tươi cười. Ai biết đạo vừa lúc đó, bệnh viện quân khu viện trưởng Đoàn Nam đứng lên, thanh âm to nói rằng, ta dùng nhân cách của ta cam đoan, hắn có thể đại biểu chúng ta Hoa Hạ quốc y học giới, hiện tại tự gặp các ngươi có dám hay không tiếp được cái này cuộc đánh cá. Ngồi ở Đoàn Nam chung quanh một đám Hoa Hạ quốc y học quyền uy, khi nhìn đến Diệp Thần Phong đứng ra xuất khẩu cuồng ngôn thời gian, trong lòng tự buồn bực sắp hộc máu. Hiện tại thậm chí ngay cả Đoàn Nam cũng đứng lên mù tham gia náo nhiệt. Theo bọn họ Diệp Thần Phong là Đoàn Nam đồ đệ, thì là y thuật đạt được Đoàn Nam tài nghệ này. Cũng không thể có thể trong vòng một phút trị liệu tốt cấp tính viêm ruột, cho nên bọn họ nhận định Diệp Thần Phong là thất bại không thể nghi ngờ. Diệp Thần Phong thua không sao cả, bọn họ để ý là Hoa Hạ quốc y học giới danh tiếng. Lão Đoàn, ngươi nói cái gì mê sảng ni? Hắn mặc dù là đồ đệ của ngươi, thế nhưng không có ngươi như thế làm sư phụ. Ngươi biết rõ cái này cuộc đánh cá thuần túy là nhượng chúng ta Hoa Hạ quốc y học giới thể diện mất hết, ngươi thế nào còn có thể đáp ứng? Lão Đoàn, ngươi bây giờ đổi giọng còn kịp. Ngày hôm nay chúng ta Hoa Hạ quốc y học giới đã là đủ mất mặt, không thể đủ lại như thế đi xuống. Lẽ nào ngươi thật muốn nhìn đến Hoa Hạ quốc y học giới từ nay về sau hoàn toàn xuống dốc đi xuống sao? Một đám Hoa Hạ quốc y học quyền uy tại Đoàn Nam bên cạnh thấp giọng khuyên can đạo, một đám khuôn mặt là hỏa khí hỏa liệu thần sắc. Đoàn Nam hoàn toàn bất phi sở động, hắn biết cái này là có thể gặp không thể cầu cơ hội, sư phụ của hắn Diệp Thần Phong bây giờ dự định xuất thủ. Khẳng định có thể đem M quốc cùng Đảo quốc y học giới mặt đánh cho ba ba vang lên, lần thứ hai khẳng định nói, hắn có thể đại biểu Hoa Hạ quốc y học giới, hiện tại tự gặp các ngươi có dám hay không tiếp được cái này cuộc đánh cá. M quốc y học giới đại biểu tính nhân vật Kiệt Tư cùng Đảo quốc y học giới đại biểu tính nhân vật Thanh Mộc Quang Nhất, hai người kinh ngạc nhìn nhau liếc mắt, từ trước bọn họ cùng Đoàn Nam đều cũng có qua tiếp xúc, theo bọn họ Đoàn Nam cũng không là như thế một cái không lý trí người. Như vậy trong này nhất định là có cái gì mờ ám. Lẽ nào vừa tên xuất khẩu cuồng ngôn thanh niên thật có thể đủ tại một phút chi nội trị liệu tốt cấp tính viêm ruột? Đây tuyệt đối không thể có thể a. Ngay cả bọn họ hai cái cũng vô pháp làm được loại chuyện này, huống chi là một cái mới ra đời tiểu tử. Kiệt Tư cùng Thanh Mộc Quang Nhất lần thứ hai hướng trên đài Vi Tư Đặc cùng Giang Xuyên Chí Cửu điểm gật đầu, Vi Tư Đặc vừa cười vừa nói, nếu hắn có thể đại biểu Hoa Hạ quốc y học giới, như vậy ta tiếp thu cái này cuộc đánh cá. Ta cũng tiếp thu cái này cuộc đánh cá, một phút chi nội trị liệu tốt cấp tính viêm ruột. Ngươi cho là mình có siêu năng lực sao? Giang Xuyên Chí Cửu nói một cái thật không tốt cười cười nhạt lời nói. Diệp Thần Phong bình tĩnh từng bước hướng trên đài đi đến. Một đám Hoa Hạ quốc y học quyền uy lần thứ hai không phẫn hướng Đoàn Nam khai hỏa, bọn họ cho rằng Đoàn Nam đây là đang tướng Hoa Hạ quốc y học giới hướng tới hố lửa trong thôi. Đây quả thực là không thể nói lý sự tình. Đoàn Nam, ngươi nên vì ngày hôm nay theo như lời nói phụ trách, ngươi có biết hay không ngươi rất có thể biến thành Hoa Hạ quốc y học giới tội nhân thiên cổ. Điều không phải rất có thể, đây đã là chuyện khẳng định, nếu như Đoàn Nam đồ đệ này có thể trong vòng một phút trị liệu tốt cấp tính viêm ruột,
ta lập tức đem nội khố sáo ở trên đầu, lần này chúng ta Hoa Hạ quốc y học giới là hoàn toàn xong đời. Đoàn Nam hiện tại không muốn cùng những này người giải thích thêm cái gì, đợi được sư phụ của hắn Diệp Thần Phong chữa trị xong cấp tính viêm ruột, những lão đầu tử này tự nhiên mà vậy hội ngậm miệng, cho nên hiện tại nói nhiều cũng chỉ là lãng phí nước bọt mà thôi. Diệp Thần Phong hắn cho là mình người nào, hắn có thể đại biểu chúng ta Hoa Hạ quốc y học giới. Hắn có thể trong vòng một phút trị liệu tốt cấp tính viêm ruột. Ngay cả các quốc gia y học quyền uy đều chỉ có thể tại trong khoảng thời gian ngắn, tạm thời giảm bớt cấp tính viêm ruột bệnh trạng, hắn cho là mình là Superman không được sao. Lục Nguyên Minh khó chịu nói rằng, Tư Dĩnh, ngươi nói Diệp Thần Phong thật có nắm chắc trong vòng một phút trị liệu tốt cấp tính viêm ruột sao? Cô gái ngoan ngoãn Giang Vũ Mộng hỏi. Ta muốn cái này Diệp Thần Phong nên có chút bản lĩnh đi. Nếu không Đoàn Gia Gia làm sao sẽ bái ông ta làm thầy ni? Dịch Tư Dĩnh tiến đến Giang Vũ Mộng bên lỗ tai, thấp giọng nói rằng. Tại dưới đài nghị luận ầm ĩ thời gian, Diệp Thần Phong đã là đi tới trên đài, đầy mặt trắng bệch Lục Sinh Vinh, nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong, nói rằng, thanh niên nhân, ngươi không nên nói ẩu nói tả, chúng ta trung y tuy rằng nguyên thâm, thế nhưng muốn trong vòng một phút trị liệu tốt cấp tính viêm ruột, trừ phi đại la thần tiên hạ phàm tài năng đủ làm xong rồi. Không thử một chút làm sao biết ni, Diệp Thần Phong thản nhiên cười, trên bàn ngân châm các loại đều là sẵn, Diệp Thần Phong cũng không có cầm ra hắn tùy thân mang theo ngân châm, đúng thanh niên trước mặt nói rằng, ta có thể cam đoan nhượng ngươi ở đây một phút chi nội khôi phục thân thể khỏe mạnh, đem y phục nhấc lên tới. Thanh niên bệnh nhân nguyên bản nhìn đến Diệp Thần Phong trẻ tuổi như vậy, lại muốn tức miệng mắng to, thế nhưng Diệp Thần Phong trong giọng nói mang theo không cho cự tuyệt uy thế, hắn tại lúc nói chuyện gia nhập một ít linh hồn lực ở trong đó, có thể dùng thanh niên bệnh nhân hơi ngây người, không kiềm hãm được chiếu Diệp Thần Phong thuyết pháp đi làm. Tại thanh niên bệnh nhân vén quần áo lên thời gian, Diệp Thần Phong vừa vặn tướng một cây ngân châm tiêu độc hoàn tất, nhéo vào ngón tay cái cùng ngón trỏ trong lúc đó. Linh hồn lực rót vào ngân châm chi chung, ngâm. Một tiếng, ngân châm hơi run rẩy động, cùng nhau thật nhỏ long ngâm thanh từ ngân châm chung truyền ra. Bởi thanh âm quá nhỏ, chỉ có cách Diệp Thần Phong gần nhất Lục Sinh Vinh mới nghe được, Lục Sinh Vinh hai con ngươi đột nhiên trừng lớn lên, trong con ngươi tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị, nhìn bị Diệp Thần Phong niết tại ngón tay gian ngân châm, Lục Sinh Vinh miệng chung lẩm bẩm, long ngâm châm pháp. Điều này sao có thể? Long ngâm châm pháp điều không phải đã sớm thất truyền sao? Diệp Thần Phong thi triển thật là long ngâm châm pháp. Long ngâm châm pháp là Diệp Thần Phong tại 500 năm sau thế giới chung, tại một lần ngẫu nhiên gian lấy được, thi triển long ngâm trận pháp phải muốn có khí công, lấy khí đạo nhập ngân châm nội, mà Diệp Thần Phong còn lại là dùng linh hồn lực thay thế, tương phản linh hồn lực công hiệu muốn so khí công tốt hơn nhiều. Diệp Thần Phong hạ châm, theo người ngoài Diệp Thần Phong động tác rất nhanh, lại rất chậm, dường như ở trong không khí tạo thành từng tầng một xếp ảnh, tại một cây ngân châm đâm vào thanh niên bệnh nhân trên bụng sau, thanh niên bệnh nhân cổ họng trong phát sinh thoải mái thanh âm, trên mặt bệnh trạng chi sắc đã ở cấp tốc tiêu thất. Ngắn ngủi 45 giây tả hữu thời gian, thanh niên bệnh nhân đột nhiên lên tiếng, ta cảm giác dạ dày không đau, trước cũng không hôn mê, ta cấp tính viêm ruột hình như thật tốt. Thanh niên không mở miệng còn không sao cả. Vừa mở miệng toàn bộ tư nhân hội quán đại sảnh ngắn thời gian sôi trào lên, trên đài chờ xem kịch vui Kiệt Tư Đặc cùng Giang Xuyên Chí Cửu sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch một mảnh, miệng trung đô lầm bầm nang đạo cái này, làm sao có thể? Hắn tuyệt đối không thể có thể trong vòng một phút trị liệu tốt cấp tính viêm ruột. Nguyên bản rơi vào tuyệt vọng Trung Hoa Hạ Quốc y học quyền uy môn, một đám lần thứ hai khôi phục sinh cơ, bọn hắn bây giờ tài muốn khởi từ đầu đến cuối Đoàn Nam đều tràn đầy tự tin. Tượng Đoàn Nam người như vậy sẽ không làm chuyện lỗ mãng tỉnh tới, trong lúc nhất thời bọn họ trong lòng có rất nhiều vấn đề, nhất để cho bọn họ cảm giác hứng thú là Diệp Thần Phong làm sao trong vòng một phút ngăn cơn sóng dữ. Diệp Thần Phong tướng thanh niên bệnh nhân trên bụng một cây ngân châm rút xuống, đúng Kiệt Tư Đặc cùng Giang Xuyên Chí Cửu nói rằng, chớ quên chúng ta tiền đặt cược, từ giờ khắc này hai người các ngươi không bao giờ nữa là thầy thuốc, không bao giờ nữa có thể làm nghề y khám bệnh. Chương 422, muốn ăn vạ. Ngươi khẳng định không có trị liệu tốt hắn cấp tính viêm ruột, ngắn ngủi một phút chi nội, quang dựa vào chát nhất châm là có thể trị liệu cấp tính viêm ruột. Nếu quả như thật là như vậy lời nói,
như vậy còn muốn chúng ta những thầy thuốc này làm gì? Phi Tư Đặc tâm tình kích động quát dẹp đường. Đúng, ngươi là đang đùa gạt, thua người chắc là ngươi mới đúng, các ngươi Hoa Hạ Quốc y học quyền uy phải muốn thừa nhận Trung y là rác rưởi, hôm nay còn muốn đăng báo nói rõ. Giang Xuyên Chí cử ngón tay run rẩy chỉ vào Diệp Thần Phong quát dẹp đường, nếu như Diệp Thần Phong thật là chữa trị xong thanh niên bệnh nhân cấp tính viêm ruột, như vậy hắn và Vi Tư Đặc tướng vĩnh viễn không thể đủ làm nghề y. Cái này đối với bọn họ mà nói là một loại sao mà đả kích khổng lồ. Bọn họ hai cái tại quốc gia của mình trung thế nhưng hoàn toàn xứng đáng y học quyền uy a. Muốn biết hắn cấp tính viêm ruột có không có bị ta triệt để trị hết, các ngươi an bài hắn kiểm tra một chút không phải tốt sao? Tại ở đây chít chít oa oa tranh cãi cái không dứt có ý gì. Diệp Thần Phong thong dong bình tĩnh nói. Nhà này tư nhân hội quán lão bản là Hoa Hạ Quốc kinh thành các bệnh viện lớn chữa bệnh khí giới cung cấp thương, tại nhà này tư nhân hội quán trong vừa vặn có kiểm tra bệnh nhân thân thể thiết bị, chúng ta có thể lập tức an bài kiểm tra. Theo đoàn nam sư phụ của hắn Diệp Thần Phong là 100% tướng thanh niên bệnh nhân cấp tính viêm ruột cấp chữa khỏi, thử nghĩ thoáng cái liền thời kỳ cuối u ác tính đều có thể đủ trị liệu người tốt, chính là cấp tính viêm ruột tại Diệp Thần Phong trước mặt coi là cái gì. Đoàn nam đều đem nói được phân thượng này, Phi Tư Đặc cùng Giang Xuyên Chí Cửu vẫn có thể phản bác cái gì. Tại tư nhân hội quán lão bản dưới sự an bài, tên thanh niên kia bệnh nhân rất nhanh bị an bài đi kiểm tra rồi, kiểm tra quá trình do M Quốc cùng Đảo Quốc y học quyền uy toàn bộ hành trình giám sát. Nửa giờ sau, thanh niên bệnh nhân kiểm tra báo cáo ra. Chủ trì ngày hôm nay trận này quốc tế y học giao lưu thi đấu nam người chủ trì, trong tay cầm kiểm tra báo cáo. Đi lên chính giữa đại sảnh ương trên đài, M Quốc, Đảo Quốc cùng Hoa Hạ Quốc y học quyền uy tại kiểm tra báo cáo vừa lúc đi ra tự nhìn rồi, kiểm tra trong báo cáo biểu hiện thanh niên bệnh nhân cấp tính viêm ruột đã hoàn toàn chữa khỏi. Lúc này, dưới đài M Quốc cùng Đảo Quốc y học quyền uy môn, một đám cúi đầu, khuôn mặt là thần sắc bất khả tư nghị, mà mới vừa rồi còn thần khí không gì sánh được Phi Tư Đặc cùng Giang Xuyên Chí Cửu kéo tủng suy nghĩ, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Hai người các ngươi yên tâm, đợi một lát ta và Thanh Mộc tiên sinh hội tận lực bảo trụ các ngươi, tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi từ nay về sau lại cũng vô pháp làm nghề y. M Quốc y học giới đại biểu tính nhân vật Kiệt Tư tâm tình cực kỳ khó chịu nói rằng. Đúng, thì là tiểu tử kia chữa trị xong cấp tính viêm ruột thì thế nào? Ngày hôm nay hai người các ngươi không có việc gì, Thanh Mộc Quang Nhất cũng lập tức phụ họa nói. Phi Tư Đặc cùng Giang Xuyên Chí Cửu đang nghe Kiệt Tư cùng Thanh Mộc Quang Nhất cam đoan sau, lòng của hai người tình lập tức khá hơn nhiều, cắn răng nghiến lợi nhìn cách đó không xa Diệp Thần Phong. Ngoại trừ dự thi ba quốc gia y học quyền uy bên ngoài, những quốc gia khác y học quyền uy còn không biết kiểm tra báo cáo kết quả, một đám sôi nổi nghị luận. Có cho rằng Diệp Thần Phong thật là trong vòng một phút chữa khỏi cấp tính viêm ruột, có tắc cho rằng Diệp Thần Phong chỉ là những thanh niên bệnh nhân biểu hiện ra bệnh trạng có chuyển biến tốt, liên tiếp tranh cãi thanh tràn đầy tư nhân hội quán đại sảnh từng góc. Đứng tại trên đài nam người chủ trì, kích động hai tay có chút run rẩy, hắn là người nước Hoa, đương nhiên hy vọng nhìn đến Hoa Hạ Quốc y học giới lực áp M Quốc cùng Đảo Quốc y học giới, hắn giọng nói rằng trải qua nhiều lần kiểm tra. Chúng ta xác định vừa rồi tên bệnh nhân cấp tính viêm ruột hoàn toàn chữa khỏi, đây quả thực là kỳ tích a. Y học thường kỳ tích, ngắn ngủi một phút nội, chỉ lợi dụng một cây ngân châm tự chữa trị xong cấp tính viêm ruột, chúng ta Hoa Hạ Quốc Trung y quả nhiên là uyên thâm. Nga, ta thượng đế, Trung y làm sao sẽ như vậy thần kỳ? Ngày hôm nay lại có thể nhường ta đã từng chứng thực một cái kỳ tích phát sinh. Xem ra cái này tên thanh niên nhân cũng không là khẩu suất cuồng ngôn. Hắn là có thật người có bản lĩnh, nếu như có thể đem nhân tài như vậy mang về quốc gia lời nói. Đối với quốc gia y học phát triển khẳng định hội có trợ giúp rất lớn. Hoa Hạ Quốc Trung y muốn lần này quốc tế y học giao lưu đại tái thượng hoàn toàn quật khởi. Tương lai Trung y có thể hay không thay thế được Tây y ni? Cái khả năng này đặc biệt to lớn. Đang nghe trên đài nam người chủ trì tuyên bố thanh niên bệnh nhân kiểm tra báo cáo sau, toàn bộ tư nhân hội quán đại sảnh hoàn toàn nổ tung nồi, ánh mắt mọi người đồng loạt tập trung vào Diệp Thần Phong trên người. Lúc này ánh mắt của những người này chung đã không có khinh bỉ, cười nhạo cùng nghi vấn, có chỉ là hiếu kỳ, sùng bái cùng nóng bỏng. Tại nam người chủ trì tuyên bố kiểm tra báo cáo kết quả đồng thời, Diệp Thần Phong lần thứ hai hướng tới trên đài đi,
dưới đài một đám hoa hạ quốc thanh niên tài tuấn môn, ngay cả đã biết Diệp Thần Phong là Đoàn Nam sư phụ Đoàn Thiên Thụy, Dịch Tư Dĩnh đẳng người, cũng không có nghĩ đến Diệp Thần Phong y thuật hội như vậy cao siêu. Một đám nhìn Diệp Thần Phong hình bóng, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Lão Đoàn, người có thể quá không phúc hậu, có như thế một cái hảo đồ đệ, cũng không trước đó cùng chúng ta thấu cái khí. Làm hại chúng ta Bạch lo lắng một hồi, người có thể nhất định muốn bồi thường chúng ta. Lão Đoàn, ta thương lượng với ngươi chuyện này thành sao? Ngươi nhìn có thể không thể đủ đem Diệp Thần Phong tên đồ đệ này nhường cho ta, ta có thể cho ngươi lái ra một cái tuyệt đối điều kiện tốt. Đánh giám, Diệp Thần Phong đồ đệ này ta muốn định, Lão Đoàn, nhìn tại chúng ta nhiều năm như vậy quan hệ thượng, ngươi xem rồi làm đi. Tại kiến thức qua Diệp Thần Phong thần kỳ thủ pháp châm cứu sau, một đám hoa hạ quốc y học quyền uy toàn bộ đã quên vừa rồi bọn họ đúng Diệp Thần Phong nghi ngờ, sôi nổi muốn tướng Diệp Thần Phong thu nhập bọn họ bản thân môn tường chi hạ. Đoàn Nam cười khổ lắc đầu, hắn biết thân phận của Diệp Thần Phong là lại cũng giấu giếm không nổi nữa, vì vậy mở miệng nói rằng, các ngươi đừng nghĩ muốn thu Thần Phong làm đồ đệ, kỳ thực Thần Phong không phải của ta đồ đệ, ta tài là đồ đệ của hắn. Cái gì? Một đám hoa hạ quốc y học quyền uy thiếu chút nữa cả kinh tròng mắt đều rơi ra tới, chỉ có Lục Sinh Vinh như có điều suy nghĩ nói rằng, ta tin tưởng Lão Đoàn nói, các ngươi biết vừa rồi Diệp tiên sinh thi triển là châm pháp gì sao? Cứ ta đoán Diệp tiên sinh thi triển là nghe đồn chung long ngâm châm pháp. Long ngâm trận pháp đã thất truyền mấy thập niên, các ngươi nhận thức cho các ngươi có tư cách thu Diệp tiên sinh làm đồ đệ sao? Diệp tiên sinh là chúng ta Trung Hoa y thuật tương lai hy vọng a. Ta tin tưởng Diệp tiên sinh y thuật không chỉ có đơn giản như vậy, nếu không Lão Đoàn cũng sẽ không bái Diệp tiên sinh làm thầy. Tại kiến thức qua Diệp Thần Phong y thuật sau, Lục Sinh Vinh lập tức đúng Diệp Thần Phong sửa lại xưng hô, tại hắn hiện tại xem ra Diệp Thần Phong hoàn toàn có thể cùng hắn ngang hàng luận giao, thậm chí làm trưởng bối chỉ điểm y thuật của hắn, hắn cũng hiểu được không có và vân vân. Long ngâm châm pháp, Lão Lục, người không có nói đùa sao? Diệp tiên sinh hội trong truyền thuyết long ngâm châm pháp. Lão Lục, người mới vừa rồi là điều không phải hoa mắt. Cũng là người muốn nhượng chúng ta buông tha thu đồ đệ, sau đó người lại thừa dịp hư mà vào. Đối mặt một đám hoa hạ quốc y học quyền uy nghi vấn, Lục Sinh Vinh cười lắc đầu, nói rằng, ngoại trừ long ngâm châm pháp bên ngoài, các ngươi cho rằng còn có cái gì châm pháp có thể trong vòng một phút tướng cấp tính viêm ruột trị hết. Kỳ thực long ngâm châm pháp cũng không có thần kỳ như vậy, chỉ là Lục Sinh Vinh bọn người chưa từng thấy qua long ngâm châm pháp, mới đem long ngâm châm pháp cấp thần hóa, Diệp Thần Phong có thể trong vòng một phút trị liệu tốt cấp tính viêm ruột, đại bộ phận vẫn là dựa vào trong cơ thể linh hồn lực. Đi đến trên đài Diệp Thần Phong, mạnh mẽ hai con ngươi nhìn M quốc cùng đảo quốc y học quyền uy vị trí, nói rằng, hiện tại kết quả kiểm tra cũng đi ra, các ngươi nên muốn nguyện thua cuộc đi. Vi Tư Đặc cùng Giang Xuyên Chí Cửu hai vị này đương sự không có mở miệng, trái lại Kiệt Tư cùng Thanh Mộc Quang nhất lên tiếng. Thanh Niên Nhân, ta thừa nhận y thuật của ngươi đặc biệt thần kỳ, thế nhưng Hoa Hạ Quốc đều không phải có câu ngạn ngữ sao? Làm người không thể đủ được voi đòi tiên, Kiệt Tư lạnh mặt nói. Ngày hôm nay chuyện này cứ tính như vậy, huống hồ ngươi cũng không là tham gia cuộc tỉ thí này người, cuộc tỉ thí này là các ngươi Hoa Hạ Quốc thua. Thanh Mộc Quang nhất vô sỉ nói rằng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Xem ra các người M quốc cùng đảo quốc người nói coi như là thúi lắm. Bất quá không quan hệ, ta muốn ngày mai các tờ báo lớn thượng khẳng định hội đem các ngươi leo lên đầu đề, tiêu đề là cái gì chứ? M quốc cùng đảo quốc y học quyền uy không thua nổi, mỗi một người đều là thích đánh giám đồ vô sỉ, các ngươi nhận thức vì cái này tiêu đề thế nào? Ta xem còn chưa đủ kinh bạo. Diệp Thần Phong tại trên đài lẩm bẩm. Kiệt Tư cùng Thanh Mộc Quang nhất vốn cho là Diệp Thần Phong hội kiến tốt hãy thu, ai biết đạo đối phương lại nắm chặt bọn họ không thả. Nếu như sự tình hôm nay thật đăng báo, đối với bọn họ M quốc cùng đảo quốc y học giới đả kích khẳng định không nhỏ. Chương 423, Trung Hoa y thuật tương lai. Gặp Kiệt Tư cùng Thanh Mộc Quang nhất muốn chơi xấu, ở đây đến từ các quốc gia y học quyền uy môn cũng sôi nổi đúng bọn họ hai cái chỉ trỏ. Cái này cuộc đánh cá là Vi Tư Đặc cùng Giang Xuyên Chí Cửu chính mồm đáp ứng, thế nào có thể nói toán cho dù. Làm người không thể đủ vô sỉ như vậy a. Kiệt Tư làm M quốc y học giới đỉnh cao người, bình thường nơi nào đã bị qua cái này loại trách móc.
Sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt một mảnh, hướng về phía trên đài Diệp Thần Phong, quát dẹp đường, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, các ngươi người nước Hoa đều không phải bình thường nói như vậy sao? Không bằng chúng ta liền đem vừa rồi cuộc đánh cá cho rằng là một chuyện cười, ngày hôm nay cuộc tỉ thí này cũng có thể toán làm là các ngươi Hoa Hạ quốc thắng. Diệp Thần Phong thả người nhảy, từ trên đài nhảy xuống tới, đi tới Kiệt Tư đám người trước mặt, nói rằng, nếu như vừa rồi ta không có thể tại một phút chi nội trị liệu tốt bệnh nhân cấp tính viêm ruột, các ngươi hội đưa cái này tiền đặt cược cho rằng một chuyện cười sao? Chúng ta Hoa Hạ quốc còn có một câu là nói như vậy, tốt đánh rắn dập đầu, tiết kiệm có vài người cho là chúng ta người nước Hoa dễ khi dễ. Đúng, về phần hôm nay cuộc tỉ thí này các ngươi là muốn cho là mình thắng, ta cũng không có cái gì tốt phản bác, chính như các ngươi theo như lời ta cũng không là hôm nay người dự thi, bất quá, ta một phút nội trị liệu tốt bệnh nhân cấp tính viêm ruột, chuyện này người ở chỗ này là rõ như ban ngày, cho nên cuộc tỉ thí này ai thắng ai thua, căn bản đúng chúng ta Hoa Hạ quốc y học giới một điểm ảnh hưởng cũng không có. Diệp Thần Phong không sao cả nhún vai, chính như hắn theo như lời giống nhau, ngày hôm nay có nhiều như vậy khán giả, Diệp Thần Phong này cử rất nhanh hội giới bên ngoài truyền ra tới, cho nên Hoa Hạ quốc y học giới cho dù biểu hiện ra thua cuộc tỉ thí này, kỳ thực cuối cùng người thắng còn là Hoa Hạ quốc. Nguyên bản Diệp Thần Phong thật không dự định xuất thủ, thế nhưng M quốc cùng đảo quốc y học quyền uy người gây sự, nếu đã là cao điệu xuất thủ. Như vậy Diệp Thần Phong không dự định khiêm tốn nữa đi xuống. Hắn rất nhiều phương diện sợ rằng không bao lâu tự triệt để hội tại kinh thành truyền ra tới. Thanh niên nhân, ngươi thật dự định làm như vậy. Tốt, chúng ta hội thực hiện hôm nay tiền đặt cược, ngươi nhớ kỹ cho ta. Đối mặt Nguyễn Ngạnh không ăn Diệp Thần Phong, lúc này Kiệt Tư chỉ có thể làm ra sự lựa chọn này. Bát Giác, ta đảo muốn nhìn ngày mai tỉ thí ngươi còn có thể không thể đủ lớn lối như vậy. Thanh Mộc Quang Nhất tức giận quát dẹp đường. Về phần Vi Tư Đặc cùng Giang Xuyên Chí Cửu sắc mặt lần thứ hai trắng bệch một mảnh, bọn họ hai cái thế nào cũng không có nghĩ đến. Lần này tới Hoa Hạ quốc tham gia quốc tế y học giao lưu thi đấu, cuối cùng hội rơi vào như vậy kết cục. Căn cứ Bình ủy hội cuối cùng quyết định, ngày hôm nay cuộc tỉ thí này một tên là M quốc, tên thứ hai là Đảo quốc, tên thứ ba mới là Hoa Hạ quốc, dù sao Diệp Thần Phong đều không phải ngày hôm nay cuộc tỉ thí này người dự thi. Nhiều lắm toán nửa đường tuôn ra tới trình rào kim. Bình ủy hội người hay là muốn lo liệu công chính, công bình, công khai tâm tính đi bình phán. Tại Bình ủy hội tuyên bố kết quả của cuộc so tài sau đó, ở đây đến từ các quốc gia y học quyền uy từng cái chuẩn bị ly khai, rời đi trước rất nhiều những quốc gia khác y học quyền uy đều tới mời Diệp Thần Phong cùng nhau ăn cơm. Bất quá, Diệp Thần Phong còn chưa mở miệng cự tuyệt, đã bị Hoa Hạ quốc một đám y học quyền uy cự tuyệt. Sư phụ, ta đem thân phận của ngài nói cho bọn hắn biết, ngài sẽ không trách đồ đệ ta đi. Đoàn Nam thận trọng hỏi. Diệp Thần Phong quyết định xuất thủ một khắc kia, cũng tự không có muốn che giấu cái gì, thuận miệng nói rằng, đây chỉ là một kiện chuyện nhỏ mà thôi, ngươi không cần để ở trong lòng. Diệp Thần Phong, nghe Lục lão gia tử nói ngươi vừa rồi thi triển là Long Ngâm Châm Pháp. Cái này là thật sao? Đoàn Thiên Thụy đi lên trước. Thái độ rõ ràng muốn so trước đây tốt hơn rất nhiều. Có thể là Diệp Thần Phong vừa rồi một ngón kia chấn nhiếp hắn đi. Thiên Thụy, nói thế nào ni? Thái sư tổ tục danh là ngươi gọi sao? Còn không mau hướng ngươi Thái sư tổ xin lỗi. Đoàn Nam nghiêm nghị a xích Đoàn Thiên Thụy. Đoàn Thiên Thụy khổ gương mặt, nói rằng, Thái sư tổ, xin lỗi. Cùng lúc đó một đám thanh niên tài tuấn, bao quát y học quyền uy môn. Ánh mắt đều hội tụ tại Diệp Thần Phong trên người, đợi đối phương trả lời. Diệp Thần Phong kinh nghi nhìn thoáng qua Lục Sinh Vinh, nói rằng, người đảo là có chút nhãn lực, ta vừa thi triển chính là Long Ngâm Châm Pháp. Lục Sinh Vinh cũng chỉ là suy đoán Diệp Thần Phong thi triển là Long Ngâm Châm Pháp, dù sao hắn từ trước không nhìn thấy qua Long Ngâm Châm Pháp là dạng gì. Khi hắn chính tai nghe được Diệp Thần Phong thừa nhận, trên mặt thần sắc là càng kích động, nói rằng, Diệp tiên sinh, ngươi thật là quá khen, ta cũng chỉ là may mắn tại một quyển y học trong điển tịch thấy qua Long Ngâm Châm Pháp giới thiệu, không nghĩ tới lão nhân ta sinh thời vẫn có thể tận mắt đến có thể thi triển Long Ngâm Châm Pháp người, lão nhân ta thật là chết cũng không tiếc, thực sự là chết cũng không tiếc. Diệp tiên sinh, không bằng chúng ta cùng nơi ăn bữa cơm, ta còn có rất nhiều vấn đề muốn hướng ngươi thỉnh giáo, mong rằng Diệp tiên sinh có thể hãnh diện. Sau đó,
Lục Sinh Vinh lại hướng cháu của mình Lục Nguyên Minh vẫy vẫy tay, nói rằng, Nguyên Minh, mau tới gặp qua ngươi Diệp tiền bối, Diệp tiền bối là lão đoàn sư phụ, luận bối phận còn đang chúng ta những. Này người chi thượng, sau đó tiểu tử ngươi cần phải đem Diệp tiên sinh cho rằng là trưởng bối, nếu không ta cắt đứt chân của ngươi. Lục Sinh Vinh cái này ra ra tại Lục Nguyên Minh trong lòng đặc biệt có lực uy hiếp, chỉ thấy Lục Nguyên Minh tâm bất cam tình bất nguyện đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, hô một tiếng, Diệp tiền bối. Ta nhớ kỹ ngươi vừa rồi đã từng nói, nếu như y thuật của ta so ra ra ngươi lợi hại, ngươi tự hội thoát y phục quần, vòng quanh cái này tư nhân hội quán bên ngoài đi một vòng. Bây giờ là điều không phải nên thực hiện hứa hẹn, Diệp Thần Phong có nhiều ý tứ hàm xúc nhìn Lục Nguyên Minh nói rằng. Nga, Nguyên Minh, có phải thật vậy hay không có chuyện như vậy? Y thuật của ta cùng Diệp tiên sinh tướng so, ta cam bái hạ phong, nam nhân nói ra khỏi miệng hứa hẹn nhất định phải muốn thực hiện, ra ra ngươi ta chưa từng có nói mạnh miệng thời gian, cho nên ngươi làm ta Lục Sinh Vinh tôn tử, nên muốn nói được thì làm được, nếu không ngươi không nên cùng ta cùng nơi hồi lục ra. Lục Sinh Vinh nghiêm nghị quát dẹp đường, lời nói gian không có một chút khai ý đùa giỡn. Tại cấp bách cho không biết làm sao hạ, Lục Nguyên Minh cắn hàm răng, cầm quần áo cùng quần cấp thoát, toàn thân cao thấp chỉ còn lại có nhất cái quần lót, khi hắn vừa định muốn xung quanh tư nhân hội quán đi một vòng thời gian, Diệp Thần Phong ngăn lại, nói rằng ta một cái làm trưởng bối làm sao có thể cùng một cái vãn bối tính toán chi li ni. Tốt, đem y phục cùng quần mặc vào đi, nhớ kỹ, sau đó không nên nói nữa mạnh miệng. Diệp tiên sinh, người nói đúng à? Tiểu tử này bình thường càn rỡ thói quen, sau đó ta nhất định hảo hảo quản giáo hắn. Lục Sinh Vinh trừng mắt một cái Lục Nguyên Minh, không nghe được Diệp tiên sinh nói sao. Còn không mau mặc quần áo tử tế, mau nhanh cảm tạ Diệp tiên sinh không cùng ngươi cái này vãn bối không chấp nhặt. Lão Lục, ngươi cũng biệt chiếu cố giáo huấn cháu trai của ngươi, chúng ta tìm một chỗ ăn cơm trước đi. Đoàn Nam mở miệng nói rằng. Tại chung quanh đây tương đối nổi danh khách sạn chỉ có Cẩm Viên khách sạn, là một nhà 4 tinh cấp khách sạn, Diệp Thần Phong đẳng người muốn một gian cỡ chung ghế lô, cũng đủ để xuống 2 cái bàn. Một đám thanh niên tài tuấn môn 1 bàn, một đám hoa hạ quốc y học quyền uy 1 bàn, chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí đương nhiên là ngồi ở y học quyền uy trên bàn, hơn nữa còn là ngồi ở chủ vị, dù sao thân phận của Diệp Thần Phong đặt ở nơi nào. Đoàn Nam sư phụ, với lại Diệp Thần Phong y thuật cũng đích xác nhượng những lão đầu tử này bội phục. Đợi cho người tất cả ngồi xuống tới, lãnh món ăn cũng đặt lên bàn, Lục Sinh Vinh người thứ nhất đứng lên, trong tay bưng ly rượu, đúng Diệp Thần Phong nói rằng, Diệp tiên sinh, ngày hôm nay hoa hạ quốc y học giới nhờ có người cứu trường, nếu không không chỉ lão nhân ta một đời anh danh quét rác, ngay cả hoa hạ quốc y học giới cũng muốn theo bị cười nhạo, một chén rượu này lão nhân ta mời ngươi. Ngươi là chúng ta Trung Hoa y thuật tương lai hy vọng, ngươi nhường ta thấy được tương lai một ngày nào đó. Chúng ta Trung y khẳng định cũng có thể trải rộng toàn thế giới mỗi quốc gia. Lão Lục nói rất đúng, Diệp tiên sinh, ta cũng muốn mời ngươi một chén rượu, vừa mới bắt đầu ta còn đúng y thuật của ngươi sản sinh hoài nghi, thậm chí cho rằng ngươi chẳng qua là một cái cuồng vọng mao đầu tiểu tử mà thôi, vì thế ta muốn xin lỗi ngươi. Đây đều là lão đoàn che giấu quá sâu. Ta cũng muốn mời Diệp tiên sinh ngươi một chén rượu. Cũng coi như thượng ta một cái, Diệp tiên sinh, chính như lão Lục theo như lời, ngươi là chúng ta Trung Hoa y thuật tương lai. Đang ngồi hoa hạ quốc y học quyền uy môn sôi nổi bưng ly rượu lên hướng Diệp Thần Phong kính rượu, chàng diện này thật đúng là thẳng đồ sộ, phải biết rằng có thể xưng là y học quyền uy người, tại hoa hạ quốc nhất định là có chút địa vị, với lại những. Này lão đầu rất nhiều tính tình đều đặc biệt cổ quái. Một đám có thể nhiệt tình như vậy hướng Diệp Thần Phong cái này 20 nhiều tuổi thanh niên nhân kính rượu, đích thật là một cái đặc biệt khó được sự tình. Chương 424, có muốn hay không như thế nghiêu bê? Diệp Thần Phong từ trước đến nay là hắn người kính ta một thước, ta mời người khác một trượng, đối mặt những. Này vô cùng nhiệt tình hoa hạ quốc y học quyền uy, hắn cũng đặc biệt sảng khoái bưng chén rượu lên, tướng rượu đỏ trong ly uống một hơi cạn sạch. Nói rằng, mọi người cũng không muốn khách khí như vậy, ngươi mời ta mời ngươi, nếu không bữa cơm này thật là muốn không ăn được. Diệp tiên sinh nói là a, chúng ta tất cả ngồi xuống tới dùng bữa đi, đằng ăn no, ta còn có chuyện muốn thỉnh giáo Diệp tiên sinh. Lục Sinh Vinh vừa cười vừa nói. Hai bên trái phải trên bàn Lục Nguyên Minh, Đoàn Thiên Thụy đằng người,
nhìn đến một đám y học quyền uy đúng Diệp Thần Phong khách khí như vậy cùng nhiệt tình, một đám trong lòng đều đặc biệt điều không phải tư vị, cái này người với người tướng so, quả thực là tức chết người đi được, rõ ràng bọn họ cùng Diệp Thần Phong đều là không sai biệt lắm đại niên kỷ người, cái này đãi ngộ thế nào tự chênh lệch cái này nhiều ni. Thiên Thụy, Diệp Thần Phong thật là gia gia ngươi sư phụ sao? Hắn có bản lãnh gì làm đoàn lão gia tử sư phụ? Ngươi lại còn phải gọi hắn thái sư tổ, đổi lại là ta mới sẽ không nghe ra ra ta. Lục Nguyên Minh khó chịu hướng tới trong miệng ực một hớp rượu đỏ nói rằng. Lục Nguyên Minh, ta nghe ngươi lời này thế nào cứ như vậy chua ni. Lẽ nào ngươi là đang ghen tị Diệp Thần Phong sao? Diệp Thần Phong có thể đã bị những lão đầu tử này lễ ngộ, hoàn tất cả đều là của hắn cao siêu y thuật. Ngươi cũng không suy nghĩ thật kỹ ngày hôm nay nếu không có Diệp Thần Phong xuất thủ. Sợ là chúng ta Hoa Hạ quốc y học giới tướng biến thành một chuyện cười, huống hồ gia gia của ngươi cũng chính mồm thừa nhận y thuật của hắn không bằng Diệp Thần Phong, ngươi cái này làm cháu trai có cái gì tốt nói nhảm. Bạo lực nữ dịch Tư Dĩnh cực kỳ mở miệng bang Diệp Thần Phong nói chuyện. Ta cảm thấy Tư Dĩnh nói không sai, Diệp Thần Phong y thuật là chúng ta rõ như ban ngày. Hắn là chúng ta Hoa Hạ quốc trung y hy vọng, cô gái ngoan ngoãn Giang Vũ Mộng đỏ mặt thấp giọng nói rằng. Xem ra trải qua Diệp Thần Phong lộ như thế một tay, hai nàng này là hoàn toàn đúng Diệp Thần Phong hình tượng có sở đổi cái nhìn. Ngẫm lại vừa rồi tại sở hữu Hoa Hạ quốc y học quyền uy thúc thủ vô sách thời gian, là Diệp Thần Phong dùng cực kỳ cao điệu tư thái đứng ra là Hoa Hạ quốc y học giới ra mặt, giữa lúc mọi người cho rằng Diệp Thần Phong là tự rước lấy nhục, cuối cùng Diệp Thần Phong lại nặng nề đánh bọn họ một cái bạt tai. Nữ nhân đều là sùng bái anh hùng. Tuy rằng hiện nay Dịch Tư Dĩnh cùng Giang Vũ Mộng chưa nói tới thích Diệp Thần Phong, thế nhưng trong lòng đã đúng Diệp Thần Phong đã không có phản cảm, bang Diệp Thần Phong nói mấy câu còn là không gì đáng trách. Ta có thể tỉnh không cho là như vậy, hay là chỉ là Diệp Thần Phong gặp vận may ni? Long ngâm châm pháp là thất truyền nhiều năm từ xưa châm pháp. Hắn Diệp Thần Phong một tên mao đầu tiểu tử thật hội thi triển long ngâm châm pháp. Ta xem hắn cái này thuần túy là tại dọa người. Lục Nguyên Minh không phục phản bác. Lục Nguyên Minh, ngươi chớ quên, là gia gia ngươi suy đoán Diệp Thần Phong thi triển là long ngâm châm pháp, lẽ nào ngươi cho rằng ngươi gia gia tốt như vậy hồ lộng sao? Hắn thế nhưng trung y giới ngôi sao sáng. Dịch Tư Dĩnh chẳng đáng cười lạnh nói. Lục Nguyên Minh tức khắc á khẩu không trả lời được, sắc mặt chướng đến đỏ bừng, cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, trong lòng không gì sánh được phiền muộn. Tốt, Tư Dĩnh, Vũ Mộng. Nguyên Minh đây cũng không phải là thuận miệng nói một chút sao? Các ngươi cùng hắn chăm chú cái gì? Kỳ thực cái này Đoàn Thiên Thụy trong lòng cũng khó chịu lắm. Danh tiếng toàn bộ bị Diệp Thần Phong cướp đi, thậm chí bên người hai cái mỹ nữ cũng bị Diệp Thần Phong hấp dẫn. Diệp Thần Phong xuất hiện, những nguyên bản tự tin không gì sánh được Đoàn Thiên Thụy từ trước tới nay đệ nhất thứ sinh ra cảm giác bị thất bại. Rượu qua ba tuần, món ăn qua ngũ vị sau. Hoa Hạ quốc y học quyền uy môn một bàn. Trung y giới ngôi sao sáng Lục Sinh Vinh đúng Diệp Thần Phong nói rằng, Diệp tiên sinh, thực không dám đấu giếm, vừa rồi tại tỉ thí thời gian, ta thi triển là một bộ nhà của chúng ta tổ truyền châm pháp. Tên là Hồi Sinh Bát Châm, đã nhiều năm như vậy ta cũng chỉ có thể đủ thi triển ra phía trước bốn châm. Vừa rồi ta miễn cưỡng muốn thi triển ra đệ ngũ châm, đáng tiếc thất bại, ta xem Diệp tiên sinh tại châm cứu phương diện tạo nghệ cực đại, không biết Diệp tiên sinh có thể không chỉ điểm một chút ta. Diệp Thần Phong nhìn Lục Sinh Vinh nghiêm trang dáng dấp, hắn cũng không ngại chỉ điểm lão đầu tử này, dù sao hắn sau đó cũng không thể có thể làm nghề y cứu thế, thuận miệng nói rằng, nếu như có thể không thể tướng ngươi tổ truyền hồi sinh bát châm cho ta xem. Có thể ta có thể những ngươi có đột phá cũng nói không nhất định. Hai bên trái phải Lục Nguyên Minh, Đoàn Thiên Thụy đám người một bàn, cũng sớm tựu để đũa xuống, lắng tai nghe Lục Sinh Vinh đám người nói chuyện. Đương Diệp Thần Phong đưa ra muốn vừa nhìn hồi sinh bát châm thời gian, Lục Nguyên Minh người thứ nhất nhảy ra ngoài, nói rằng, ra ra, cái này trăm triệu không thể a. Hồi sinh bát châm chính là chúng ta Lục gia tổ truyền châm pháp, thế nào có thể cấp một ngoại nhân nhìn ni? Diệp Thần Phong khẽ cau mày, cái gì chó má hồi sinh bát châm? Cho dù long ngâm châm pháp Diệp Thần Phong đều không để vào mắt, hắn cái này thuần túy chỉ là muốn chỉ điểm một chút Lục Sinh Vinh cái này lão đầu mà thôi. Thanh âm không tự chủ được lạnh vài phần, trái lại ta thiếu suy tính. Nhìn đến Diệp Thần Phong cau mày, Lục Sinh Vinh lạnh giọng quát dẹp đường, Nguyên Minh,
ngươi cấp ta cút sang một bên, Diệp tiên sinh liền long ngâm châm pháp đều có thể đủ thi triển, hội để ý chúng ta hồi sinh bát châm sao? Long ngâm châm pháp có thể cao hơn hồi sinh bát châm sâu nhiều. Ngược lại, Lục Sinh Vinh lại áy náy nhìn Diệp Thần Phong, từ trong lòng ngực mặt móc ra nhất trương phong cách cổ xưa cùng loại tấm da dê gì đó, thận trọng đưa cho Diệp Thần Phong, nói rằng, Diệp tiên sinh, cái này trương tấm da dê thượng ghi lại chính là hồi sinh bát châm châm pháp, thỉnh ngươi sau khi xem cấp lão nhân ta một điểm ý kiến. Diệp Thần Phong tướng tấm da dê thượng hồi sinh bát châm cẩn thận nhìn một lần, Diệp Thần Phong châm pháp đã đến xuất thần nhập hóa trình độ. Cái này hồi sinh bát châm đảo cũng có chút ảo diệu chỗ, bất quá, bằng vào Diệp Thần Phong năng lực lĩnh ngộ cùng vững chắc bản lĩnh, hắn tin tưởng mình có thể duy nhất tướng cái này hồi sinh bát châm thi triển ra. Ta có thể biểu diễn cho ngươi một lần hồi sinh bát châm, tìm cá nhân qua đây. Diệp Thần Phong đúng Lục Sinh Vinh nói rằng, lúc này không chỉ Lục Sinh Vinh trợn tròn mắt, ở đây sở hữu y học quyền uy đều trợn tròn mắt, bọn họ cũng đều nghe nói qua Lục gia tổ truyền hồi sinh bát châm. Cái này Diệp Thần Phong nhìn một lần là có thể thi triển. Cái này là điều không phải quá khoa trương một chút. Lục Sinh Vinh trong lòng có chứa một ít nghi vấn, đúng một bên Lục Nguyên Minh nói rằng, tiểu tử ngươi lăn tới đây cho ta, nghe Diệp tiên sinh phân phó. Diệp Thần Phong móc ra tùy thân mang theo châm cứu bao, lần lượt rút ra 8 căn ngân châm, dùng cái bật lửa sôi nổi tiêu độc sau, đúng Lục Nguyên Minh nói rằng, đem y phục của ngươi nhấc lên tới. Lục Nguyên Minh không tình nguyện nhìn thoáng qua da da của mình, kết quả Lục Sinh Vinh ra lệnh, tiểu tử ngươi không nghe được Diệp tiên sinh nói sao. Cuối cùng Lục Nguyên Minh chỉ có thể mạn thôn thôn cầm quần áo vén lên. Giờ khắc này ghế lô trong người toàn bộ đưa mắt tập trung vào Diệp Thần Phong trên người, chỉ thấy Diệp Thần Phong tay nâng châm rơi, đệ nhất căn ngân châm chính xác đâm vào Lục Nguyên Minh trên bụng, sau đó là đệ nhị căn, cây thứ ba. Cây thứ tư thẳng đến 8 căn ngân châm toàn bộ đâm vào Lục Nguyên Minh trên bụng sau, ghế lô trong không ai phản ứng tới được. Nhất phút sau, Lục Nguyên Minh khuôn mặt đầu tiên là khiếp sợ, sau đó là mừng như điên, nói rằng, cái này, đây thật là hồi sinh bát châm, cái này trên thế giới lại có thể có người có thể đều đệ nhất thứ tự thi triển ra hồi sinh bát châm. Diệp tiên sinh, không, Diệp sư phụ, thỉnh ngài cần phải thu ta làm đồ đệ a. Lục Nguyên Minh kích động lão lệ tung hoành, cả người thân thể không kiềm hãm được run rẩy, còn kém cấp Diệp Thần Phong quỳ xuống. Lão Lục, người không có đang nói đùa. Diệp tiên sinh thật thi triển ra hồi sinh bát châm. Cái này là điều không phải quá nghiêu bê một điểm. Lão Lục, xem ra lần này chúng ta Hoa Hạ quốc trung y giới không muốn chấn hưng cũng khó khăn a. Diệp tiên sinh quả thực là thiên tài, trung y giới thiên tài. Một đám Hoa Hạ quốc y học quyền uy đều kích động, chỉ có Đoàn Nam hơi đỡ, dù sao hắn kiến thức qua Diệp Thần Phong thần kỳ thủ đoạn. Cái này hồi sinh bát châm kỳ thực cũng không có gì khó khăn, chờ ta kể cho ngươi giải huyền bí trong đó sau, không ngoài một năm, ngươi thì có thể đủ nắm giữ bộ này châm pháp, bất quá, ngươi muốn bái ta làm thầy sự tình còn là toán. Diệp Thần Phong khoát tay áo nói rằng, ta trong vòng một năm là có thể nắm giữ hồi sinh bát châm. Ngài nếu giáo dục ta liền là ta Lục Sinh Vinh sư phụ, lão đoàn đều có thể đủ làm ngài đồ đệ, lẽ nào ta thì không thể sao? Còn thỉnh sư phụ nhận lấy đồ nhi. Lục Sinh Vinh rất cung kính hướng Diệp Thần Phong khom người chào. Bất, vừa lúc đó, ghế lô trong vang lên một cái rất không thích hợp thanh âm, sau đó bất. Bất, bất, thanh âm bên tai không dứt, ghế lô trong rất nhanh bị nhất cổ mùi hôi cấp tràn ngập. Lục Nguyên Minh hai chân giáp được chăm chú. Sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng, Diệp Thần Phong thuận miệng nói rằng, đã quên nói cho người biết, ta vừa rồi chát huyệt vị là thông khí, đặc biệt hữu ích nhân thể. Lục Nguyên Minh lúc này hận không thể tìm cái lỗ chui xuống, hắn hoàn mỹ hình tượng xem như là hoàn toàn bị Diệp Thần Phong làm hỏng. Chương 425, giải phẫu thuật. Lần này quốc tế y học giao lưu đại tái dừng chân tử điếm trong, M quốc y học giới đại biểu tính nhân vật kiệt tư trong phòng. Kiệt Tư cùng đảo quốc y học giới đại biểu tính nhân vật Thanh Mộc Quang Nhất, mặt đối mặt ngồi ở trong phòng trên ghế salon, tại bọn họ hai cái đứng trước mặt đứng thẳng suy nghĩ Phi Tư Đặc cùng Giang Xuyên Chí Cửu. Phi Tư Đặc cùng Giang Xuyên Chí Cửu đánh cuộc thua cho Diệp Thần Phong, hai người khuôn mặt tràn đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng thần sắc, làm y học quyền uy bọn họ, nếu như từ này không thể đủ làm tiếp bác sĩ, bọn họ cả đời này không chẳng khác nào là hủy sao. Hai người hai con ngươi trung hàm chứa cầu xin, bi thương nhìn chăm chú vào Kiệt Tư cùng Thanh Mộc Quang Nhất.
Kiệt Tư không chút hoang mang mở ra một lọ rượu đỏ, cấp Thanh Mộc Quang Nhất rót một chén, sau đó cũng cho mình rót một chén, bưng lên cốc có chân dài, tại bàn tay chung nhẹ nhàng đung đưa, hơi nhấp một miếng trong chén màu đỏ tươi dịch thể, nói rằng, hai người các ngươi yên tâm đi, ta và Thanh Mộc tiên sinh tuyệt đối sẽ không bỏ rơi các ngươi. Lần này Hoa Hạ Quốc y học giới là hung hăng tảo chúng ta thể diệt, nếu như không đem khẩu khí này đòi lại, sau đó chúng ta như vậy làm sao Hoa Hạ Quốc y học giới những này rác rưởi trước mặt ngẩng đầu lên. Cái kia khẩu suất cuồng ngôn, không biết chết sống thanh niên nhân gọi Diệp Thần Phong đi. Hắn nếu như thế không nể tình, như vậy ta nhất định phải để cho hắn trả giá thật lớn, làm cho cả Hoa Hạ Quốc y học giới đều phải trả giá thật lớn. Ta và Thanh Mộc tiên sinh đã biết ngày mai tỉ thí nội dung, lần này cùng dĩ vãng giao lưu thi đấu bất đồng, ngày mai chúng ta nếu so với là làm giải phẫu, mà Hoa Hạ Quốc y học giới lần này đáp ứng không thể đủ tây y. Ta đảo muốn xem bọn hắn trung y làm như thế nào cái này loại đại hình giải phẫu. Cho nên ngày mai có ta cùng Thanh Mộc tiên sinh tự mình xuất thủ, Hoa Hạ Quốc hầu như không có thắng khả năng. Với lại ta sẽ nhân cơ hội này lại cùng Hoa Hạ Quốc y học giới đổ một hồi, đến lúc đó hai người các ngươi không những không có việc gì. Có chuyện chắc là Hoa Hạ Quốc sở hữu y học quyền uy. Kiệt Tư khuôn mặt lộ ra một vòng điên cuồng dáng tươi cười, tướng rượu đỏ trong ly uống một hơi cạn sạch. Một bộ nắm chắc phần thắng dáng dấp. Kiệt Tư tiên sinh nói rất đúng, hai người các ngươi không nên lo lắng, Hoa Hạ Quốc y học giới căn bản tựu không đủ sợ hãi, ngày mai chúng ta muốn nhượng Hoa Hạ Quốc y học giới vạn kiếp bất phục. Thanh Mộc Quang Nhất cười nhạt mở miệng nói. Nghe được Kiệt Tư cùng Thanh Mộc Quang Nhất khẳng định như vậy trả lời thuyết phục sau, Phi Tư Đặc cùng Giang Xuyên Chí Cửu thật sâu thở ra một chút sức lực, bọn họ hai cái trong đầu không tự chủ hiện lên Diệp Thần Phong hung hăng càn quấy thân ảnh. Trong con ngươi tràn đầy hừng hực thiêu đốt thịnh nộ. Giữa lúc Kiệt Tư, Thanh Mộc Quang Nhất đám người ở thảo luận đối phó Hoa Hạ Quốc y học giới sự tình thời gian, Diệp Thần Phong chúng nhân vẫn là tại khách sạn ghế lô trong, Diệp Thần Phong không chút nào keo kiệt chỉ điểm Lục Sinh Vinh hồi sinh bát châm ảo diệu chỗ. Ghế lô trong y học quyền uy môn cùng thanh niên tài tuấn môn, tướng Diệp Thần Phong vây ở ngay chính giữa, Lục Sinh Vinh dường như một đệ tử thông thường đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh. Đáng thương Lục Nguyên Minh biến thành ghim kim vật thí nghiệm, dù sao chỉ cần chát đúng huyệt vị đúng nhân thể tịnh không có cái gì nguy hại. Người biết tại sao mình vẫn không thể đủ lĩnh ngộ hồi sinh bát châm sau bốn châm sao? Diệp Thần Phong hỏi bên cạnh Lục Sinh Vinh. Lục Sinh Vinh lắc đầu, nói rằng, sư phụ, thứ cho đồ đệ ta ngu dốt, còn thỉnh sư phụ ngài chỉ rõ. Lục Sinh Vinh là nhận thức đúng Diệp Thần Phong người sư phụ này, bất kể Diệp Thần Phong nói như thế nào. Hắn cũng không chịu đổi giọng, cho nên Diệp Thần Phong cũng chỉ có thể đủ tùy hắn như thế hô. Vậy ngươi nhìn nữa ta biểu thị một lần hồi sinh bát châm sau bốn châm. Lần này ngươi phải chú ý xem ta ghim kim thời gian vận động quỹ tích, đây là một loại rất huyền diệu đồ đạc, chỉ như ý vị, không thể nói truyền lại. Diệp Thần Phong lạnh nhạt nói. Kết quả là Lục Nguyên Minh tiểu tử này đáng thương, Diệp Thần Phong lại đang trên người của hắn thi triển ra hồi sinh bát châm sau bốn châm. May là lúc này Diệp Thần Phong tịnh không có chát đến không nên chát huyệt vị. Lần này ngươi lĩnh ngộ được một ít đồ sao? Diệp Thần Phong nhìn Lục Sinh Vinh nghi vấn hỏi. Lục Sinh Vinh lắc đầu, lại gật đầu một cái. Nói rằng, sư phụ, ta thật là nhớ lĩnh ngộ được một ít đồ đạc, hiện tại ta thử một lần có thể không thể đủ thi triển ra hồi sinh bát châm đệ ngũ châm. Nói, Lục Sinh Vinh cầm lên một cây vừa tiêu độc hoàn tất ngân châm. Trong đầu hồi tưởng Diệp Thần Phong vừa rồi thủ pháp, cực kỳ nhanh chóng đâm vào Lục Nguyên Minh trên bụng, một ít máu tươi lập tức từ Lục Nguyên Minh trên bụng tràn đầy đi ra. Lục Sinh Vinh ngượng ngùng nói, sư phụ, ta tìm được một ít cảm giác, ta biết chỉ thiếu chút xíu nữa tựu thành công. Lục Sinh Vinh hoàn toàn lâm vào y học cuồng nhiệt chung, không ngừng cầm lấy ngân châm tại Lục Nguyên Minh trên bụng thi triển ra hồi sinh bát châm đệ ngũ châm, một ít một tia máu tươi không ngừng từ Lục Nguyên Minh trên bụng tràn ra tới. Lục Nguyên Minh thật có loại xung động muốn khóc, thế nhưng hắn nhìn đến gia gia của mình cái này phó hưng phấn dáng dấp, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng. Thẳng đến Lục Sinh Vinh lần thứ 9 thi triển ra hồi sinh bát châm đệ ngũ châm, tướng ngân châm chính xác đâm vào Lục Nguyên Minh trên bụng, với lại không có máu tươi tràn ra tới, Lục Sinh Vinh khuôn mặt hiện lên mừng như điên, lau lau trên trán dày đặc mồ hôi hột, hắn thành công thi triển ra hồi sinh bát châm đệ ngũ châm. Phải biết rằng Lục Sinh Vinh dừng lại tại hồi sinh bát châm đệ tứ trên kim biết bao năm,
nhiều năm như vậy mỗi ngày lật xem hồi sinh bát châm cũng không thể đủ lĩnh ngộ ra đệ ngũ châm, mà tại Diệp Thần Phong giảng giải cùng dưới sự chỉ điểm, hắn lại đang ngắn ngủi công phu nội, lĩnh ngộ đệ ngũ châm. Điều này làm cho Lục Sinh Vinh có loại hạnh phúc tới quá nhanh cảm giác. Đa tạ sư phụ chỉ điểm, đa tạ sư phụ chỉ điểm, sau đó nếu như sư phụ yêu cầu đồ đệ địa phương, còn thỉnh sư phụ ngài cứ mở miệng. Lục Sinh Vinh kích động vạn phần hướng Diệp Thần Phong cúc cung nói rằng. Sư phụ, người xem ta là điều không phải đem hồi sinh bát châm đằng sau ba châm cũng cùng nơi lĩnh ngộ. Lục Sinh Vinh cười hỏi. Diệp Thần Phong vẫn không nói gì, Lục Nguyên Minh viền mắt tựu đã ươn ướt, quang hồi sinh bát châm đệ ngũ châm, hắn tự oan uổng bạch đã trúng nhiều như vậy châm, nếu như Lục Sinh Vinh thật còn yếu lĩnh ngộ đằng sau ba châm, như vậy hắn còn muốn đánh phải nhiều ít châm mới là đầu cùng. Diệp Thần Phong khoát tay áo, nói rằng, ghi nhớ kỹ. Tham nhiều nhai không nát phụn đạo lý, ngươi vừa mới vừa nắm giữ hồi sinh bát châm đệ ngũ châm, vẫn không thể đủ thuần thục vận dụng, chờ ngươi tướng cái này đệ ngũ châm rèn luyện sau đó, lại lĩnh ngộ đằng sau ba châm. Sư phụ nói rất đúng a, là đồ đệ ta nóng lòng, là đồ đệ ta nóng lòng. Lục Sinh Vinh khá là ngượng ngùng nói. Tốt, lão Lục, nếu ngươi cũng thỉnh giáo xong, như vậy hiện tại chúng ta nên thảo luận một chút ngày mai tranh tài sự tình. Đoàn Nam mở miệng nói rằng, ngược lại lại tướng ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong hỏi, sư phụ, ngày mai cuộc tranh tài, là điều không phải ngài đại biểu chúng ta Hoa Hạ Quốc y học giới xuất thủ. Diệp Thần Phong nếu lựa chọn cao điệu xuất thủ, như vậy chỉ có thể nhượng cao điệu tiến hành đến cùng, nói rằng tốt, nếu như các ngươi đồng ý, ngày mai cuộc tranh tài ta tự đại biểu Hoa Hạ Quốc y học giới xuất thủ. Sư phụ, ta nhất định là cử hai tay tán thành. Đoàn Nam cười ha hả nói. Sư phụ, nếu như ngươi không thể đủ đại biểu chúng ta Hoa Hạ Quốc y học giới, còn có ai có thể đại biểu? Lục Sinh Vinh lập tức phụ họa nói. Ta cũng đồng ý Diệp tiên sinh đại biểu chúng ta tham gia ngày mai thi đấu. Ta cũng đồng ý. Ta cũng đồng ý. Ở đây y học quyền uy môn rối rít đồng ý Diệp Thần Phong ngày mai đại biểu bọn họ tham gia tranh tài sự tình. Diệp Thần Phong cao siêu y thuật đặt ở nơi nào? Bọn họ những lão đầu tử này kia có không đồng ý đạo lý. Bất quá, ngày hôm nay chúng ta nhượng M quốc cùng đảo quốc y học quyền uy tài té ngã, dùng thủ đoạn của bọn họ, ngày mai bọn họ tuyệt đối sẽ ra vẻ, cho nên Diệp tiên sinh ngươi còn phải cẩn thận nhiều hơn mới là. Một gã Hoa Hạ quốc y học quyền uy nhắc nhở. Đúng vậy, mấy năm nay M quốc cùng đảo quốc y học giới nơi trốn nhằm vào chúng ta, lần này bọn họ liên hợp lại chính là muốn đả kích chúng ta. Ai biết đạo bọn họ hội sẽ không làm cái gì điên cuồng sự tình tới. Lại một gã y học quyền uy tràn đầy đồng cảm. Các ngươi yên tâm đi, chỉ cần có sư phụ tại, dùng sư phụ y thuật, cho dù bọn họ đùa giỡn nhiều hơn nữa đa dạng cũng không làm nên chuyện gì. Đoàn Nam khẳng định nói. Lão Đoàn nói rất đúng, hết thảy âm mưu tại tuyệt đối thực lực trước mặt cũng sẽ bị toàn bộ đánh nát. Lục Sinh Vinh đồng dạng tràn đầy tự tin. Ta cam đoan ngày mai thi đấu cuối cùng người thắng là chúng ta Hoa Hạ Quốc y học giới, bất kể bọn họ dùng bất kỳ thủ đoạn nào, ta cũng sẽ thắng hạ ngày mai cuộc tranh tài. Tại Diệp Thần Phong trong mắt cái này loại cấp bậc y học thi đấu, quả thực là tiểu nhi khoa, quả thực hình như là đang bồi tiểu hài tử chơi trò chơi thông thường, hắn có thua đạo lý sao? Chương 426, to lớn tiền đặt cược. Thượng hợp tư gia y viện, tại Kinh Thành là một nhà đặc biệt có danh tiếng tư gia y viện. Sáng sớm hôm nay Kinh Thành các đài truyền thông sôi nổi đi tới Thượng hợp tư gia y viện, bởi vì quốc tế y học giao lưu thi đấu trận thứ hai thi đấu chính là tại ở đây cử hành. Hoa Hạ Quốc một đám y học quyền uy dùng Diệp Thần Phong làm trung tâm, mới vừa tới đến Thượng hợp tư gia cửa bệnh viện, các đài truyền thông máy chụp hình đúng bọn họ răng rắc liên tục đè xuống khoái môn. Ngày hôm qua Diệp Thần Phong tại quốc tế y học giao lưu thi đấu thượng đại làm náo động sự tình đã tại các đài truyền thông trong lúc đó truyền ra. Những, này dù sao đều là Hoa Hạ Quốc truyền thông, bọn họ cũng đương nhiên hy vọng nhìn đến Hoa Hạ Quốc y học giới áp qua M quốc cùng đảo quốc. Ngày hôm qua tại tư nhân hội quán trong thi đấu, không có đúng các đài truyền thông mở ra, cho nên bọn họ chỉ là nghe nói là một gã là Diệp Thần Phong thanh niên nhân cuối cùng ngăn cơn sóng dữ. Những M quốc cùng đảo quốc y học quyền uy đều không phản đối, bọn họ đúng Diệp Thần Phong đặc biệt cảm thấy hứng thú, truyền thông mà. Đương nhiên là cần phải có mánh lưới tin tức, bởi vì Diệp Thần Phong cũng đủ tuổi còn trẻ, cho nên cái này tin tức đặc biệt đáng giá bọn họ đi đào móc.
Xin hỏi ngài là Diệp tiên sinh sao? Thật không nghĩ tới Diệp tiên sinh như thế niên kỷ khinh, nhưng lại lớn lên đẹp trai như vậy, y thuật nếu như này cao siêu, Diệp tiên sinh ngài có bạn gái hay không? Một gã tướng mạo coi như không tệ nữ ký giả chen đến trước mặt nhất, liếc mắt liền thấy được Diệp Thần Phong, nhiều năm làm ký giả trực giác nói cho nàng biết, cái này vị soái ca chính là nhân vật chính. Diệp Thần Phong đối mặt truyền thông màn ảnh khẽ mỉm cười nói, ta là trong miệng ngươi tất cả Diệp tiên sinh, bất quá ta tỉnh không cho là mình lớn lên rất tuấn tú, bởi vì ta còn có rất lớn trưởng thành không gian, tương lai nhất định hội biến được càng soái. Về phần ta có bạn gái hay không chuyện này, chúng ta có thể lén lút tâm sự. Nếu như ngươi không có bạn trai lời nói. Diệp Thần Phong vừa lái vui đùa, một mặt hướng tới Thượng Hợp Tư gia y viện đi đến, ứng phó truyền thông sự tình hắn vẫn là dễ như trở bàn tay. Tên nữ ký giả không có nghĩ cách Diệp Thần Phong hội như thế nói đùa, rõ ràng ngẩn người, tại nàng sau khi tính hồn lại, Diệp Thần Phong cùng một đám y học quyền uy môn đã đi vào trong bệnh viện. Nhìn Diệp Thần Phong đi xa hình bóng, nữ ký giả miệng chung lẩm bẩm, thật là đẹp trai. Cái này tên nữ ký giả sau lại đổi nghề làm người chủ trì. Với lại tại kinh thành chủ trì giới phong sinh thủy khởi, sau lại tại một lần thăm hỏi chung, nàng từng nói qua như vậy một câu nói, đã từng có người đàn ông, ta chỉ gặp hắn một lần, thân ảnh của hắn liền thật sâu đi vào trong lòng của ta, hắn là cái này trên thế giới có mị lực nhất nam nhân. Đáng tiếc ta và hắn chỉ là trong đời vội vã khách qua đường mà thôi. Đây là ta suốt đời chi chung tiếc nuối lớn nhất. Bất quá, những thứ này đều là nói sau. Tại Diệp Thần Phong chúng nhân vừa đi vào Thượng Hợp Tư gia y viện, M quốc cùng đảo quốc y học quyền uy đã toàn bộ trình diện, Kiệt Tư cùng Thanh Mộc Quang nhất hướng Diệp Thần Phong bên này đã đi tới. Diệp Thần Phong, lẽ nào ngày hôm nay cuộc tranh tài này ngươi đại biểu Hoa Hạ quốc xuất thủ? Như vậy thì không thể tốt hơn, các người Hoa Hạ quốc y học giới có dám hay không cùng chúng ta M quốc y học giới đánh cuộc? Kiệt Tư cười hỏi, còn có chúng ta đảo quốc y học giới, ngày hôm qua ngươi đều không phải rất cuồng vọng sao, ngày hôm nay nên không hội lùi bước đi, Thanh Mộc Quang nhất diễu cợt nói. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua chung quanh Hoa Hạ quốc y học quyền uy môn, bọn họ đều không có phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Điều này nói rõ bọn họ đem quyền quyết định toàn bộ giao cho Diệp Thần Phong. Có cái gì không dám? Đem các ngươi tiền đặt cược nói ra. Diệp Thần Phong đơn giản nói rằng. Thanh niên nhân, người quả nhiên thật sảng khoái, ngày hôm nay cuộc tranh tài này nếu như M quốc cùng đảo quốc thắng. Các ngươi ở đây y học quyền uy từ nay về sau không bao giờ. Nữa có thể làm bác sĩ làm nghề y, ngày hôm qua Vi Tư Đặc cùng Giang Xuyên Chí cử cùng ngươi tiền đặt cược cũng hủy bỏ. Mà nếu như M quốc cùng đảo quốc thua, như vậy hai chúng ta quốc gia ở đây y học quyền uy từ nay về sau không bao giờ. Nữa có thể làm bác sĩ làm nghề y, tịnh bồi thường cho các ngươi nhất ức Mỹ Kim. Tiểu tử, ngươi có dám hay không đáp ứng cái này cuộc đánh cá? Kiệt Tư lòng tự tin bành trướng, hắn thấy ngày hôm nay cuộc tranh tài này Hoa Hạ quốc là thất bại không thể nghi ngờ. Hoa Hạ quốc một đám y học quyền uy đang nghe Kiệt Tư to lớn như vậy tiền đặt cược sau. Một đám trên mặt thần sắc khác nhau, ở đây Hoa Hạ quốc, M quốc cùng đảo quốc y học quyền uy nhân số không sai biệt lắm, bọn họ đều là từng người quốc gia lĩnh vực y học chung đứng đầu giả, nếu như bọn họ nhóm người này từ nay về sau không thể đủ làm tiếp bác sĩ làm nghề y, đối với bọn hắn quốc gia y học giới đã kích thị phi thường nặng nề, thậm chí bọn họ quốc gia y học giới hội bởi vì bọn họ rời khỏi dần dần xuống dốc đi xuống. Hiện tại có thể tưởng tượng Kiệt Tư nói ra tiền đặt cược. Đúng phe thua quốc gia y học giới ảnh hưởng có bao nhiêu to lớn. Ngươi cho là ta không dám đáp ứng không? Bất quá, nói miệng không bằng chứng, chúng ta phải muốn ký kết nhất chương có pháp luật trách nhiệm hiệp ước mới được. Người khác bản thân tìm tới cửa chịu chết, chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí nào có không thành toàn đạo lý. TRUENCUATUI VN Cái này điểm ngươi yên tâm đi, chúng ta sớm liền chuẩn bị tốt. Nói. Kiệt Tư từ tùy thân mang theo túi công văn chung rút ra hai phần trước đó nghĩ tốt điều ước, nói rằng M quốc cùng đảo quốc ở đây sở hữu y học quyền uy đều ở phía trên ký qua chữ, chỉ cần các ngươi cũng ở phía trên ký tên, phần này điều ước lập tức hội có hiệu lực. Diệp Thần Phong tỉ mỉ tướng sở hữu điều ước nhìn một lần, tại xác nhận không có vấn đề sau đó, lập tức ở phía trên ký xuống tên của mình, sau đó Đoàn Nam cũng không chút do dự ký xuống tên, tiếp theo là Lục Sinh Vinh.
Còn lại Hoa Hạ Quốc Y học quyền uy đang do dự một lát sau đó, cũng sôi nổi viết ở phía trên ký tên, đối với bọn hắn bây giờ mà nói đã là không đường có thể lui, đối mặt M quốc cùng đảo quốc khiêu khích, bọn họ chỉ có thể kiên trì kế tiếp. Tại sở hữu Hoa Hạ Quốc Y học quyền uy ký tên rất hay sau, một phần điều ước đặt ở Hoa Hạ Quốc bên này, một phần khác đặt ở M quốc cùng đảo quốc một mặt. Kiệt tư tướng một phần điều ước cất xong sau, nụ cười trên mặt càng thịnh vượng, nói rằng các ngươi biết ngày hôm nay tranh tài nội dung là cái gì không? Ta không để ý cùng các ngươi tiết lộ một chút, ngày hôm nay chúng ta so là làm giải phẫu năng lực, các ngươi Hoa Hạ Quốc lần này chỉ có thể dùng trung y, cái này là các ngươi đáp ứng chúng ta. Nếu không cho dù làm các ngươi thua, trung y các ngươi hội kiêu ngạo hình giải phẫu sao? Ta thật là muốn mỏi mắt mong chờ. Nghe vậy, ngoại trừ Đoàn Nam bên ngoài, cái khác Hoa Hạ Quốc y học quyền uy môn sôi nổi sắc mặt kịch biến, bao quát trung y giới ngôi sao sáng Lục Sinh Vinh. Lục Sinh Vinh thân là trung y, hắn đương nhiên biết trung y tịnh không am hiểu lấy gia thuật, khá là lo lắng nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong. Ngày hôm nay cuộc tranh tài này có thể nói thật chuyện liên quan đến Hoa Hạ Quốc y học giới sinh tử tồn vong, một ngày Diệp Thần Phong thua cuộc tranh tài này, ở đây Hoa Hạ Quốc y học quyền uy từ nay về sau tướng không thể đủ làm tiếp bác sĩ. Đây đối với Hoa Hạ Quốc y học giới mà nói là một hồi hủy diệt tính tai nạn. Ân, các ngươi thật muốn mỏi mắt mong chờ, dù sao cuối cùng thua sẽ chỉ là các ngươi. Diệp Thần Phong không chút khách khí nói rằng. Tại một đám Hoa Hạ Quốc y học quyền uy lo lắng nặng nề thời gian, lần này quốc tế y học giao lưu thi đấu bình ủy hội người trình diện, đồng thời tuyên bố tranh tài nội dung. Ba quốc gia tướng từng người phân phối đến một gã mắc lương tâm u bệnh nhân, cái này ba gã bệnh nhân tình trạng đều không sai biệt lắm, với lại u lớn lên vị trí cũng đều là tại phổi, bình ủy sẽ vì làm được công bình, lại công bình, mới tìm được ba vị này ca bệnh hầu như nhất trí bệnh nhân. Ba gã mắc lương tâm u bệnh nhân tại y viện dưới sự an bài, đã bị đẩy mạnh y viện phòng giải phẫu, sẽ chờ ba quốc gia dự thi bác sĩ xuất thủ trị liệu. Thanh niên nhân, chúc ngươi may mắn, hy vọng ngươi có thể cho thấy trung y ở thủ thuật phương diện lợi hại. Kiệt tư khinh thường cười lạnh nói, cùng Thanh Mộc Quang nhất hướng phòng giải phẫu đi. Sư phụ, ngài có nắm chắc có thể làm như vậy đại hình giải phẫu sao? Ta không phải không thừa nhận chúng ta trung y ở thủ thuật phương diện quả thực ở vào yếu thế. Lục Sinh Vinh thận trọng tại Diệp Thần Phong bên cạnh nói rằng. Lão Lục, ngươi cho là chút chuyện này là có thể khó khăn ở chúng ta sư phụ. Sư phụ nhất định có thể thắng cuộc tranh tài này, với lại sẽ đoạt được đặc biệt dễ dàng. Đoàn Nam vừa cười vừa nói đùa, Diệp Thần Phong là ngay cả thời kỳ cuối u ác tính đều có thể đủ trị liệu tốt. Chính là bướu lành tại Diệp Thần Phong trước mặt nhằm nhò gì a? Đoàn Nam nói đúng, cuộc tranh tài này với ta mà nói căn bản không có một chút tính khiêu chiến, hai người các ngươi cùng ta cùng nơi tiến phòng giải phẫu đi. Diệp Thần Phong đúng Đoàn Nam cùng Lục Sinh Vinh nói rằng. Trong phòng giải phẫu đương nhiên không thể có thể phóng người nhiều như vậy đi vào vây xem, mỗi người dự thi tối đa mang hai gã trợ thủ đi vào, mà Diệp Thần Phong còn lại là tuyển hắn hai cái đổ đệ Đoàn Nam cùng Lục Sinh Vinh. Chương 427, chẳng biết hưu chết về tay ai. Đoàn Nam cùng Lục Sinh Vinh theo Diệp Thần Phong đi vào trong phòng giải phẫu, trên bàn mổ bệnh nhân bị đánh thuốc mê, đã ở vào trạng thái hôn mê, tuy nói là bướu lành, thế nhưng u vị trí lại sinh trưởng ở phổi, đối với thông thường bác sĩ mà nói vẫn là vô cùng thứ tay. Diệp Thần Phong tịnh không có cấp xuất thủ, một bên Lục Sinh Vinh trái lại cấp, khổ gương mặt nói rằng, sư phụ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Có muốn hay không ta và lão Đoàn chuẩn bị cho ngài chút gì? Diệp Thần Phong lắc đầu, từ trên người lấy ra tùy thân mang theo ngân châm, nói rằng, biệt như thế hấp tấp, không phải là chính là bướu lành mà thôi sao? Hai người các ngươi trước giúp ta cây ngân châm tiêu độc. Diệp Thần Phong ánh mắt tại trong phòng giải phẫu quét mắt một vòng, phát hiện tường góc chỗ có hai cái máy theo dõi, chắc là người bên ngoài muốn nhìn đến trong phòng giải phẫu tình trạng tài lắp đặt. Nếu không Diệp Thần Phong không muốn quá kinh thế hãi tục, chỉ cần đem linh hồn lực rót vào bệnh nhân thể nội, lợi dụng linh hồn lực là có thể tiêu trừ bệnh nhân phổi u, căn bản liền ngân châm cũng chưa dùng tới, mà hắn hiện tại như vậy làm chẳng qua là vì hơi làm che giấu mà thôi. Sư phụ, ngài nhượng ta tiêu độc ngân châm làm gì? Lẽ nào sư phụ ngài muốn dùng ngân châm trị liệu bệnh nhân phổi u sao? Lục Sinh Vinh gặp Diệp Thần Phong điểm gật đầu. Giọng nói càng vội vàng sao động, sư phụ,
ta biết ngài tại châm cứu phương diện tạo nghệ cực đại, thế nhưng quang dựa vào châm cứu căn bản tiêu trừ không được bệnh nhân phổi u, phải muốn mổ cắt bỏ mới được. Một bên Đoàn Nam nhìn đến Lục Sinh Vinh nói liên miên cằn nhằn dáng dấp, mở miệng nói, lão Lục, người phải tin tưởng sư phụ năng lực, chúng ta chỉ cần nghe sư phụ an bài thì tốt rồi. Chuyện còn lại giao cho sư phụ tự mình xử lý. Thượng hợp tư nhân bên trong bệnh viện, một gian rộng rãi trong phòng hội nghị. Đến từ các quốc gia y học quyền uy môn đều bị an bài tại ở đây. Tại phòng họp ngay phía trước để nhất đài hơn 50 tấc tinh thể lỏng TV, trên màn ảnh hình ảnh bị chia làm 3 cách, nghiễm nhiên là 3 cái phòng giải phẫu nội hình ảnh, với lại hình ảnh tương đối rõ ràng. Kiệt Tư cùng Thanh Mộc Quang nhất trong phòng giải phẫu, cái này hai người đã bắt đầu đúng người bệnh động đao, trái lại Diệp Thần Phong trong phòng giải phẫu, Diệp Thần Phong khá là lười biếng ngáp một cái, tiếp theo duỗi người. Mà Đoàn Nam cùng Lục Sinh Vinh tác ở một bên bang Diệp Thần Phong tiêu độc ngân châm rất nhanh tiêu độc hoàn tất giao cho Diệp Thần Phong tay thượng. Đương người trong phòng họp nhìn đến Diệp Thần Phong hành động thời gian, liên tiếp tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, tuy rằng bọn họ kiến thức qua Diệp Thần Phong châm cứu thủ đoạn, nhưng bọn hắn tịnh không tin quang dựa vào châm cứu là có thể tiêu trừ bệnh nhân phổi u. Đây quả thực là cầm tánh mạng của bệnh nhân nói đùa. Lẽ nào cấp bệnh nhân chát vài châm là có thể tiêu trừ bệnh nhân thể nội u sao? Phi Tư Đặc nhìn đến trên màn ảnh hình ảnh sau, trong lòng lập tức an tâm không ít. Hắn khẳng định ngày hôm nay cuộc tranh tài này Hoa Hạ Quốc chỉ có thua phần. Ta đề nghị lập tức ngưng hẳn Hoa Hạ Quốc cái này loại hồ đồ phương thức trị liệu, bọn họ căn bản không xứng tham gia quốc tế y học giao lưu thi đấu. Giang Xuyên Chí Cửu cũng không yếu thế chút nào bỏ đá xuống giếng. Ở đây một đám Hoa Hạ Quốc y học quyền uy, nhất khỏa tâm là hoàn toàn chìm đến đáy hồ, bọn họ trong lòng bắt đầu hối hận đồng ý nhượng Diệp Thần Phong đại biểu Hoa Hạ Quốc y học giới tham gia thi đấu. Cuộc tranh tài này diễn biến đến hiện tại không chỉ là thể diện vấn đề, song phương trước đó đều ký kết hiệp nghị. Nếu là kia nhất phương thua, bọn họ những này ở đây y học quyền uy môn tướng lại cũng vô pháp làm bác sĩ làm nghề y. Lần này quốc tế y học giao lưu thi đấu bình ủy hội người. Ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, châu đầu ghé tai thấp giọng thảo luận một phen sau. Nói rằng, xen vào hiện nay Hoa Hạ Quốc dự thi phương còn tịnh không có đúng người bệnh thân thể cấu thành bất cứ uy hiếp gì, thi đấu như cũ tướng tiếp tục nữa. Nếu như phát sinh cái gì tình huống khẩn cấp, chúng ta bình ủy hội lập tức sẽ hủy bỏ Hoa Hạ Quốc lần này tư cách dự thi. Bình ủy sẽ tự nhiên có bình ủy hội công chính, đương nhiên không thể có thể bởi vì một người đề nghị. Lập tức tự hủy bỏ Hoa Hạ Quốc dự thi quyền. Tư Dĩnh, ngươi nói Diệp Thần Phong có thể trị liệu tốt bệnh nhân bướu lành sao? Cô gái ngoan ngoãn Giang Vũ Mộng thấp giọng hỏi. Dịch Tư Dĩnh mân mân môi đỏ mọng, nói rằng, Diệp Thần Phong cái này người ta nhìn không thấu, bất quá, từ hắn tự tin dáng dấp tới nhìn, hắn nên đúng hôm nay cuộc tranh tài này rất chắc chắn mới đúng, thế nhưng quang dựa vào mấy cây ngân châm là có thể tiêu trừ u. Loại chuyện này lão nương ta có thể không tin. Ta cũng lười động não suy nghĩ, dù sao đợi một lát tự hội có kết quả. Trong phòng giải phẫu, Diệp Thần Phong trước dùng linh hồn lực dò xét thoáng cái bệnh nhân thể nội u tình huống, sau đó xốc lên bệnh nhân y phục, tướng linh hồn lực cuồn cuộn không ngừng rót vào ngân châm chung, từng cây một ngân châm dường như vũ động ngân xà thông thường, tốc độ cực nhanh đâm vào bệnh nhân phổi vị trí. Đợi cho 8 căn ngân châm toàn bộ đâm vào bệnh nhân trên bụng sau. Diệp Thần Phong hơi thở ra một chút sức lực, dùng ngón tay nắm bắt ngân châm nhẹ nhàng chuyển động, hắn cái này nhất cách làm chỉ là vì nhượng linh hồn lực không gián đoạn rót vào bệnh nhân thể nội mà thôi. Khoảng chừng 20 phút sau, Diệp Thần Phong tướng 8 căn ngân châm từ bệnh nhân trên bụng thu hồi lại, lần thứ 2 dùng linh hồn lực cảm thụ một phen bệnh nhân phổi tình trạng, đang tra tìm được bệnh nhân phổi u hoàn toàn tiêu trừ sau đó, hắn tài không chút hoang mang tướng ngân châm cấp thả lại châm cứu trong bao. Sư phụ, là điều không phải ngân châm đối với bệnh nhân phổi u không có hiệu quả. Chúng ta bây giờ lập tức đối với bệnh nhân mổ đi. Lục Sinh Vinh gặp Diệp Thần Phong thu hồi ngân châm, cho rằng Diệp Thần Phong là không có biện pháp. Diệp Thần Phong thuận miệng nói rằng, bệnh nhân thể nội u hoàn toàn tiêu trừ, chúng ta có thể ly khai phòng giải phẫu. Bệnh nhân thể nội u hoàn toàn tiêu trừ. Lục Sinh Vinh âm thầm đọc một lần Diệp Thần Phong nói sau. Nhất đôi mắt chừng so đèn lồng còn lớn hơn, thanh âm run rẩy nói rằng, cái gì? Sư phụ, ngài không có ở cùng ta nói đùa sao? Tốt, lão Lục,
ngươi nhìn sư phụ tượng là đang nói đùa sao? Ta đã sớm nhượng ngươi không cần lo lắng, chút chuyện nhỏ này có thể khó có được ở chúng ta sư phụ sao? Đoàn Nam cười vỗ vỗ Lục Sinh Vinh vai. Thượng hợp tư gia y viện bên trong phòng họp, mọi người gặp Diệp Thần Phong thu thập ngân châm chuẩn bị ly khai phòng giải phẫu, mỗi một người đều cho rằng Diệp Thần Phong cái này tên trung y đúng cái này giải phẫu là thuốc thủ vô sách. Gặp thắng lợi là chắc chắn thượng sự, Vi Tư Đặc giọng nói càng càng rỡ lên, ta đảo còn tưởng rằng trung y có bao nhiêu tài ba ni. Ngày hôm qua nhất định là hỗn tiểu tử này gặp vận may, ngày hôm nay cái này không tự lộ ra nguyên hình mà. Còn muốn cho chúng ta từ nay về sau không thể đủ làm tiếp bác sĩ làm nghề y. Lúc này ta đảo muốn nhìn từ nay về sau ai có thể đủ làm bác sĩ làm nghề y. Giang Xuyên Chí cựu tâm tình cũng cực kỳ tăng vọt, cái này miệng khó chịu thế nhưng nín đủ một buổi tối, ngày hôm nay cuối cùng cũng có thể hoàn toàn phát tiết ra ngoài. Hoa Hạ Quốc một đám y học quyền uy cùng thanh niên tài tuấn môn, sắc mặt trong lúc nhất thời biến được có chút trắng bệch, hình ảnh theo dõi trong là nghe không được trong phòng giải phẫu thanh âm của, cho nên bọn họ cũng đồng dạng cho rằng Diệp Thần Phong là buông tha cuộc tranh tài này. 5 phút sau, Diệp Thần Phong, Đoàn Nam cùng Lục Sinh Vinh bước vào phòng họp trước mắt, ánh mắt mọi người đều chăm chú tập trung vào Diệp Thần Phong trên người, bọn họ biết kế tiếp Hoa Hạ Quốc y học giới sắp sửa hoàn toàn vĩnh viễn không xoay người ngày. Các ngươi Hoa Hạ Quốc thua, các ngươi Hoa Hạ Quốc phải muốn thực hiện chúng ta trước lập hạ ước định, các ngươi là ký hiệp nghị, muốn đổi ý cũng không được. Vi Tư Đặc 10 phần một bộ tiểu nhân đắc thế sắc mặt. Tiểu tử, ngày hôm qua ngươi không phải nói trung y rất nghiêu bê sao? Thế nào ngày hôm nay biến thành cái này phó heo dạng? Trung y tại trong mắt chúng ta chỉ xứng xưng là rác rưởi. Giang Xuyên Chí Cửu vừa cười vừa nói. Diệp Thần Phong tượng liếc si dường như, nhìn Vi Tư Đặc cùng Giang Xuyên Chí Cửu cái này hai người, nói rằng, hai người các ngươi là điều không phải suy nghĩ có chuyện. Ta có nói tự ta thua sao? Ta đã làm xong giải phẫu, bệnh nhân thể nội u bị ta tiêu trừ. Ha ha ha, Vi Tư Đặc càn rỡ cười to lên, đây là ta nghe qua hay nhất cười chê cười, ngươi không nói bệnh nhân phổi u tiêu trừ sao? Như vậy trong bệnh viện có thể lập tức cấp bệnh nhân an bài một lần thân thể kiểm tra, ta đảo muốn nhìn ngươi vẫn có thể cãi bướng tới khi nào. Minh ủy hội người cũng cho rằng Diệp Thần Phong đây là đang xính nhất thời miệng lưỡi lợi hại, thế nhưng thi đấu chung quy muốn có cái tranh tài hình dạng, cũng tự phân phó trong bệnh viện người, là Diệp Thần Phong cứu trị tên bệnh nhân làm một lần thân thể kiểm tra rồi, bất quá theo bọn họ cái này kiểm tra có làm hay không đều không có khác nhau chút nào. Bởi vì bọn họ nhận định Hoa Hạ Quốc tại cuộc tranh tài này chung đã thua. Chương 428, trung y vô địch. Đang chờ đợi bệnh nhân kết quả kiểm tra trong khoảng thời gian này, trong phòng hội nghị an tĩnh quỷ dị xuống, chỉ là thỉnh thoảng hội vang lên nhỏ vụn tiếng nghị luận, phòng họp ngay phía trước trên màn ảnh, hình ảnh trong Kiệt Tư cùng Thanh Mộc Quang nhất như cũ tại trong phòng giải phẫu vùi đầu khổ làm, muốn cắt bỏ bệnh nhân phổi u, cái này có thể cũng không là một cái giải phẫu nhỏ. Tốn hao thời gian tự nhiên muốn bề trên không ít. Trái lại chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí, một điểm đều không có đối mặt nguy cơ giác ngộ, ngồi ở trong phòng hội nghị cái ghế thượng, trong tay đang cầm một ly trà, dập đầu trên bàn hạt dưa, bác củ lạc, như vậy đảo tượng là tới vô giúp vui quần chúng. Diệp tiên sinh, chúng ta cũng không là hoài nghi y thuật của ngươi, ngươi trước cho chúng ta thấu cái đáy đi. Tiết kiệm đợi một lát chúng ta trái tim chịu không nổi. Ngươi chắc là không có tiêu trừ bệnh nhân phổi u đi. Trong phòng giải phẫu hình ảnh, chúng ta đều nhìn nhất thanh nhị sở, ngươi căn bản không có đối với bệnh nhân mổ, chỉ là tại bệnh nhân trên bụng chát vài châm mà thôi. Đúng vậy, Diệp tiên sinh, chuyện này chúng ta sẽ không trách ngươi, chỉ là ngươi thật sự là quá lỗ mãng, không nên đáp ứng cùng Kiệt Tư bọn họ ký phần hiệp nghị kia, bây giờ vừa vặn. Chúng ta Hoa Hạ Quốc y học giới là muốn xong. Hoa Hạ Quốc một đám y học quyền uy tại Diệp Thần Phong tai bên cạnh đô lầm bầm năng cái không dứt, Diệp Thần Phong khá là khó chịu móc móc tai, nói rằng, các ngươi cứ việc yên tâm, cuộc tranh tài này chúng ta là thắng chắc, các ngươi tự an tĩnh ngậm miệng, đợi bệnh nhân kết quả kiểm tra đi ra. Một đám Hoa Hạ Quốc y học quyền uy gặp Diệp Thần Phong là bộ dáng này, trong lòng đúng Diệp Thần Phong còn sót lại một chút hảo cảm cũng đã biến mất, mỗi một người đều đem lần này sai lầm toàn bộ quy kết đến Diệp Thần Phong trên người. Diệp Thần Phong, chúng ta kính trọng y thuật của ngươi tài hô ngươi một tiếng Diệp tiên sinh, ngươi thế nào có thể là bộ dáng này? Cả kiện sự tình sẽ biến thành bây giờ cái này lần tràng diện. Ngươi có trách nhiệm rất lớn.
Chính là, Diệp Thần Phong, đến lúc này ngươi còn muốn lấn gạt chúng ta sao? Ngươi muốn chúng ta làm sao yên tâm được? Ai cũng trở thành sự thật muốn chúng ta tin tưởng, ngươi vừa dựa vào mấy cây ngân châm tự tiêu trừ bệnh nhân phổi u. Diệp Thần Phong, chúng ta biết ngươi thủ pháp châm cứu cao minh, đồng thời nắm giữ thất truyền nhiều năm long ngâm châm pháp, nhưng theo ta được biết long ngâm châm pháp tuy rằng thần kỳ, thế nhưng còn không có đạt được có thể tiêu trừ u hiệu quả. Gặp những lão đầu tử này sôi nổi hướng Diệp Thần Phong nổ súng, Đoàn Nam lên tiếng, các vị an tâm một chút chớ nóng, các ngươi nên phải tin tưởng sư phụ ta năng lực, sư phụ ta nói hắn đã tiêu trừ bệnh nhân phổi u, như vậy bệnh nhân phổi u tự khẳng định tiêu trừ. Lục Sinh Vinh tuy rằng thật không dám tin tưởng Diệp Thần Phong thật dùng mấy cây ngân châm để bệnh nhân thể nội u tiêu trừ, thế nhưng hắn xưng hô Diệp Thần Phong một tiếng sư phụ, cái này thời gian hắn đương nhiên cũng muốn bang sư phụ của mình nói chuyện, lão Đoàn nói có lý. Hiện tại kết quả đều không phải còn không có đi ra đó sao? Chúng ta mỗi một người đều tự loạn trận cước toán là chuyện gì xảy ra? Cái này đều không phải nhượng những quốc gia khác y học giới chế giễu mà. Hơn nửa canh giờ, tên bệnh nhân kiểm tra báo cáo ra, phụ trách kiểm tra bác sĩ tướng kiểm tra báo cáo đưa tới bình ủy hội trong tay, Vi Thư Đặc cùng Giang Xuyên Chí Cửu nhìn đến kiểm tra báo cáo ra, hai người khuôn mặt lập tức hiện đầy thần sắc hưng phấn. Vi Thư Đặc nhìn không được lần nữa giễu cợt lên, tiểu tử, hiện tại bệnh nhân kiểm tra báo cáo ra. Thật hy vọng ngươi có thể cấp ta một kinh hỉ, nếu như ngươi thật lợi dụng mấy cây ngân châm tiêu trừ bệnh nhân phổi u, coi như là chúng ta y học giới nhân tài, bây giờ y học giới chính yêu cầu như ngươi vậy người, đáng tiếc ngươi căn bản là tại chuyện phiếm. Vi Tư Đặc bên cạnh Giang Xuyên Chí Cửu nhìn đến Diệp Thần Phong khí định thần nhàn dáng dấp. Trong lòng càng khó chịu nhanh, ngươi trái lại thật có thể đủ trang, đảng kết quả tuyên bố. Ta xem ngươi nên muốn tìm cái lỗ chui xuống, tiết kiệm tại ở đây mất mặt xấu hổ. Diệp Thần Phong khinh thường nhìn thoáng qua Vi Tư Đặc cùng Giang Xuyên Chí Cửu. Hoàn toàn không có đem cái này hai người để xuống trong mắt, tiếp tục uống hắn trà, gõ hắn hạt dưa. Bình ủy hội người tướng kiểm tra báo cáo nhận tới tay trong sau, tiện tay lật khai tới, bọn họ đã là dự liệu được kiểm tra kết quả, nhưng khi nhìn đến kiểm tra trong báo cáo kết quả sau, bình ủy hội sắc mặt người biến, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ mặt bất khả tư nghị, cái này, điều này sao có thể? Kiểm tra trong báo cáo cho thấy bệnh nhân thể nội u hoàn toàn tiêu trừ. Bình ủy hội người lôi kéo phụ trách kiểm tra bác sĩ, không ngừng thấp giọng xác nhận chuyện này, phụ trách kiểm tra bác sĩ biết chuyện liên quan đến quốc tế y học giao lưu thi đấu, hắn đặc biệt kiểm tra rồi hai lần, kết quả đều là giống nhau, bệnh nhân phổi vốn là u đã tiêu trừ. Bình ủy hội người luôn mãi xác nhận sau, mới chậm rãi tiếp nhận rồi sự thật này, ánh mắt sôi nổi hướng tới Diệp Thần Phong trên người liếc, có thể lợi dụng ngân châm tại ngắn ngủi 2-10 phút đồng hồ thời gian. Liền tướng bệnh nhân phổi u cấp tiêu trừ. Cái này là vô cùng nghịch thiên bản lĩnh. Muốn là bọn hắn biết Diệp Thần Phong lợi dụng ngân châm trị liệu, chẳng qua là vì che giấu tai mắt người, nếu như trực tiếp dùng linh hồn trị liệu bệnh nhân lời nói, bệnh nhân trong cơ thể u có thể tại 5 đến trong vòng 10 phút tiêu trừ, thật không biết bọn họ sẽ là cái dạng gì nhất phó biểu tình. Tất cả mọi người tại chỗ cũng cảm giác được bình ủy hội khuôn mặt thần sắc không thích hợp. Nhưng là bọn hắn đoán không ra bình ủy hội người, vì sao đột nhiên hội như vậy thất thố. Tại mọi người trong lòng âm thầm đau khổ thời gian, chỉ thấy ngồi ở ngay chính giữa một gã bình ủy đứng lên, hắng giọng, nói rằng, căn cứ y viện luôn mãi kiểm tra, bệnh nhân phổi u đã tiêu trừ, đây thật là một cái đặc biệt chuyện bất khả tư nghị, không nghĩ tới Hoa Hạ Quốc Trung Y bên trong châm cứu có như vậy thần kỳ hiệu quả. Trong phòng hội nghị quanh quẩn tên bình ủy thanh âm, tại bình ủy tuyên bố kết quả kiểm tra sau đó, ngoại trừ Diệp Thần Phong cùng Đoàn Nam bên ngoài, những người khác đều lăng lăng ngu ngồi xuống ghế. Giờ khắc này, bọn họ thậm chí liền hô hấp đều quên. Đây thật là quá ngoài dự liệu của bọn họ, tên phổi trường u bệnh nhân, thật bị Diệp Thần Phong chát vài châm tự chữa khỏi. Trong phòng hội nghị an tĩnh thật lâu, Vi Tư Đặc nụ cười trên mặt biến mất không còn sót lại chút gì, tâm tình kích động quát dẹp đường, điều đó không có khả năng. Nhất định là các ngươi làm việc thiên tư làm dối kỳ cương, chỉ dựa vào mấy cây ngân châm làm sao có thể nhượng phổi u tiêu trừ. Hơn nữa còn là tại trong thời gian ngắn như vậy. Đúng, chúng ta muốn tự mình kiểm tra bệnh nhân thân thể tình trạng, nếu không chúng ta sẽ không thừa nhận cái kết quả này. Giang Xuyên Chí Cửu hốt hoảng nói rằng.
Minh Hủy hội người nhất thời cảm giác khuôn mặt không ánh sáng, cái này Vi Tư Đặc cùng Giang Xuyên Chí Cửu đều không phải tại hoài nghi bọn họ công chính tính sao. Một tên trong đó Minh Hủy hư lạnh một tiếng, nói rằng tốt, các người muốn kiểm tra bệnh nhân thân thể tình trạng tự kiểm tra đi. Bất quá, cuối cùng kết quả còn là giống nhau. Quả nhiên tại Vi Tư Đặc cùng Giang Xuyên Chí Cửu tự mình kiểm tra sau, bệnh nhân phổi u quả thực tiêu trừ, bọn họ trong lòng ôm một chút xíu may mắn tiêu thất, trong thân thể lực lượng dường như bị thoáng cái tát cạn, hai người sắc mặt biến được cực vi khó coi. Tại Vi Tư Đặc cùng Giang Xuyên Chí Cửu phúc tra sau đó, người ở chỗ này tài tiếp nhận rồi chuyện này, một đám nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt sinh ra cực kỳ lớn biến hóa lớn. Rất nhiều đến từ các quốc gia y học quyền uy đều dùng một loại sùng bái cùng sùng kính ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn. Một đám mới vừa rồi cùng Diệp Thần Phong thiếu chút nữa dở mặt hoa hạ quốc y học quyền uy môn, mặt mò biến đến đỏ bừng không gì sánh được, lại mà trải qua chuyện này, bọn họ đúng Diệp Thần Phong y thuật là bội phục sát đất. Lục Sinh Vinh hai mắt trực nháng lửa, nhiệt tình bang Diệp Thần Phong bác hoa sinh xác, vừa cười vừa nói, sư phụ. Ngài ngày hôm nay nhượng ta thấy được cái gì gọi là tài là châm cứu. Nguyên lai chúng ta trung y cũng có thể như thế nghiêu, trung y vô địch, trung y uy vũ. Lục Sinh Vinh lão đầu tử này thực tại là kích động hồ ngôn loạn ngữ. Tư Dính, Diệp Thần Phong thật tựa như y thuật cao thủ a. Không, phải nói là y thuật giới đệ nhất nhân, ta nghĩ sợ rằng cái này trên thế giới không ai y thuật còn cao hơn hắn. Cô gái ngoan ngoãn Giang Vũ Mộng đỏ mặt nói rằng. Đúng vậy, hắn quả thực rất có bản lĩnh, đáng tiếc người như vậy đã định trước cùng chúng ta không có nhiều lắm cùng xuất hiện, khả năng ngày hôm nay qua đi, chúng ta cùng hắn liền không hội gặp lại. Bạo lực nữ dịch Tư Dĩnh thay đổi bình thời tác phong, cổ họng trong phát sinh một tiếng cảm thán. Đúng lúc này, cửa phòng họp lại bị đẩy ra, Kiệt Tư cùng Thanh Mộc Quang nhất tự tin đi đến, lần này bọn họ hai cái tướng y thuật của mình phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Kiệt Tư vừa đi vào phòng họp liền hỏi, hoa hạ quốc người dự thi có làm xong giải phẫu sao? Ta muốn khẳng định không có chứ. Trung y ở thủ thuật phương diện năng lực, ta có thể không dám khen tặng. Chương 429, danh chấn thiên hạ. Trong phòng hội nghị mọi người tượng nhìn kẻ ngu si dường như nhìn Kiệt Tư cùng Thanh Mộc Quang nhất, cái này hai người bản thân cảm giác cũng thật tốt quá đi. Người ta Diệp Thần Phong hoa hơn 20 phút. Với lại chỉ dùng mấy cây ngân châm đã đem bệnh nhân phổi u cấp tiêu trừ, Kiệt Tư cái này xỏa điều tại ở đây khoe khoang cái gì kình. Kiệt Tư cùng Thanh Mộc Quang nhất cảm giác trong phòng hội nghị bầu không khí có điểm không đúng, hai người tại trong phòng hội nghị thô sơ giản lược quét mắt một vòng, lại có thể phát hiện Diệp Thần Phong thân ảnh, cái này không khoa học a. Lẽ nào Diệp Thần Phong lấy ra thuật tốc độ so với bọn hắn hai cái còn nhanh hơn? Kiệt Tư không nhẫn nại được mở miệng nói, Diệp Thần Phong. Không nghĩ tới ngươi cũng làm hoàn giải phẫu. Ngươi hoa bao lâu thời gian? Diệp Thần Phong tướng một đậu phộng ném vào trong miệng, tạp đi nhai hai hạ sau, nói rằng, hình như là 20 phút đi. Nghe vậy, Kiệt Tư cùng Thanh Mộc Quang nhất khuôn mặt thần sắc khẩn trương buông lỏng không ít, bọn họ hai cái biết cái này giải phẫu độ khó, căn bản không thể tài năng ở 20 phút làm xong, cho nên bọn họ nhận thức đúng Diệp Thần Phong là bởi vì không có nắm chắc. Cho nên mới trên đường bỏ qua. Ta xem ngươi liền giải phẫu đều không có làm xong đi. Ta đã sớm nói trung y là rác rưởi, các ngươi chớ quên giữa chúng ta đổ ước, ta tin tưởng các ngươi không hội đổi ý. Thanh Mộc Quang nhất giễu cợt cười nói. Nhưng mà, nguyên bản Thanh Mộc Quang nhất cùng Kiệt Tư cho rằng Hoa Hạ Quốc một đám y học quyền uy khẳng định hội tâm tình đại biến, ai biết đạo đối phương hình như không có nghe được bọn họ nói giống nhau. Vẫn như cũ là thản nhiên tự nhiên ngồi ở cái ghế thượng, thậm chí hai con ngươi chung đối với bọn họ hai cái tràn đầy xem thường. Tâm tình Hạ Vi Tư Đặc cùng Giang Xuyên Chí Cửu, thân thể lay động thoáng qua. Liền đường đều đi không tượng, lảo đảo nghiêng ngã đi tới Kiệt Tư cùng Thanh Mộc Quang nhất trước mặt. Vi Tư Đặc khô giáo trắng bệch môi nhẹ run rẩy, rất nhiều lời nói dường như bị tạp tại cổ họng trong lúc nhất thời không biết nên thế nào đúng Kiệt Tư nói rõ với Thanh Mộc Quang nhất tình huống nơi này. Kiệt Tư cùng Thanh Mộc Quang nhất cũng không là ngu ngốc, nhìn đến Vi Tư Đặc cùng Giang Xuyên Chí Cửu dáng vẻ thất hồn lạc phách, bọn họ hai cái suy đoán nhất định là xảy ra chuyện gì. Trong lòng mơ hồ có loại đặc biệt dự cảm bất hảo. Vi Tư Đặc, ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đừng cho ta làm phiền, Kiệt Tư lớn tiếng hỏi. Vi Tư Đặc chật vật nuốt nước miếng một cái,
ấp a ấp úng hồi đáp, bây giờ, ngày hôm nay cuộc tranh tài này Hoa Hạ quốc thắng, Diệp Thần Phong chỉ dùng mấy cây ngân châm. Tại 20 phút, đã đem bệnh nhân thể nội u cấp tiêu trừ, ta và Giang Xuyên tiên sinh thân thủ kiểm tra rồi bệnh nhân thân thể, xác nhận bệnh nhân thể nội u thật tiêu trừ. Phi Tư đặt lời nói này như sấm sét giữa trời quang, có thể dùng Kiệt Tư cùng Thanh Mộc Quang nhất trên mặt biểu tình trong nháy mắt cứng lên, hai con ngươi trung tiết lộ ra nồng đậm hoài nghi, 20 phút. Chỉ dùng mấy cây ngân châm tự tiêu trừ bệnh nhân thể nội u. Điều này làm cho Kiệt Tư cùng Thanh Mộc Quang nhất hai vị này y học quyền uy phải như thế nào tin tưởng. Nhìn đến ngây người như phóng Kiệt Tư cùng Thanh Mộc Quang nhất. Minh ủy hội người đứng đứng lên mà nói, Kiệt Tư tiên sinh, Thanh Mộc tiên sinh, Hoa Hạ quốc dự thi đại biểu đúng là 20 phút thời gian, tiêu trừ bệnh nhân thể nội u, với lại trong phòng giải phẫu lắp đặt có quản chế, Hoa Hạ quốc không thể có thể tại trong phòng giải phẫu làm bất luận cái gì mờ ám, cho nên ngày hôm nay cuộc tranh tài này do Hoa Hạ quốc thắng được. 33333 trong phòng hội nghị vang lên chỉnh tề tiếng vỗ tay. Thật sự là Diệp Thần Phong y thuật thần kỳ, nhượng những. Này đến từ các quốc gia y học quyền uy môn toàn bộ thuyết phục. Theo bọn họ Diệp Thần Phong như vậy y học thiên tài đáng giá bọn họ tôn trọng. Diệp Thần Phong chậm rãi từ trên ghế đứng lên, đi tới Kiệt Tư cùng Thanh Mộc Quang nhất trước mặt, nói rằng, nhớ kỹ giữa chúng ta đổ ước. Ta sẽ đem lần này đổ ước nói cho truyền thông, đến lúc đó tự coi như các ngươi trở lại quốc gia của mình cũng đừng hòng muốn làm tiếp thầy thuốc. Cái này đối đãi nột, phải muốn có tự mình hiểu lấy, không có bản lãnh gì cũng không cần đứng ra làm nhảy nhót vở hài kịch. Diệp Thần Phong cười vỗ vỗ Kiệt Tư cùng Thanh Mộc Quang nhất vai, trực tiếp hướng phòng họp đi ra ngoài. Diệp Thần Phong chúng nhân đi ra Thượng Hợp Tư gia y viện, ứng phó rồi một ít canh giữ ở cửa truyền thông sau, liền chuẩn bị trở về dừng chân địa phương chỉnh lý đồ đạc, sau đó từng người trở về, dù sao những. Này y học quyền uy là đến từ Hoa Hạ quốc các nơi. Diệp tiên sinh, thỉnh ngài thu ta làm đồ đệ đi. Diệp tiên sinh. Cũng thỉnh ngài thu ta làm đồ đệ đi. Còn có ta, vừa trở lại rừng chân tử điếm đại sảnh, những, này y học quyền uy môn sôi nổi chân thành tha thiết hướng Diệp Thần Phong cúc cung, bọn hắn bây giờ biết Đoàn Nam vì sao muốn bái Diệp Thần Phong làm thầy. Đoàn Nam từ đầu đến cuối đều tự tin như vậy biểu hiện thượng, đó có thể thấy được Đoàn Nam đã sớm biết Diệp Thần Phong có như thế cao siêu y thuật. Cái này đối với bọn hắn mà nói là một cái có thể gặp mà không thể cầu cơ hội. Các ngươi làm cái gì vậy? Nếu có y thuật phương diện vấn đề, chúng ta tùy thời đều có thể thảo luận một chút, về phần cái này bái sư thì không cần. Diệp Thần Phong phất phất tay nói rằng, tiếc rằng những, này lão đầu cố chấp lắm, thậm chí có người muốn đi gặp Diệp Thần Phong quỳ xuống, nhìn đến tình cảnh này Diệp Thần Phong, bất đắc dĩ tại trong lòng thở dài một hơi. Xem ra chỉ có thể đáp ứng trước bọn họ sẽ bàn, dù sao cũng chỉ là treo thượng thầy trò danh phận mà thôi, nói thật ra kỳ thực Diệp Thần Phong cũng không có hại. Ta đáp ứng các ngươi, bất quá, ta có thể không có công phu chỉ điểm các ngươi y thuật. Diệp Thần Phong không vui nói. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau một ít bái thấy các ngươi thái sư tổ. Một đám y học quyền uy trên cơ bản đều là mang theo tử tôn đi ra. Lúc này nhìn thấy Diệp Thần Phong đáp ứng làm sư phụ của bọn họ, một đám trong lòng miễn bàn cao hứng biết bao nhiêu, bọn họ cũng không ngại Diệp Thần Phong có thể không thể đủ thường chỉ điểm bọn họ, chỉ là muốn lưu hạ một sư đồ danh phận, nói không chính xác sau đó có chuyện gì muốn thỉnh Diệp Thần Phong giúp đỡ, như vậy đến lúc đó làm sư phụ Diệp Thần Phong cũng sẽ không cự tuyệt đi. Thật đúng là đừng nói những lão đầu tử này, thật đúng là giảo hoạt. Quốc tế y học giao lưu đại tái đã qua 2 ngày. Trong 2 ngày này các đài truyền thông sôi nổi báo cáo chuyện này, đưa tin trong nhân vật chính liền là của chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí. Kinh thành Bạch gia trong biệt thự, Bạch lão gia tử Bạch Hồng Phương trong tay cầm một phần giấy báo, qua báo chí đầu bản chính là Diệp Thần Phong ảnh chụp, phía trên tiêu đề phá lệ bắt mắt, y học thiên tài, ngăn cơn sóng dữ. Diệp gia tiểu tử lần này làm ra động tĩnh không nhỏ a. Trước đây nếu là cùng Diệp gia không có tử hôn thật là tốt biết bao a. Diệp gia tiểu tử khẳng định sẽ là một cái làm ta hài lòng tôn nữ tế. Bạch lão gia tử thở dài một hơi, lầm bầm nói. Bạch gia biệt thự, lầu 2, Bạch Tuyết Linh trong phòng. Bạch Tuyết Linh mặc trên người một cái ti chất quần áo, chân trần nha tử nằm tại trên giường, một đôi ngọc thủ chung đồng dạng cầm một phần giấy báo,
nhìn trang đầu Diệp Thần Phong mỉm cười ảnh chụp, Bạch Tuyết Linh miệng hơi đô khởi, lẩm bẩm, Diệp Thần Phong, người có gì đặc biệt hơn người? Không phải là y thuật tốt một chút sao? Hừ, tương đương. Kinh thành Tống gia biệt thự, Tống lão gia tử Tống Nghị Cương trong thư phòng trên bàn đồng dạng phóng một phần giấy báo. Ta hiện tại càng tới càng cảm thấy ban đầu ở Thiên Hải, người phái ra đi sát thủ bị Diệp Thần Phong giết chết, Diệp Thần Phong cái này người nhượng ta chóc đoán không ra. Tống lão gia tử cau mày nói rằng, đứng tại Tống Nghị Cương trước mặt, cả khuôn mặt che giấu tại túi mạo trong hắc y nhân, cổ họng trong cười quái dị hai tiếng, nói rằng, Diệp Thần Phong năng lực xác thực vượt quá dự liệu của ta, bất quá, cho dù hắn như thế nào đi nữa cường hãn, cũng chỉ là thế tục giới chung người mà thôi, nhượng hắn tại kinh thành tận lực lăn qua lăn lại đi. Đằng thời gian không sai biệt lắm, ta sẽ đích thân tống hắn lên đường. Ta chuẩn bị nhượng Bạch gia trước từ kinh thành tiêu thất, tống ra các ngươi làm tốt thôn phệ Bạch gia thế lực chuẩn bị, ngắn nhất trong vòng 2 tháng Bạch gia cũng sẽ không tại kinh thành tồn tại. Hắc y nhân tràn đầy tự tin nói rằng, tốt, ta sẽ chuẩn bị thỏa đáng. Tống lão gia tử rất cung kính hồi đáp. Cùng lúc đó, Diệp kẻ ngu si xưng hào tại Diệp Thần Phong trên người là hoàn toàn tháo xuống. Hiện tại kinh thành người người miệng chung nghị luận đều là Diệp Thần Phong, thậm chí Diệp Thần Phong trở thành kinh thành rất nhiều đại gia tộc tiểu thư trong lòng Bạch Mã Vương Tử. Đương nhiên xa tại Thiên Hải Triệu Huyền Đình, Đường Hân, Vương Phỉ Phỉ, Hầu Tử, Lý Bàn Tử chúng nhân, cũng nhìn thấy về Diệp Thần Phong đưa tin, Hầu Tử cùng Lý Bàn Tử cảm thán, lão đại bất kể đến bất kỳ địa phương nào đều giống nhau nghiêu. Đối với bây giờ Diệp Thần Phong, có thể nói là danh chấn thiên hạ. Chương 430, nội đấu. Quốc tế y học giao lưu đại tái kết thúc sau đó, Diệp lão gia tử cho rằng Diệp Thần Phong lần này quá vô cùng cao điệu, nhượng Diệp Thần Phong an tâm ở trong nhà nghỉ ngơi 2 ngày, chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí lại thế nào lại là một cái chịu được người tịch mịch. Ở nhà nghỉ ngơi 1 ngày sau đó, ngày thứ 2 liền đi tới kinh thành Thắng Thiên Hội hội sở trong. Thắng Thiên Hội trong phòng hội nghị, một đám chủ yếu cao tầng đều ở đây, Diệp Thần Phong nghi vấn hỏi. Gần nhất Long Tứ Hội, Huyết Nhiễm Hội cùng Vạn Nhận Hội, cái này ba đại bang hội có động tác gì? Đúng, lần trước Long Tứ Hội phân hội sở người quản lý ác hổ tới chúng ta Thắng Thiên Hội nháo sự, ta cho các ngươi nhiệt tình tống ác hổ bọn họ ly khai Thắng Thiên Hội sau, ba đại bang hội là phản ứng gì? Diệp Thần Phong đột nhiên nhớ lại ác hổ cái này cọc sự tình, trước đây hắn nguyên do làm như vậy, chẳng qua là muốn nhượng ba đại bang hội trong lúc đó lẫn nhau sản sinh hoài nghi mà thôi. Hổ ca người thứ nhất cười hồi đáp, lão đại, người phương pháp này quả nhiên hữu dụng, Huyết Nhiễm Hội cùng Vạn Nhận Hội hội trưởng đều tìm tới Long Tứ Hội hội trưởng, nhượng Long Tứ Hội phải muốn cho ra một cái công đạo, sợ rằng Long Tứ Hội khẳng định hội dùng hy sinh ác hổ tới dàn xếp ổn thỏa. Tiểu hổ, gần nhất ngươi có thể tiến bộ không ít, học được dùng đầu óc phân tích vấn đề, như vậy ngươi nói ác hổ hội bạch bạch hy sinh sao? Ngươi nói xem ác hổ bước tiếp theo hội đi như thế nào? Diệp Thần Phong khá là hài lòng nhìn hổ ca hỏi. Bị Diệp Thần Phong tán dương một phen sau, hổ ca khuôn mặt lộ ra biểu tình dương dương đắc ý, nói rằng, lão đại, cư ta giải ác hổ là một cái đặc biệt trọng tình trọng nghĩa người, tình hình trung hạ không hội phản bội Long Tứ Hội, ta muốn hắn khẳng định sẽ vì bang hội bản thân hy sinh. Các ngươi cho rằng tiểu hổ nói rất đúng sao? Tại hổ ca lên tiếng hoàn hậu, Diệp Thần Phong nhìn bên trong phòng họp Thắng Thiên Hội cao tầng hỏi. Hàn Vĩ tán đồng điểm gật đầu, nói rằng, ta đồng ý A Hổ nói, chính như A Hổ theo như lời. Ác Hổ cái này người đặc biệt trọng tình nghĩa, tượng hắn cái này loại người ghét nhất sự tình chính là phản bội, cho nên hắn khẳng định sẽ chọn bản thân hy sinh. Diệp Thần Phong nhìn tràn đầy tự tin Hổ ca, Hàn Vĩ chúng nhân, hơi lắc đầu, nói rằng, ta cho rằng Ác Hổ không hội bản thân hy sinh, cầu cấp hội nhảy tường, thỏ cấp hội cắn người, Ác Hổ là một cái trọng tình trọng nghĩa người. Như vậy hắn khẳng định đặc biệt coi trọng thủ hạ mình một nhóm kia huynh đệ. Lần này Long Tứ Hội muốn cấp mặt khác hai đại bang hội một cái công đạo, không chỉ là muốn hy sinh ác hổ, sợ rằng còn muốn hy sinh ác hổ thuộc hạ một nhóm kia huynh đệ. Nếu như Long Tứ Hội chỉ cần chỉ là hy sinh ác hổ lời nói, như vậy các ngươi suy đoán đặc biệt chuẩn xác, ác hổ 100% sẽ chọn bản thân hy sinh. Diệp Thần Phong dừng lại một chút, tiếp tục nói, thế nhưng... Vì mình huynh đệ chết sống, ác hổ làm vì bọn họ lão đại, hắn khẳng định hội đem hết toàn lực đi bảo toàn bọn họ, cho nên ác hổ không sẽ chọn bản thân hy sinh,
Tương phản trải qua chuyện này sau, ác hổ còn có thể căm hận Thượng Long Tứ Hội. Thậm chí hắn hội muốn tìm Long Tứ Hội báo thù. Nếu ác hổ nếu muốn báo thù, như vậy hắn khẳng định hội tìm một có thể dựa vào thế lực. Huyết Nhiễm Hội cùng Vạn Nhận Hội đã từng không có thiếu cùng Long Tứ Hội từng có xung đột. Ác hổ làm Long Tứ Hội chung cao tầng, hắn khẳng định cùng cái này hai đại bang hội chung một số người từng có ân oán. Bây giờ ngoại trừ cái này hai đại bang hội bên ngoài, sẽ thuộc chúng ta Thắng Thiên Hội thực lực cũng không tệ lắm, các ngươi nói ác hổ cuối cùng sẽ chọn đầu phục ai? Ác hổ tại Long Tứ Hội chung từ trước đến nay là một cái khá là giảng nghĩa khí người. Hắn tại Long Tứ Hội chung huynh đệ rất nhiều, có người nói kinh thành Long Tứ Hội mấy cái khác phân hội sở người quản lý, cùng cái này ác hổ quan hệ cũng không tệ, chỉ cần ác hổ đầu phục chúng ta Thắng Thiên Hội, như vậy cách Long Tứ Hội diệt vong tựu không xa. Diệp Thần Phong đã sớm rút thời gian đem ác hổ cái này người cấp tỉ mỉ điều tra một lần, Thắng Thiên Hội có thể không thể đủ dễ dàng cầm hạ Long Tứ Hội, chỗ mấu chốt sẽ nhìn ác hổ. Nghe xong Diệp Thần Phong cực kỳ tỉ mỉ phân tích sau đó, Hổ ca, Hàn Vĩ Đẳng một đám Thắng Thiên Hội cao tầng khuôn mặt lộ ra ngượng ngùng thần sắc, nhất là Hổ ca, lúng túng gãi đầu, lão đại, người trước đây để cho chạy ác hổ, nguyên lai không chỉ quang là vì nhượng ba đại bang hội trong lúc đó sản sinh hoài nghi a. Thế nhưng ác hổ thật hội tới đầu nhập vào chúng ta Thắng Thiên Hội sao? Đoán là không có ích lợi gì, sự tình rất nhanh thì hội trong sáng hóa, chúng ta tự kiên nhẫn chờ xem. Diệp Thần Phong rất có thâm ý cười nói. Kinh thành Long Tứ Hội một chỗ phân hội sở, nơi này là ác hổ quản hạt phạm vi, là một tòa tập hợp KTV, quán bar, phòng tắm đẳng tiêu khiển thành, bất quá mấy ngày nay cái này tòa tiêu khiển thành sinh ý có chút thảm đạm, rất nhiều người đều biết được ác hổ bây giờ tình cảnh, tự nhiên không muốn bị cuốn tiến cuộc phân tranh này chung tới. Ác hổ trong phòng làm việc, ác hổ ngồi ở mềm mại ra ông chủ ghế, hai điều lông mi chăm chú nhíu tại cùng nơi. Ở trước mặt của hắn đứng sáu gã thân thể to tráng thanh niên, cái này sáu gã thanh niên là ác hổ đắc lực cánh tay, là hắn tín nhiệm nhất người. Lão đại, lẽ nào chúng ta tự ngồi chờ chết sao? Hiện tại chuyện của chúng ta thế nhưng truyền lại dư luận xôn xao, hội trưởng sẽ cầm chúng ta khai đao, chúng ta rõ ràng không có làm có lỗi với Long Tứ Hội sự tình, hội trưởng làm như vậy căn bản tự không công bình. Đúng vậy, lão đại. Không bằng chúng ta ly khai Long Tứ Hội đi. Trời đất bao la nơi nào là chúng ta không thể đi. Phân hội sở các huynh đệ đều nguyện ý theo ngươi, lão đại ngươi chỉ cần điểm cái đầu là được. Đứng tại ác hổ trước mặt sáu gã thanh niên sôi nổi mở miệng, một đám khuôn mặt tràn đầy phẫn nộ, song quyền nắm được chăm chú. Ác hổ tại sáu gã thanh niên trên người lần lượt tảo qua, mới chậm rãi mở miệng nói các ngươi theo ta có 8 năm đi. Lẽ nào các ngươi không biết ta là hạng người gì sao? Ta ác hổ thống hận nhất chính là phản bội, các ngươi muốn ta làm sao quyết định phản bội Long Tứ Hội? Với lại ta tin tưởng hội trưởng không hội như thế lãnh huyết vô tình, cho dù muốn có người hy sinh, cũng sẽ chỉ là ta ác hổ, ta sẽ hướng hội trưởng cầu tình, tuyệt đối sẽ không để cho phân hội sở trong bất kỳ một cái nào huynh đệ gặp chuyện không may. Lão đại, ngươi có thể hay không không muốn lừa mình dối người? Hội trưởng hắn sẽ bỏ qua chúng ta sao? Ngươi chẳng lẽ không biết hội trưởng thủ đoạn độc ác sao? Cho dù chỉ cần hy sinh lão đại một mình ngươi, lẽ nào chúng ta làm huynh đệ là có thể trơ mắt nhìn lão đại ngươi cho chúng ta hy sinh sao? Ta dám nói phân hội sở huynh đệ, không có có một có thể làm được. Lão đại, ngươi bình thường nói với chúng ta làm chúng ta cái này một hàng, là tối trọng yếu là muốn tướng tình nghĩa huynh đệ vĩnh viễn để ở trong lòng. Nếu như chúng ta trơ mắt nhìn lão đại ngươi cho chúng ta hy sinh, chúng ta vẫn có thể xưng là huynh đệ của ngươi sao? Lão đại, ngươi không nên do dự nữa, chúng ta cùng nơi thoát ly Long Tứ Hội đi. Sáu gã thanh niên cực lực khuyên bảo ác hổ, hy vọng bọn họ lão đại ác hổ có thể đồng ý bọn họ nói lên ý kiến. Cùng lúc đó, Long Tứ Hội Tổng Hội Sở trong đại sảnh, hội trưởng Thiết Thành Lễ đôi mắt âm trầm nhìn trước mặt một gã Long Tứ Hội cao tầng. Cái này tên Long Tứ Hội cao tầng tên là Cổ Hành, Cổ Hành trong tay có một nhóm Long Tứ Hội tinh anh, mà Cổ Hành tại Long Tứ Hội chung trách nhiệm liền là chuyên môn diệt trừ phản bội Long Tứ Hội kẻ phản bội. Tiết Thành Lễ nhìn trước mặt Cổ Hành, nói rằng, Nam Thành phân hội sở người quản lý ác hổ phản bội Long Tứ Hội, tướng ác hổ cùng hắn một đám thủ hạ toàn bộ đưa đi gặp Diêm Vương gia, nhớ kỹ, một cái cũng không thể đủ lưu. Cổ Hành giản đơn sáng tỏ điểm gật đầu.
khuôn mặt lộ ra một bộ là huyết biểu tình, nói rằng, hội trưởng, ta nhất định hội huyết tẩy ác hổ nơi phân hội sở, tuyệt đối không ở lại bất kỳ một cái nào người sống. Ân, vậy ngươi tự lập tức đi chấp hành nhiệm vụ này đi. Ta hy vọng rất nhanh có thể nghe được tin tức tốt. Tiết Thành Lễ phất phất tay nói rằng, tại cổ hành ly khai tổng hội sở đại sảnh sau, Tiết Thành Lễ bất đắc dĩ lắc đầu, lẩm bẩm, ác hổ, lần này coi như làm ngươi vì Long Tứ Hội mà hy sinh, ta muốn ngươi cũng sẽ không phản kháng đi. Tại Long Tứ Hội tương lai phát triển cùng ngươi trong lúc đó, ta đương nhiên là không chút do dự lựa chọn hy sinh của ngươi, ở trong mắt ta Long Tứ Hội bất kỳ một cái nào cao tầng, nếu có yêu cầu, cũng có thể tùy thời hy sinh. Tiết Thành Lễ khóe miệng hiện lên một vòng dày đặc dáng tươi cười, tại hắn cái này hội trưởng trong mắt, không có bất cứ chuyện gì so Long Tứ Hội tiền đồ trọng yếu hơn, theo nụ cười càng tràn đầy, Tiết Thành Lễ trên mặt biểu tình biến được dữ tợn lên, huyết nhiễm hội, vạn nhận hội, lần này các ngươi đúng Long Tứ Hội bức bách, ta Tiết Thành Lễ sớm muộn gì có một ngày hội cho các ngươi trả giá thật lớn, các ngươi toàn bộ chờ cho ta. Chương 431, quyết tâm. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Trong bóng đêm đen nhánh truyền đến vài tiếng vang dội, mấy đạo lôi quang như ngân xà như tại trong trời đêm thoáng hiện, tiếp theo ào. Ào, ào, mưa to chút xuống xuống, trên đường phố trong nháy mắt biến được yên tĩnh lại, nguyên bản tại chậm gì gì đi dạo phố người đi đường giải tán lập tức, tới tới lui lui chạy xe cộ khơi dậy vô số bọt nước. Long Tứ Hội phân hội sở, ác hổ bên trong phòng làm việc, ác hổ cùng hắn 6 gã thủ hạ đắc lực rằng có ban ngày, nói thật đi ác hổ trong lòng thật do dự. Mặc dù nói hắn tình nguyện tử cũng không muốn phản bội Long Tứ Hội, thế nhưng hắn càng không muốn nhìn thấy huynh đệ của mình cùng hắn chết chung, loại mâu thuẫn này tâm tình nhượng hắn hết sức thống khổ. Vừa ác hổ đánh một lần điện thoại cho hội trưởng Tiết Thành Lễ, điện thoại thủy chung là không người nghe trạng thái, nguyên bản hắn muốn thử hướng Tiết Thành Lễ cầu tình, mà giờ khắc này hắn trong lòng có loại đặc biệt dự cảm bất hảo, hình như có chuyện gì lập tức sắp xảy ra. Phanh, một tiếng. Cửa ban công bị nặng nề phá khai, một gã toàn thân là huyết phân hội sở thành viên lảo đảo nghiêng ngã đi vào trong phòng làm việc. Cái này danh phận hội sở thành viên y phục trên người toàn bộ bị phá vỡ, vết thương sâu tới xương chung không ngừng chảy xuôi máu tươi, cổ họng trong không ngừng thở hổn hển. Ác hổ 6 gã thủ hạ đắc lực lập tức tiến lên đỡ cái này danh phận hội sở thành viên, ác hổ dường như đoán được cái gì. Vội vàng hỏi, là điều không phải phân hội sở xảy ra chuyện gì. Tên toàn thân là huyết thành viên, thanh âm đặc biệt suy yếu, nói rằng, lão đại, hội trưởng hướng ra phía ngoài tuyên bố chúng ta phân hội sở phản bội Long Tứ Hội, hội trưởng hiện tại đã phái ra cổ hành. Muốn huyết tẩy chúng ta phân hội sở, không lưu bất kỳ một cái nào người sống. Lão đại, ngươi còn là mau nhanh đi, đi, lời nói vẫn không nói gì, cái này tên thành viên liền đoạn qua khí đi, xong con ngươi trừng to đại, miệng hơi mở. Ác hổ từ ông chủ ghế đứng lên, đi tới tên thành viên trước mặt, vươn tay khép lại tên thành viên song mắt, lẩm bẩm, hội trưởng, lẽ nào ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Huống chi chúng ta tỉnh không có phản bội Long Tứ Hội. Lão đại, hiện tại ngươi nên thấy rõ ràng hội trưởng chân diện mục đi. Ngươi đáng giá vì người như vậy mà bạch bạch hy sinh sao? Chúng ta rời khỏi nơi này trước làm tiếp dự định. Lão đại, hội trưởng thật sự là quá tuyệt tình. Muốn trước đây chúng ta là Long Tứ Hội làm nhiều ít sự tình. Hiện tại hắn lại vì một cái giả dối hư ảo sự tình sẽ tướng chúng ta toàn bộ sát. Người như vậy không đáng chúng ta bán mạng. 6 gã ác hổ thủ hạ đắc lực mở miệng lần nữa khuyên bảo, lúc này nếu như lưu lại nữa, chỉ có chờ tử phần. Ác hổ liếc nhìn tên cả người là huyết, vừa tắt thở phân hội sở thành viên, sau đó điểm gật đầu nói tốt. Chúng ta trước ly khai phân hội sở. Ác hổ cùng hắn 6 gã thủ hạ đắc lực mới vừa đi xuống lâu, trong đại sảnh tự trào vào được rậm rạp chằng chịt người, mọi người trong tay đều cầm khảm đao. Người trong đại sảnh chia làm hai bên, một phe là Long Tứ Hội phân hội sở người, một phương khác còn lại là cổ hành người, rất rõ ràng Long Tứ Hội phân hội sở người là bị cổ hành người bức bách tiến nhập trong đại sảnh tới. Mà giờ khắc này Long Tứ Hội phân hội sở thành viên, hầu như mỗi trên người một người đều có vết thương. Nhưng không có có một hướng cổ hành bọn họ cúi đầu cầu xin tha thứ. Đương Long Tứ Hội phân hội sở người nhìn đến ác hổ thời gian, bọn họ sôi nổi lên tiếng, lão đại, các ngươi đi mau. Nơi này có chúng ta cho ngươi đỉnh, chúng ta đều biết ngươi là một cái trọng tình trọng nghĩa người.
tuyệt đối không hội phản bội Long Tứ Hội, hội trưởng là muốn dùng chúng ta phân hội sở toàn bộ thành viên mệnh tới dàn xếp ổn thỏa. Ác hổ không bao giờ nữa có thể giữ vững bình tĩnh, nhìn những huynh đệ này vì hắn liều sống liều chết, hắn nhìn về phía đối phương trong đám người Cổ Hành, nói rằng, Cổ Hành, phóng qua ta những huynh đệ này, ta có thể đem mạng của ta giao cho ngươi. Ăn mặc toàn thân quần áo màu đen Cổ Hành, lè lưỡi liếm liếm trên cánh tay máu tươi, vừa cười vừa nói, ác hổ, ngươi có tư cách gì cùng ta đàm điều kiện? Lẽ nào ngươi đều không phải biết ta tại Long Tứ Hội chung là phụ trách và vân vân sao? Ngày hôm nay các ngươi ở đây bất cứ người nào cũng đừng hòng sống đi ra ngoài. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Giết cho ta, Cổ Hành lạnh giá vô tình ra lệnh. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh bị hô đánh tiếng kêu tràn ngập, ác hổ cùng hắn lục danh thủ hạ rất nhanh gia nhập vào chiến cuộc chi chung. Tiếc rằng Cổ Hành thủ hạ đều là Long Tứ Hội tinh anh thành viên, ác hổ một phe này người căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Ác hổ sáu gã thủ hạ đắc lực mắt thấy, bọn họ một phe này người càng ngày càng ít, sáu người tụ tập đến ác hổ chu vi, nói rằng, lão đại, người đi mau, tiếp tục như vậy nữa mọi người chúng ta đều sẽ không toàn mạng. Các ngươi nói cái gì thí thoại, ta có thể bỏ lại các ngươi một mình đào tẩu sao? Ác hổ tức giận quát dẹp đường. Thật đúng là tình cảm thâm hậu, bất quá, ta đã nói rồi, ngày hôm nay các ngươi một cái cũng biệt muốn sống ly khai. Cổ Hành trong tay dẫn theo một bả sáng như tuyết loan đao, không biết lúc nào xuất hiện ở ác hổ bọn họ trước mặt. Cổ Hành không chút do dự nào tự huy động lên trong tay hắn loan đao, tốc độ nhanh vô cùng, giơ tay chém xuống, ác hổ sáu gã thủ hạ đắc lực chung một người, trên cổ xuất hiện nhất điều vết máu, tiếp theo thân thể chậm chậm đảo địa. Lão đại, người đi mau, còn dư lại năm người sôi nổi vung vẩy khảm đao, hướng Cổ Hành trên thân thể khảm đi. Cổ Hành thân thể bén nhạy tránh được năm người công kích, xem ra hắn chắc là một cái luyện gia tử. Ác hổ còn dư lại năm danh thủ hạ nhìn đến công kích của mình không có hiệu quả, năm người tương hỗ nhìn nhau liếc mắt, nhất ngoan tâm, trực tiếp hướng Cổ Hành vọt tới, chút nào bất kể Cổ Hành trong tay vung vẩy loan đao, vươn tay cánh tay gắt gao ôm lấy Cổ Hành thân thể, bọn họ đặc biệt rõ ràng bản thân căn bản không phải là đối thủ của Cổ Hành, cho nên chỉ có thể dùng biện pháp như thế để đổi lấy bọn họ lão đại ác hổ an toàn. Lão đại, đi mau, không cần phải xen vào chúng ta, người sống. Các huynh đệ tự thỏa mãn. Lão đại, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Lẽ nào ngươi muốn các huynh đệ bạch bạch hy sinh sao? Ngươi tất phải sống nữa, là sở hữu huynh đệ đã chết báo thù. Lão đại, chúng ta thật cao hứng có thể theo ngươi, chúng ta không hối hận cuối cùng rơi vào như vậy kết cục, ngươi đi mau, đi mau. Bị ác hổ năm danh thủ hạ ôm lấy thân thể, Cổ Hành phẫn nộ rồi, trong tay loan đao lần lượt huy hướng năm người cái cổ. Năm đầu người lô toàn bộ bị hắn cấp bổ xuống, nhưng mà, năm người này đầu tuy rằng bị hắn cấp chém đứt, thế nhưng ôm lấy hắn thân thể cánh tay không chút nào buông lỏng, vẫn là gắt gao hạn chế hành động của hắn. Ác hổ song con ngươi đỏ đậm một mảnh, trong đầu không ngừng quanh quẩn hắn thủ hạ trước khi chết lời nói, hắn thật rất muốn xông tới cùng bọn họ cùng chết, thế nhưng hắn biết hắn không thể, hắn nên vì huynh đệ đã chết báo thù, hắn nhất định nên vì chết đi tất cả huynh đệ báo thù. Giờ khắc này, ác hổ hoàn toàn ghi hận Thượng Long Tứ Hội, song quyền nắm được chăm chú, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi, xoay người hướng trong đại sảnh đi, trong lòng âm thầm phát thệ, các huynh đệ, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ vì các ngươi báo thù. Ở bên trong đại sảnh một chỗ bên trong gian phòng, có nhất điều thông đi ra ngoài mật đạo, thông thường lăn lộn thế lực dưới đất rất nhiều người cũng sẽ lưu lại cho mình nhất điều đường lui, ác hổ đi vào mật đạo sau, liền một cái kình chạy trốn. Trong đầu nghĩ báo thù phương pháp, hắn trước tiên nghĩ tới chính là Thắng Thiên Hội, bây giờ hắn có thể đầu nhập vào cũng chỉ có Thắng Thiên Hội. Trong đại sảnh Cổ Hành luôn mãi không có tránh ra khỏi ác hổ năm tên cánh tay của thủ hạ sau, hắn chỉ có thể tướng cái này năm cổ thi thể cánh tay toàn bộ chém đứt, sau đó triệu tập một nhóm người bắt đầu lục soát. Nửa giờ sau, Long Tứ Hội phân hội sở thành viên toàn bộ bị giết hết, thế nhưng Cổ Hành từ đầu đến cuối không có tìm được ác hổ thân ảnh. Hắn phán đoán phương diện này khẳng định có bí mật gì thông đạo, ác hổ đã đi qua lối đi bí mật rời đi nơi này. Tại Cổ Hành bọn họ trắng trợn lục soát chi tế, ác hổ đã sớm rất xa ly khai phân hội sở, trong trời đêm mưa rơi từ từ nhỏ đi, ác hổ trốn tại nhất điều đen kịt cái hẻm nhỏ chung, xuyên thấu qua ngõ nhỏ nhìn xa xa phân hội sở địa phương,
Cổ họng trong hơi thở dài một hơi, ánh mắt biến được càng tới càng kiên định, hắn trong lòng đã quyết định muốn báo thù cho huynh đệ quyết tâm. Tại trong hẻm nhỏ nghỉ ngơi gần 10 phút sau, ác hổ mới chậm rãi ly khai, hắn muốn đi đầu nhập vào Thắng Thiên Hội, Long Tứ Hội cái này loại vô tình cách làm, nhượng hắn hoàn toàn đúng Long Tứ Hội mất đi lòng trung thành, ngửa mặt lên trời giống lớn một tiếng, từ nay về sau ta ác hổ không bao giờ nữa là Long Tứ Hội thành viên. Chương 432, lặng yên không một tiếng động cầm hạ Long Tứ Hội. Dạ, yên tĩnh không tiếng động. Diệp Thần Phong đứng tại trong phòng hội nghị cửa sổ khẩu, nhìn ngoài cửa sổ nồng đậm bóng đêm, hắn biết hay là tối nay qua đi, kinh thành tướng không còn có Long Tứ Hội, giơ cánh tay lên nhìn đồng hồ, Diệp Thần Phong lẩm bẩm cũng nhanh sắp tới. Trong phòng hội nghị một đám Thắng Thiên Hội cao tầng đều không có ly khai, vừa Long Tứ Hội đúng ác hổ động thủ sự tình, tại trước tiên truyền tới Thắng Thiên Hội ở đây, như vậy căn cứ Diệp Thần Phong suy đoán, kế tiếp ác hổ chắc là muốn tới đầu nhập vào Thắng Thiên Hội. Lão đại, người nói ác hổ thật hội tới đầu nhập vào chúng ta sao? Theo lý mà nói hắn nên sớm là có thể đến chúng ta Thắng Thiên Hội nơi này a. Hổ ca do dự sau một lúc lâu, còn là mở miệng nghi vấn. Tiểu hổ, hỏi một chút sớm, người trước phải động động não, bây giờ tại chúng ta Thắng Thiên Hội chu vi, ba đại bang hội khẳng định đang âm thầm giám thị. Người nói ác hổ lỗ mãng như vậy tới đầu nhập vào chúng ta Thắng Thiên Hội, cuối cùng hội có hậu quả gì không? Ba đại bang hội 100% hội cùng nơi tướng đầu mâu nhắm ngay chúng ta, như vậy cũng cho ba đại bang hội một cái danh chánh ngôn thuận lý do, cho nên ác hổ sẽ không đích thân tới chúng ta Thắng Thiên Hội ở đây. Diệp Thần Phong vừa mới dứt lời, điện thoại di động trong túi tiếng chuông tự vang lên, không chút hoang mang lấy điện thoại di động ra, là một cái số xa lạ đánh tới, bất quá. Diệp Thần Phong vẫn như cũ là nhấn chuyển được kiện. Diệp hội trưởng, không biết ngươi còn có nhớ hay không ta? Ta là ác hổ, ta bây giờ muốn cùng ngươi gặp một mặt, kinh thành vùng ngoại thành bên ngoài một chỗ bị hoang phế địa phương, có một phá cũ tròi nghỉ mát, ta sẽ dùng ngắn tin chia ngươi cụ thể địa chỉ, ta là ở chỗ này chờ ngươi. Điện thoại chuyển được sau đó, ống nghe nội truyền đến ác hổ thanh âm khàn khàn. Tốt, trong vòng một giờ. Ta sẽ đạt tới nơi đó. Diệp Thần Phong sảng khoái đáp ứng. Sau đó đúng một đám cao tầng nói rằng, Tiểu Hổ, Hàn Vĩ, Thiết Nghiêu, ba người các ngươi cùng ta cùng đi ra ngoài một chuyến, cái khác người đang trong phòng hội nghị đợi tin tức, chuẩn bị tùy thời hành động. Diệp Thần Phong lái một chiếc Land Rover lái ra khỏi Thắng Thiên Hội hội sở, rất nhanh Diệp Thần Phong cảm giác được phía sau có hai chiếc xe đang cùng tung hắn, Diệp Thần Phong lập tức gia tăng mã lực. Đi ngang qua từng cong đạo thượng không ngừng hoàn mỹ trôi đi, rất mau đem sau lưng hai chiếc xe cấp bỏ rơi. Ngồi ở trong xe hổ ca, Hàn Vĩ cùng Thiết Nghiêu. Chỉ cảm thấy dạ dày bên trong bốc lên lợi hại, Diệp Thần Phong lái xe tốc độ cũng thật sự là quá nhanh một ít đi. Quả thực so tuyển thủ nhà nghề tốc độ còn nhanh hơn thượng rất nhiều rất nhiều. Hơn nửa giờ sau, Diệp Thần Phong căn cứ ác hổ phát cấp địa chỉ của hắn, đi tới một chỗ hoang giao dã ngoại. Quả nhiên có một phá cũ tròi nghỉ mát đứng lặng tại ở đây, hổ ca chúng nhân theo Diệp Thần Phong đi xuống xe, hướng Lương Đình đi tới. Trong Lương Đình có nhất trương bàn đá cùng 5 trương ghế đá. Ác hổ ngồi ở nhất trương trên ghế đá, trong tay cầm một lọ rượu sái, thỉnh thoảng hướng tới trong miệng quán thượng một hơi, nhìn Diệp Thần Phong nói rằng, Diệp hội trưởng tốc độ, so với ta trong tưởng tượng phải nhanh. Diệp Thần Phong trực tiếp tại ác hổ hai bên trái phải ngồi xuống. Nói rằng, người sáng mắt không nói tiếng lóng. Ta biết ngươi là muốn đầu nhập vào chúng ta Thắng Thiên Hội, ngươi là chắc là muốn là huynh đệ đã chết báo thù đi. Ác hổ không có phủ nhận, điểm gật đầu nói, chỉ cần ngươi đáp ứng bang huynh đệ của ta báo thù, ta ác hổ tự gia nhập vào các ngươi Thắng Thiên Hội. Diệp Thần Phong nhìn đến trên bàn để rượu sái, tiện tay cầm lấy một lọ mở ra. Uống một ngụm, nói rằng, ác hổ. Suy nghĩ của ngươi là điều không phải quá ngây thơ rồi. Bất quá, chỉ cần ngươi có thể nghe sắp xếp của ta, tối nay ngươi là có thể là ngươi các huynh đệ báo thù, chỉ là không biết ngươi có nguyện ý hay không. Nghe vậy, ác hổ thân thể chợt run rẩy run một cái, song con ngươi lần thứ hai biến được đỏ đậm một mảnh, nói rằng, chỉ cần có thể báo thù cho huynh đệ, ta chuyện gì đều nguyện ý đi làm. Diệp Thần Phong đối với ác hổ trả lời khá là thỏa mãn. Long Tứ Hội tổng cộng có 5 cái phân hội sở, đây cũng là Long Tứ Hội chủ yếu thực lực nơi, ta biết ngươi và trong đó 2 cái phân hội sở người quản lý quan hệ dường như huynh đệ, thật
thậm chí ngươi từ trước còn đã cứu bọn họ hai cái mệnh, chỉ cần ngươi có thể thuyết phục bọn họ hai cái quy thuận thắng thiên hội. Sau đó, tại dùng bọn họ hai cái năng lực, thần không biết quỷ không hay thu phục mặt khác hai cái phân hội sở, như vậy Long Tứ hội tựu căn bản không đủ sợ hãi, các ngươi có thể trực đảo Hoàng Long, nhượng Long Tứ hội hoàn toàn tại kinh thành tiêu thất, ngươi cũng liền có thể dùng là các huynh đệ của mình báo thù, ngươi cho rằng thế nào? Ác Hổ do dự nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong, không ngừng hướng tới trong miệng quán rượu sái, Diệp Thần Phong nhìn thấu Ác Hổ ý nghĩ trong lòng, nói rằng, yên tâm, đảng phối hợp ta giải quyết rồi Long Tứ hội sau, ngươi cũng báo thù, Long Tứ hội thành viên muốn gia nhập thắng thiên hội ta hoan nghênh, nếu như không muốn gia nhập vào thắng thiên hội ta cũng sẽ không làm khó bọn họ. Đây chính là ngươi báo thù điều kiện tốt nhất cơ hội, nếu như bỏ lỡ ngày hôm nay, chỉ sợ ngươi nếu muốn báo thù tự khó khăn càng thêm khó khăn. Diệp Thần Phong khá là kiên nhẫn nhìn Ác Hổ nói rằng. Tốt, ta tin tưởng ngươi, ta đây tận lực đi thử một lần. Trầm mặc một lát sau Ác Hổ, cuối cùng vẫn đáp ứng Diệp Thần Phong kế hoạch. Một giờ sau, kinh thành Long Tứ hội một chỗ phân hội sở, chỗ này phân hội sở người quản lý biệt hiệu là Thiết Đầu, cùng Ác Hổ là phi thường tốt huynh đệ, ai cũng sẽ không nghĩ tới Ác Hổ hội tại cái này thời gian tới nơi này tìm Thiết Đầu. Thiết Đầu bên trong phòng làm việc, Ác Hổ cởi xuống trên mặt khẩu trang, Thiết Đầu là một cái chừng 40 tuổi trung niên nam nhân, có người nói đã từng luyện qua Thiết Đầu công. Đầu của hắn cái đó ngạnh không gì sánh được, cho nên mọi người mới cho khởi như thế một cái biệt hiệu. Bên trong phòng làm việc ngoại trừ Thiết Đầu bên ngoài, còn có một tên 30 nhiều tuổi nam nhân, biệt hiệu là Sơn Miêu, là Long Tứ hội một. Khác cái phân hội sở người quản lý, đồng dạng là Ác Hổ huynh đệ, bọn họ hai cái là nhận được Ác Hổ điện thoại bí mật sau, tài tụ tập đến cùng nhau. Ác Hổ, lần này hội trưởng đối với ngươi quá không công bình. Nếu như ngươi hội phản bội Long Tứ hội lời nói, ta Thiết Đầu cai đầu dài cấp cắt xuống. Thiết Đầu là một cái 10 phần tục tằng nam nhân, làm Ác Hổ cảm thấy không công bình. Thiết Đầu, rất nhiều chuyện mọi người trong lòng đều rõ ràng, hội trưởng làm như vậy còn không phải là muốn dùng Ác Hổ hy sinh để đổi lấy dàn xếp ổn thỏa sao? Sơn Miêu thở dài một hơi nói rằng. Sơn Miêu, thế nhưng lần này hội trưởng cách làm hơi quá đáng, hắn dùng được đuổi tận giết tuyệt sao? Ác Hổ phân hội đều phát hiện tại chỉ còn lại có một mình hắn, cái này Long Tứ hội là càng tới càng không thành cái bộ dáng. Thiết Đầu căm giận dụng quyền đầu đập một cái bàn nói rằng. Hai người các ngươi trước không nên tranh cãi, ta mạo hiểm nguy hiểm tới tìm các ngươi, là hy vọng các ngươi có thể cùng ta cùng nhau gia nhập thắng thiên hội, lần này hội trưởng hy sinh ta, lần sau bảo không được hội hy sinh các ngươi, với lại thắng thiên hội hội trưởng đã nghĩ đến một cái đặc biệt biện pháp ổn thỏa. Cam đoan có thể tại tối nay chi nội nhượng Long Tứ hội tại kinh thành tiêu thất, các người nguyện ý ly khai Long Tứ hội sao? Ác Hổ nhìn trước mặt hai vị huynh đệ hỏi. Cái gì, Ác Hổ, người gia nhập vào thắng thiên hội, với lại người nói có thể nhượng Long Tứ hội tại một đêm chi nội tiêu thất. Người không có ở cùng chúng ta nói đùa sao? Cũng là người bị kích thích, ta biết người nghĩ là huynh đệ đã chết báo thù, thế nhưng hiện tại còn không phải lúc. Sơn Miêu nghi hoặc nhìn Ác Hổ nói rằng. Sơn Miêu, câm miệng của ngươi lại mong chờ, đã từng nếu không Ác Hổ đã cứu chúng ta hai cái mệnh, hiện tại chúng ta đã sớm đi gặp Diêm Vương gia, ta xem cái này Long Tứ hội không có cái gì chỉ chúng ta lưu luyến, Ác Hổ nói rất đúng, nói không nhất định ngày nào đó hội trưởng muốn hy sinh chúng ta đây. Trước hết để cho Ác Hổ nói một chút ý nghĩ của hắn. Thiết Đầu sảng khoái nói rằng, căn cứ thắng thiên hội Diệp hội trưởng ý tứ, chỉ cần các ngươi hai cái nguyện ý gia nhập vào thắng thiên hội. Chuyện này tự dễ làm nhiều, hai người các ngươi có thể lập tức đi một chuyến Long Tứ hội còn dư lại hai cái phân hội sở, đem phân hội sở người quản lý, thần không biết quỷ không hay khống chế lại, như vậy Long Tứ hội tại kinh thành phân hội sở không tự đều trưởng khống trong tay chúng ta sao? Sau đó chúng ta tại thắng thiên hội giúp đỡ hạ, nhất cử cầm hạ Long Tứ hội tổng hội sở, đây đối với chúng ta mà nói sẽ không có có gì khó, ta cảm giác thắng thiên hội hội trưởng Diệp Thần Phong là một cái đáng giá đi theo chủ. Không chỉ có đầu óc, với lại có thân thủ, hắn đã đáp ứng ta, đảng bắt lại Long Tứ hội sau, hắn không miễn cưỡng, Long Tứ hội vốn là huynh đệ toàn bộ gia nhập vào thắng thiên hội. Đương nhiên, đây cũng là ta Ác Hổ thực sự báo thù sốt ruột, ta không muốn nhìn thấy ta những huynh đệ kia bạch bạch tử, ta đã đáp ứng bọn họ, nhất định muốn vì bọn họ báo thù. Ác Hổ ngực đầy ngập phẫn nộ,
hắn không muốn miễn cưỡng Thiết Đầu cùng Sơn Miêu theo hắn cùng nhau gia nhập Thắng Thiên Hội, nếu không bất đắc dĩ, hắn thật không muốn tìm đến Thiết Đầu cùng Sơn Miêu, đem cái này hai người cũng cùng nơi dụ dỗ. Chương 433, lặng yên không một tiếng động cầm Hạ Long Tứ Hội. Ác hổ, toán thượng ta một cái, nếu như trước đây không có ngươi, ta Thiết Đầu bây giờ còn có thể đủ đứng ở chỗ này nói sao? Hơn nữa ta nhận thức là cái kế hoạch này đặc biệt tín nhiệm, ta muốn Thắng Thiên Hội phát triển tuyệt đối không hội dừng lại cho kinh thành, nếu không trước đây Thắng Thiên Hội thống nhất thiên hải, còn có thể đến kinh thành tới lội cái này nước đục sao? Cái này chỉ có thể nói rõ Thắng Thiên Hội tương lai mục tiêu là toàn quốc, thậm chí toàn thế giới, chim khôn chọn cành mà đậu, bây giờ Long Tứ Hội không đáng chúng ta lại theo đuổi. Thiết Đầu đặc biệt tán thành Ác Hổ nói ra cái kế hoạch này, đáp ứng lập tức Ác Hổ cùng nhau gia nhập Thắng Thiên Hội, đối kháng Long Tứ Hội. Sơn Miêu bất đắc dĩ lắc đầu, nói rằng, hai người các ngươi a, xem ra là muốn đem ta Sơn Miêu hướng tới tuyệt lộ bức bách, như vậy ta Sơn Miêu cũng cùng các ngươi điên một hồi. Đây mới là hảo huynh đệ mà, chia ngọt sẻ bùi, gặp nạn muốn đồng đương. Thiết Đầu vỗ vỗ Sơn Miêu vai vừa cười vừa nói. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đây mau nhanh hành động đi. Thời gian chậm sẽ không còn kịp rồi. Ác Hổ trong lời nói tràn đầy nồng đậm cảm kích. Bóng đêm tràn ngập, kinh thành một nhà tư nhân hội sở ghế lô trong, Long Tứ Hội hội trưởng Tiết Thành Lễ, Huyết Nhiễm Hội hội trưởng Hách Mậu Ngạn cùng với Vạn Nhận Hội hội trưởng Ân Phi Long gom lại cùng nơi. Hách Mậu Ngạn mở miệng nói rằng, Tiết hội trưởng, ta nghe nói Ác Hổ cũng chưa chết. Thủ hạ của ngươi nhượng hắn trốn. Xem ra các ngươi Long Tứ Hội năng lực làm việc cũng bất quá như vậy thôi. Tiết Thành Lễ tâm tình khó chịu hừ lạnh một tiếng, nói rằng, Hách hội trưởng, chuyện lần này chúng ta trong lòng đều có số, còn thỉnh ngươi chuyển biến tốt hãy thu, đừng tưởng rằng ta Tiết Thành Lễ là mặc cho người nhu niết trái hồng mềm, ta nhường nhịn cũng là có hạn độ. Trong ba người tuổi tác lớn nhất Ân Phi Long nhìn đến hai người dùm beng. Cũng lên tiếng, hai người các ngươi đều giảm nhiệt khí, đêm nay chúng ta gom lại cùng nơi có thể điều không phải thảo luận chuyện này. Nếu Tiết hội trưởng đã cho chúng ta một cái công đạo, như vậy chúng ta không cần thiết tại chuyện này thượng dây dưa, lúc này chúng ta nên ngẫm lại muốn thế nào đối phó Thắng Thiên Hội, không cho Thắng Thiên Hội tại kinh thành triệt để quật khởi. Ân hội trưởng, chúng ta cũng không muốn quanh co lòng vòng, Thắng Thiên Hội hôm nay là ngoại trừ chúng ta ba đại bang hội bên ngoài, tại kinh thành thế lực lớn nhất một cái bang hội, sẽ đối phó Thắng Thiên Hội chúng ta ba đại bang hội phải muốn cùng nơi động thủ. Nếu không ta nghĩ chúng ta trong lúc đó ai cũng sẽ không phục tùng, hiện tại chúng ta chủ yếu là thảo luận, chúng ta ba đại bang hội nên thế nào phân công. Tiết Thành Lễ bản gương mặt nói rằng, Tiết hội trưởng nói không sai, Hách hội trưởng, người có ý kiến gì không? Ân Phi Long cười hỏi. Hách Mậu Ngạn lắc đầu, nói rằng, ta trái lại không có có ý kiến gì, bất quá. Nếu chúng ta ba đại bang hội muốn liên hợp lại đối phó Thắng Thiên Hội, phải muốn làm được một điểm chính là hợp lý phân công. Cái này ba đại bang hội hội trưởng đều là nhân tinh, bọn họ cũng không muốn nhìn đến bản thân bang hội có hại, bọn họ bản thân bang hội có hại, coi như là nhượng mặt khác hai đại bang hội chiếm tiện nghi, bọn họ ba đại bang hội chỉ là bởi vì đến lúc cộng đồng lợi ích tài liên hợp lại. Chờ bọn hắn giải quyết rồi Thắng Thiên Hội, tại kinh thành từng người vẫn như cũ là địch nhân. Ta đề nghị, chúng ta ba đại bang hội từng người phái ra một nhóm ngang nhau số lượng người, cùng nơi vây đánh Thắng Thiên Hội hội sở, ta xem như vậy chắc là công bình nhất đi. Các ngươi cho rằng thế nào? Ân Phi Long nghi vấn hỏi. Mặt khác hai đại bang hội hội trưởng trầm mặc một lát sau. Tiết Thành Lễ dẫn đầu lên tiếng, ta cho rằng Ân hội trưởng ngươi nói lên phương pháp này có thể thực hiện, thế nhưng chúng ta ba đại bang hội ai xung phong? Cái này chỉ sợ cũng nên chuyện quan trọng tiên quyết định được rồi. Hách Mậu Ngạn đồng dạng nhìn Ân Phi Long, dùng trầm mặc tới đại biểu hắn đồng ý Tiết Thành Lễ thuyết pháp, cái này ba đại bang hội chung ai xung phong, hy sinh nhân số khẳng định cũng tối đa. Nếu muốn làm đến tuyệt đối công bình, như vậy đem chúng ta ba đại bang hội người toàn bộ làm lộn xộn, như vậy sẽ không có ai xung phong. Ai ở chính giữa, ai ở phía sau vấn đề, hiện tại hai vị hội trưởng nên không có ý kiến đi. Ân Phi Long suy tư một lát sau nói rằng, Tiết Thành Lễ cùng Hách Mậu Ngạn cẩn thận suy nghĩ một lát sau đó, xác định phương pháp này là công bình nhất, sau đó sôi nổi mở miệng đồng ý Ân Phi Long nói lên biện pháp, đồng thời hẹn xong ngày mai sẽ đúng Thắng Thiên Hội động thủ,
ba người đang thảo luận một phen chi tiết vấn đề sau, liền từng người trở về chuẩn bị. Nhạc Phong tiêu khiển thành là kinh thành Long Tứ hội năm cái phân hội sở trong đó một cái, Nhạc Phong quản lý người biệt hiệu là Phỉ Chư Vương, hình thể đặc biệt béo, thái độ làm người thủ đoạn độc ác, tại Long Tứ hội chung có nhất định danh vọng. Thiết đầu, Sơn Miêu cùng Ác Hổ bước vào Nhạc Phong tiêu khiển thành, Ác Hổ khuôn mặt vẫn là mang to lớn khẩu trang, cơ hồ là đưa hắn cả khuôn mặt đều che đậy lên. Thiết đầu cùng Sơn Miêu thông suốt đi vào Phỉ Chư Vương trong phòng làm việc, mà Ác Hổ còn lại là lưu tại Nhạc Phong tiêu khiển thành trong quán rượu, cùng đợi Thiết đầu cùng Sơn Miêu mang đến cho hắn tin tức tốt. Trong phòng làm việc, Phỉ Chư Vương ngồi ở rộng lớn ông chủ ghế, cả cái ghế cũng hơi có chút trầm xuống, dường như không nghĩ qua là cái ghế sẽ hoàn toàn rơi rất thông thường. Tại Phỉ Chư Vương trên đùi ngồi một cái quyến rũ nữ nhân ôm Phỉ Chư Vương cái cổ. Phỉ Chư Vương rắn chắc bàn tay thỉnh thoảng tại nữ nhân cao ngất ngực vuốt ve. Tại Thiết đầu cùng Sơn Miêu đi vào phòng làm việc sau, Phỉ Chư Vương ngẩng đầu lên, vừa cười vừa nói, là gió nào đem hai vị thổi đến ta chỗ này. Các ngươi huynh đệ Ác Hổ bây giờ là Long Tứ hội kẻ phản bội, nhưng ta đoán một chút nhìn Ác Hổ có không có đi đi tìm các ngươi. Phỉ Chư Vương, người bớt ở trước mặt chúng ta đánh rắm, đêm nay chúng ta là tới tìm ngươi nói chuyện chính sự. Những người không liên hệ rời đi nơi này. Thiết đầu không có công phu tại nơi này và Phỉ Chư Vương tán gẫu. Phỉ Chư Vương tại nữ nhân cái mông thượng niết một bả, nói rằng, người đi ra ngoài trước, đợi một lát lão tử lại thật tốt tưởng thưởng ngươi. Tại nữ nhân sắc mặt đỏ bừng rời khỏi phòng làm việc sau, Phỉ Chư Vương sửa sang lại sắc mặt, nói rằng, hai vị, có lời gì cũng nhanh chút nói đi. Nếu như là vì các ngươi huynh đệ Ác Hổ sự tình, các ngươi hiện tại có thể lập tức ly khai. Thiết đầu hướng Sơn Miêu sử một cái ánh mắt, hai người cùng nơi hướng Phỉ Chư Vương đi tới, ngồi ở ông chủ ghế Phỉ Chư Vương, cảm giác Thiết đầu cùng Sơn Miêu có cái gì không đúng, lập tức thượng cái ghế thượng đứng lên, bất quá đã là chậm một bước, Thiết đầu cùng Sơn Miêu tướng Phỉ Chư Vương án trở về cái ghế thượng, tại Phỉ Chư Vương vừa định muốn hô gọi thời gian, Thiết đầu từ trong túi móc ra nhất viên thuốc, ném vào Phỉ Chư Vương trong miệng. Khiến cho Phỉ Chư Vương tướng dược hoàn nuốt vào trong bụng. Phỉ Chư Vương, trước đó không lâu ta mới vừa từ nước ngoài lấy một nhóm độc dược trở về, vừa rồi cho ngươi nuốt vào chính là cái này loại tiên tiến độc dược, hiện nay tại Hoa Hạ quốc căn bản còn không có giải dược. Bất quá, ngươi yên tâm, loại độc chất này dược lúc phát tác gian có 3 ngày, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe chúng ta lời nói, ta cam đoan ngươi cái này cái mạng nhỏ tưởng an vô sự. Thiết đầu vừa cười vừa nói. Phỉ Chư Vương sắc mặt hoảng sợ, hắn không có nghĩ đến Thiết đầu cùng Sơn Miêu lại có thể hội tới như thế một tay. Dĩ vãng cái này hai người cũng luôn luôn hội tới hắn ở đây ngồi trên ngồi xuống, cho nên hắn căn bản không có đúng cái này hai người có bất luận cái gì cảnh giác, hiện đang hối hận cũng đã chậm. Hai người các ngươi làm cái gì vậy? Lẽ nào muốn Ác Hổ giống nhau phản bội Long Tứ hội sao? Ta khuyên các ngươi vội vàng thu tay lại. Ta có thể cho rằng chuyện mới vừa rồi không có phát sinh. Phỉ Chư Vương bình tĩnh thoáng cái tâm tình nói rằng. Phỉ Chư Vương, hiện tại đặt tại trước mặt ngươi chỉ có 2 con đường, một là lập tức thông chi thủ hạ của ngươi đóng tiêu khiển thành, tối nay những ngươi thuộc hạ người toàn bộ tắt máy, cấp lão tử ta thanh thản ở nhà ngủ, 2 là ngươi Phỉ Chư Vương dẫu có chết cũng muốn thuần phục Long Tứ hội, là Long Tứ hội hy sinh, ngươi rốt cuộc muốn chọn kia 1 con đường. Sơn Miêu cười vỗ vỗ Phỉ Chư Vương rắn chắc vai hỏi. Phỉ Chư Vương sắc mặt âm tình bất định trầm mặc 5 phút sau, thân thể tê liệt mềm nhũn ra, nói rằng tốt, ta lựa chọn con đường thứ nhất, hy vọng ngày mai các ngươi có thể cho ta thuốc giải. Nói, Phỉ Chư Vương cầm lên làm việc điện thoại trên bàn, những thủ hạ của hắn lập tức đóng tiêu khiển thành, đồng thời nhượng hắn tất cả thủ hạ đóng điện thoại di động, đêm nay về đến nhà thanh thản đi ngủ. Nhìn đến Phỉ Chư Vương dựa theo bọn họ phân phó đi làm, Thiết đầu lập tức bấm Ác Hổ điện thoại, nói rằng, Phỉ Chư Vương bên này đã làm xong, người có thể lên đến xem hắn, đỡ phải hắn trên đường cho chúng ta làm ra hoa dạng gì tới. Ta và Sơn Miêu đi khống chế Long Tứ hội cuối cùng một cái phân hội sở. Ân, ngươi và Sơn Miêu muốn bắt khẩn thời gian, nhất định không thể đủ nhượng tổng hội sở người nhận thấy được vấn đề. Ác Hổ tại trong điện thoại nói rằng, Chương 434, lặng yên không một tiếng động bắt Long Tứ hội 3, lúc rạng sáng, trong bầu trời đêm mưa rơi lần thứ 2 lớn lên, tối nay kinh thành nhất định không yên ổn.
Thiết Đầu cùng mèo rừng xem mèo vẽ hổ đem Long Tứ Hội cái cuối cùng phân hội cũng khống chế ở trong lòng bàn tay, chuẩn bị công tác toàn bộ làm tốt, còn lại chính là trực đảo Hoàng Long, đem Long Tứ Hội tổng hội một lần bắt. Thắng Thiên Hội tất cả mọi người mới thêm vào Thiết Đầu cùng mèo rừng hai cái phân hội bị chúng thành viên, muốn bắt dưới Long Tứ Hội tổng hội cũng không phải một cái cỡ nào chuyện phiền phức. Long Tứ Hội tổng hội trong đại sảnh, hội trưởng Tiết Thành Lễ vừa trở về. Phụ trách tàn sát ác hổ vị trí phân hội Cổ Hành, không nói tiếng nào đứng ở Tiết Thành Lễ trước mặt, đây đối với Cổ Hành tới nói là một cái thất bại nhiệm vụ, bởi vì ác hổ từ mắt của hắn bị dưới đáy đào tẩu. Cổ Hành, có hay không ác hổ hành tung? Nếu chúng ta đối với ác hổ khai đao, như vậy liền tuyệt đối không thể để hắn lưu lại nơi này cái trên thế giới, nhổ cỏ không nhổ tận gốc, gió xuân thổi lại sinh, ngươi cho ta mau chóng tra được ác hổ trốn nơi, để hắn mau mau đi gặp Diêm Vương gia. Tiết Thành Lễ ngữ khí bình thản dặn dò Cổ Hành, tiếp theo lại hỏi, đúng rồi, Thắng Thiên Hội tối nay có hay không cái gì chỗ đặc thù? Ngày mai chúng ta hội liên hợp kinh thành mặt khác hai đại bang hội đối với Thắng Thiên sẽ động thủ, vào lúc này ngàn vạn không thể tái xuất bất kỳ sai lầm. Thắng Thiên Hội hội trưởng Diệp Thần Phong tối hôm nay lái xe đi ra ngoài một chuyến, nguyên bản người của chúng ta muốn theo dõi kết quả bị hắn cho bỏ rơi, không biết hắn là đi làm cái gì. Cổ Hành rõ ràng mười mươi báo cáo. Ta xem này Thắng Thiên Hội cũng chơi không ra trò gian gì đến rồi, ngày mai qua đi Thắng Thiên Hội đem từ kinh thành biến mất rồi. Sau khi kinh thành lại sẽ biến thành tam đại bang hội trong lúc đó đấu tranh, Thắng Thiên Hội căn bản ở kinh thành mạo không ngẩng đầu lên đến. Tiết Thành Lễ xem thường giễu cợt nói. A, à, một tiếng sắc bén tiếng kêu thảm thiết ở Long Tứ Hội Tổng Hội bên ngoài vang lên. Tiếp theo tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, đã kinh động trong đại sảnh Tiết Thành Lễ cùng Cổ Hành. Tiết Thành Lễ khẽ nhíu mày, nói rằng, Cổ Hành, người cho ta đi ra bên ngoài nhìn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ở kinh thành chẳng lẽ còn có người dám cùng chúng ta Long Tứ sẽ động thủ sao? Cổ Hành gật gật đầu, lập tức hướng về phòng khách bên ngoài đi đến, Long Tứ Hội Tổng Hội bên ngoài là một mảnh trống trải hoa viên. Mà giờ khắc này trong hoa viên dũng đầy lít nha lít nhít người. Tổng hội nhân viên đang ra sức chống lại đến từ ngoại giới công kích. Cổ Hành ở trong đám người liếc mắt liền thấy ác hổ bóng người, cùng với Thiết Đầu cùng mèo rừng bóng người, hắn rất nhanh sẽ đem cả chuyện đoán được một cách đại khái. Ác hổ liên hợp Thiết Đầu cùng mèo rừng đồng thời làm phản, căn cứ tràn vào tổng hội nhân số, theo lý tới nói ác hổ bọn họ không thể có nhiều người như vậy. Cổ Hành đương nhiên đoán không được trong đó có một nửa người là Thắng Thiên Hội thành viên. Khi làm Cổ Hành nhìn thấy ác hổ đồng thời, ác hổ cũng nhìn thấy từ trong đại sảnh đi ra Cổ Hành, ác hổ trong thân thể cừu hận trong nháy mắt tăng vọt lên, liều lĩnh hướng về Cổ Hành vọt tới, trong cổ họng gầm hét lên, Cổ Hành, ngày hôm nay ta ác hổ muốn tự tay đem ngươi đầu lâu cắt đi. Vì ta chết đi nhiều huynh đệ như vậy báo thù. Cổ Hành nhìn thấy hướng về khí thế của hắn hung hăng xông lại ác hổ, từ bên hông rút ra hắn này thanh sáng như tuyết loan đao. Chặn lại rồi ác hổ chém bổ xuống đầu đến dao bầu, cười lạnh nói, ác hổ, ngươi có biết hay không chính mình đang làm gì? Các ngươi lại dám xông vào Long Tứ Hội Tổng Hội đến. Các ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Ngày hôm nay ai tử, ai hoạt, còn không nói nhất định, ngươi bớt nói nhảm cho ta nhờ, đến Diêm Vương Điện đi tới cho ta những huynh đệ kia nói xin lỗi đi. Ác hổ lần thứ hai vung vẩy dao bầu hướng về Cổ Hành cái cổ chém xuống. Không biết tự lượng sức mình đồ vật, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi có thể giết đến ta sao? Ngày hôm nay ta để ngươi mở mang cái gì gọi là thực lực chênh lệch. Cổ Hành thân thể loáng một cái, dễ dàng né tránh ác hổ công kích, dưới chân sử dụng tới một loại phi thường huyền diệu bước tiến, trong nháy mắt xuất hiện ở ác hổ bên cạnh người, trong tay loan đao không chút do dự bổ về phía ác hổ vai. Chi rồi, một tiếng, ác hổ trên bả vai quần áo vỡ tan ra. Trên bả vai trắng toát xương nhất thời bại lộ ở trong không khí, máu tươi theo ác hổ cánh tay không ngừng hoạt hướng về mặt đất. Ác hổ, lấy thực lực của ngươi ở ta Cổ Hành trong mắt chỉ có điều là một cái rác rưởi, mà thôi, ta để ngươi nếm thử ngàn đao bầm thây là tư vị gì. Nói, Cổ Hành không ngừng mà vung vẩy trong tay hắn loan đao, lưỡi dao không ngừng xẹt qua ác hổ thân thể, đảo mắt công phu, ác hổ y phục trên người đã biến thành vải, mấy chục đạo vết thương che kín ác hổ thân thể. Từ vết thương bên trong không khô ra máu tươi, ngăn ngắn trong chốc lát, để ác hổ đã biến thành một người toàn máu. Diệp Thần Phong hai tay cắm ở trong túi quần,
phía sau lưng tựa ở Long Tứ hội tổng hội trên cửa chính, nhìn trước mắt chém giết, trong cổ họng thăm thẳm thán thở ra một hơi, nếu như muốn cho thắng thiên hội thành viên trưởng thành, nhất định phải cần trải qua máu tươi tôi luyện. Diệp Thần Phong hai con mắt tập trung ở ác hổ cùng cổ hành đối chiến trên, mắt thấy ác hổ liền muốn chết ở cổ hành loan đao rơi xuống, những người khác cũng không rảnh đi trợ giúp ác hổ, khi làm cổ hành trong tay loan đao hoa hướng về ác hổ cái cổ thì, ác hổ trong tròng mắt tràn ngập tuyệt vọng, trong lòng thầm nghĩ các anh em, xin lỗi, ta không thể tự tay cho các người báo thù. Ác hổ, người đi chết đi cho ta, đến Diêm Vương Điện đi tới cùng ngươi những huynh đệ kia. Cổ hành cười gằn quát lên. Giữa lúc giao bầu muốn chạm được ác hổ cái cổ thì, một vệt bóng đen ở cổ hành trước mặt tránh qua, tiếp theo, cổ hành cầm loan đao cánh tay kia, rời đi thân thể, quỷ dị rơi xuống ở trên mặt đất diệt, miệng vết thương không ngừng dâng trào máu tươi, nụ cười trên mặt đọng lại, hai con mắt nhìn về phía bên trái, môi run rẩy hỏi, vừa nãy là ngươi, ngươi động thủ. Diệp Thần Phong cầm trong tay một con dao bầu, lưỡi dao trên nhiễm máu tươi. Trên mặt là không có chút rung động nào vẻ mặt, nhìn về phía ác hổ, nói rằng, muốn vì ngươi huynh đệ báo thù, ngươi liền muốn không ngừng trở nên mạnh mẽ, ta có thể giúp ngươi một lần hai lần, thế nhưng giúp không được ngươi cả đời. Bạch, một tiếng, Diệp Thần Phong trong tay dao bầu rời đi bàn tay, hướng về cổ hành một cánh tay khác bay đi, cổ hành vẫn không có phản ứng lại, hắn một cánh tay khác cũng thoát ly thân thể, trong cổ họng phát sinh một tiếng thống khổ kêu thảm thiết, a tương đương. Ta nghĩ hiện tại ngươi nên có thể tự mình động thủ báo thù chứ? Diệp Thần Phong nhìn ác hổ nghi vấn nói. Ác hổ chống đỡ lấy run run rẩy rẩy thân thể, từ trên mặt đất nhặt lên rơi xuống dao bầu, hướng về phía Diệp Thần Phong nói một tiếng cảm tạ. Sau đó, không để ý đau đớn trên thân thể, lần thứ hai hướng về cổ hành vào tới, mất đi hai cái cánh tay cổ hành, nơi nào còn có năng lực chống cự. Chỉ có thể trơ mắt nhìn. Ác hổ trong bàn tay dao bầu cách hắn cái cổ càng ngày càng gần, mãi đến tận đem đầu của hắn cho bổ xuống. Ác hổ nhìn cổ hành bộ kia thi thể không đầu chậm rãi ngã xuống đất, khóe miệng nứt ra một vệt nụ cười, hướng về phía đêm đen nhánh không la lớn, các anh em, các ngươi thấy không? Ta tự tay giết chết cổ hành, ta cho các ngươi báo thù, sau đó ta còn muốn tự tay giết Long Tứ hội hội trưởng, Long Tứ hội đối với chúng ta vô tình vô nghĩa. Chúng ta cần gì phải hạ thủ lưu tình đây? Nương theo cổ hành tử vong, Long Tứ hội tổng hội cục thế bên ngoài từ từ ổn định lại, đầu hàng, tử vong, tổng thể tới nói Diệp Thần Phong bọn họ này một phương chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Long Tứ hội tổng hội trong đại sảnh, hội trưởng Tiết Thành Lễ không chờ được đến cổ hành đi tới, trong lòng là có chút hoang mang, hắn còn không biết thiết đầu cùng mèo rừng phản bội Long Tứ hội sự tình, lập tức bấm mỗi cái phân hội điện thoại. Muốn để phân hội người lại đây trợ giúp, nhưng mà không có một cái phân hội điện thoại là có thể mở ra, này càng thêm để hắn có loại linh cảm không lành. Giữa lúc Tiết Thành Lễ muốn từ Long Tứ hội hậu môn đào tẩu thời điểm, kẹt kẹt một tiếng, phòng khách môn bị đẩy ra, đi ở trước nhất chính là Diệp Thần Phong, Hổ Ca, Thiết Ngưu, Hàn Vĩ, ác hổ đám người phân biệt đi theo Diệp Thần Phong hai bên, ngoại trừ Diệp Thần Phong bên ngoài, mỗi người trên người đều nhiễm máu tươi, đặc biệt là ác hổ. Rõ ràng trên thân thể bị cổ hành chém nhiều như vậy đau, suy yếu liền bước chân đều có chút đứng không vững, nhưng hắn như trước ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào tổng hội trong đại sảnh. Khi làm Tiết Thành Lễ nhìn thấy ác hổ, mèo rừng cùng thiết đầu bóng người thì, thân thể của hắn lảo đảo một cái, đến giờ phút này rồi hắn mới hoài nghi đối với ác hổ động thủ, đến cùng có phải là một cái quyết định chính xác. Phía trên thế giới này không có chân chính sai cùng đúng, bất quá. Đêm nay nhất định là Long Tứ hội diệt vong ngày, nhất định là Tiết Thành Lễ tử vong ngày. Chương 435, thực lực tuyệt đối kinh sợ. Tiết Thành Lễ đưa mắt hình ảnh ngắt quãng ở Diệp Thần Phong trên người, hắn nhìn ra được Diệp Thần Phong là đám người này hạt nhân, đã từng hắn thu thập qua ải với Diệp Thần Phong tư liệu, vì lẽ đó không một hồi liền nhận ra Diệp Thần Phong thân phận, mở miệng hỏi, ngươi là Thắng Thiên hội hội trưởng Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong cũng không trả lời Tiết Thành Lễ. Mà là ác hổ đứng dậy, đỏ đậm hai con mắt nhìn kỹ Tiết Thành Lễ, nói rằng, Tiết hội trưởng, ngươi không nên đối với ta huynh đệ ra tay, nếu như ngươi muốn vô duyên vô cớ hy sinh ta ác hổ tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày, ngươi tại sao muốn đuổi tận giết tuyệt đây? Nhớ ta ác hổ từ trước cũng vì Long Tứ hội đã làm nhiều lần sự tình chứ? Ác hổ dưới chân bước chân chậm rãi hướng về Tiết Thành Lễ đi tới,
vết thương trên người nơi tràn ra máu tươi không ngừng mà nhỏ xuống hướng về mặt đất, nắm chặt ở trong bàn tay dao bầu hơi run rẩy, trong lỗ mũi hô hấp càng ngày càng ồ ồ, Thiết Đầu cùng mèo rừng theo sát ở ác hổ phía sau, để ngừa có cái gì bất ngờ phát sinh. Tiết Thành Lễ sắc mặt biến đổi, thân thể không nhịn được sau này rút lui một bước, nói rằng, ác hổ, người muốn làm gì? Ta biết người đối với Long Tứ Hội trung thành tuyệt đối, trước đó là ta làm sai, chỉ cần ngươi có thể buông tha ta, ta đối với ngươi từng làm sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tiết hội trưởng, ngươi vẫn đúng là cho là chúng ta là 3 tuổi đứa nhỏ sao? Ngươi đối với ác hổ vị trí phân hội lay động tay thời điểm, làm sao không suy nghĩ một chút hậu quả? Trước mắt không đường thối lui, ngươi liền nhận sai. Mèo rừng khinh bỉ liếc mắt nhìn Tiết Thành Lễ, càng ngày càng cảm thấy đêm nay lựa chọn phi thường chính xác. Các ngươi muốn làm sao mới bằng lòng buông tha ta? Ta đồng ý trả giá bất kỳ đánh đổi. Tiết Thành Lễ biết chỉ có sống sót, tương lai mới có vươn mình cơ hội. Vì lẽ đó hắn muốn tranh thủ tất cả sống tiếp hy vọng. Ác hổ sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, khả năng là bởi mất máu quá nhiều nguyên nhân. Liên quan âm thanh đều có chút run, Tiết hội trưởng, ngươi cho là chúng ta hẳn là muốn buông tha ngươi sao? Ta chết đi các huynh đệ kia, có ai buông tha bọn họ? Ngày hôm nay ngươi nhất định phải tử. Lấy này để tế điện ta những huynh đệ kia trên trời có linh thiêng. Lẽ nào các ngươi thật sự phải đem ta hướng về tuyệt lộ bước? Tiết Thành Lễ tay phải chậm rãi đưa về phía bên hông, ở cái hông của hắn cất giấu một cái loại nhỏ súng lục, coi như muốn chết hắn cũng phải kéo mấy cái chịu tội thay. Sớm biết hiện tại, cần gì phải lúc trước đây? Muốn trách cũng chỉ có thể quái Tiết hội trưởng ngươi quá tuyệt tình. Ác hổ âm thanh không tình cảm chút nào nói rằng. Ha ha ha, Tiết Thành Lễ hít hầu bên trong phát sinh một trận cười lớn, nói rằng, ta Tiết Thành Lễ xưa nay không sẽ vì sự lựa chọn của chính mình mà hối hận. Nếu như lại để ta lựa chọn một lần, ta vẫn là hội hy sinh ngươi cùng ngươi những huynh đệ kia các ngươi đã không muốn buông tha ta, như vậy chúng ta ở trên đường xuống Hoàng Tuyền liền đồng thời làm cái bạn đi. Đang nói chuyện gian, Tiết Thành Lễ đã từ bên hông rút ra này thanh loại nhỏ súng tay tự động, ầm. Một tiếng. Nhắm ngay ác hổ đầu bóp cò, đột nhiên xuất hiện biến hóa để người ở chỗ này sửng sốt 1-2 giây. Diệp Thần Phong vẫn chú ý Tiết Thành Lễ nhất cử nhất động, ở Tiết Thành Lễ kéo cò súng chớp mắt, bóng người của hắn trong nháy mắt đi tới ác hổ trước mặt, đưa tay phải ra ngón trỏ cùng ngón giữa, đem cái kia viên uy lực mãnh liệt viên đạn, cho vững vàng kẹp ở 2 ngón tay trung gian. Tiết Thành Lễ 2 con mắt sợ hãi trừng mắt Diệp Thần Phong. Trên mặt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Nắm loại nhỏ súng lục bàn tay, không kìm lòng được bắt đầu run rẩy, đột nhiên giơ 2 lần đầu, hắn không thể tin được chính mình chứng kiến hình ảnh. Diệp Thần Phong lại dùng 2 ngón tay kẹp lấy viên đạn. Sao có thể có chuyện đó? Ở đây Thắng Thiên Hội cao tầng trên mặt kinh ngạc muốn ít hơn rất nhiều, dù sao bọn họ đều từng trải qua Diệp Thần Phong thủ đoạn. Mà ác hổ, Thiết Đầu cùng mèo rừng kinh ngạc không chút nào so với Tiết Thành Lễ ít. 3 người này trên trán bốc lên lít nha lít nhít mồ hôi lạnh, trong cổ họng sùng sục. Sùng sục ít ngụm nước. Diệp Thần Phong đem kẹp ở ngón tay gian viên đạn, tiện tay vứt tại trên mặt đất, nhìn Tiết Thành Lễ nói rằng, Tiết Thành Lễ, ta khuyên ngươi không muốn làm tiếp vô vị dẫy dụa, dễ dàng ra đi không phải rất tốt sao? Ác hổ, là ngươi động thủ, vẫn để cho ta tới. Ác hổ từ khiếp sợ phản ứng lại đây, nói rằng, hiệp hội trưởng. Tính mạng của hắn để cho ta tới xử lý, ta muốn chết cho ta huynh đệ một câu trả lời. Diệp Thần Phong gật gật đầu, đem Tiết Thành Lễ trong tay loại nhỏ súng lục đoạt lấy, nói rằng, mau mau đưa hắn lên đường thôi. Sau khi chúng ta còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, bằng không kinh thành mặt khác 2 đại bang hội cũng phải có động tác. Tiết Thành Lễ trong đầu trống rỗng, thực sự là Diệp Thần Phong thủ đoạn làm kinh sợ hắn, mãi đến tận nhấc theo dao bầu ác hổ đi tới trước mặt hắn. Đem đầu của hắn chặt bỏ đến, hắn cũng chưa kịp phản ứng. Tiết Thành Lễ chết rồi, Long Tứ Hội Tổng Hội bị công phá, Diệp Thần Phong chuẩn bị lâm thời ở Long Tứ Hội Tổng Hội bị chúng tổ chức một hội nghị, để Tiết Thành Lễ bọn họ thông báo Long Tứ Hội nguyên bản cao tầng, bây giờ Long Tứ Hội cao tầng sẽ không có người dám phản kháng Thắng Thiên Hội. Nửa giờ sau, Long Tứ Hội cao tầng lục tục đến Tổng Hội trong đại sảnh, bọn họ cũng đều biết Long Tứ sẽ là xong đời. Trong lòng từng người đánh tiểu toán bàn. Diệp Thần Phong nhìn một đám Long Tứ Hội cao tầng, nói rằng, từ giờ khắc này kinh thành liền không còn có Long Tứ Hội,
nếu như các ngươi muốn gia nhập Thắng Thiên hội ta Diệp Thần Phong phi thường hoan nghênh, nếu như các ngươi không muốn gia nhập Thắng Thiên biết, ta Diệp Thần Phong cũng sẽ không miễn cưỡng, phía dưới kính xin đại gia cho ta một cái chuẩn xác trả lời chắc chắn. Long tứ hội cao tầng từng cái thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, có một tên cao tầng đột nhiên hỏi, hiệp hội trưởng, người có bản lãnh gì có thể làm cho chúng ta thán phục? Để chúng ta cam tâm tình nguyện gia nhập Thắng Thiên hội. Đúng, hiệp hội trưởng, người muốn chúng ta gia nhập Thắng Thiên biết, chúng ta không có bất kỳ ý kiến gì, thế nhưng người tổng hẳn là muốn cho chúng ta người nơi này toàn bộ đối với người tâm phục khẩu phục chứ. Theo người thứ nhất Long tứ hội cao tầng mở miệng, còn lại Long tứ hội cao tầng cũng dồn dập đưa ra trong lòng nghi vấn. Diệp Thần Phong nhìn trước mặt một tấm dài 3 mét bàn hội nghị, bên trong thân thể kích phát cấp 8 linh hồn lực, mãi đến tận linh hồn lực ở trong người không ngừng cuồn cuộn thời điểm, bàn tay phải đột nhiên đánh về bàn hội nghị, cả trương bàn hội nghị nhẹ nhàng lay động hai lần sau khi, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đã biến thành một đống vụn gỗ, rải rác ở trên mặt đất. Diệp Thần Phong vỗ tay một cái, nói rằng, ta nghĩ thực lực của ta đại gia hẳn là không thể nghi ngờ. Mà đêm nay có thể thuận lợi như vậy bắt Long Tứ Hội Tổng Hội, cũng là ta nghĩ đi ra biện pháp, vì lẽ đó chí lực cũng tương đối khá, hiện tại các ngươi còn có vấn đề gì sao? Nếu như không muốn gia nhập Thắng Thiên Hội, lập tức có thể xoay người rời đi. Long Tứ Hội một đám cao tầng vẫn không có từ trong kinh ngạc phản ứng lại, nghĩ nếu như vừa nãy Diệp Thần Phong một trưởng vỗ ở tại bọn hắn trên người, thân thể của bọn họ sẽ biến thành một bãi thịt chưa sao? Trong lòng đối với Diệp Thần Phong sản sinh sợ hãi cùng tôn kính. Diệp Thần Phong thủ đoạn không thể nghi ngờ là đạt được những này Long Tứ Hội cao tầng tán đồng, đến cuối cùng hết thảy Long Tứ Hội cao tầng đều đồng ý gia nhập Thắng Thiên biết, có thể nói Thắng Thiên sẽ là hoàn toàn chiếm đoạt Long Tứ biết, hơn nữa còn không có ở kinh thành làm ra động tĩnh quá lớn đến. Từ giờ khắc này, chiếm đoạt Long Tứ Hội Thắng Thiên biết, ở thế lực trên mơ hồ vượt quá kinh thành mặt khác hai đại bang hội. Bây giờ nói Thắng Thiên sẽ là kinh thành đệ nhất đại bang hội cũng không quá đáng. Ở Thắng Thiên hội triệt để công phá Long Tứ hội tổng hội sau, máu nhuộm sẽ cùng Vạn Trượng hội mới chậm chạp nhận được tin tức này. Vạn Trượng gặp gỡ Trường Ân Phi Long trước tiên bấm máu nhuộm gặp gỡ Trường Hắc Mậu Ngạn điện thoại. Hắc hội trưởng, xem ra kế hoạch của chúng ta có thay đổi, ta làm sao cũng không nghĩ tới Long Tứ hội lại liền như thế bị Thắng Thiên hội giải quyết. Lấy Thắng Thiên hội bây giờ thế lực, chúng ta muốn đối phó Thắng Thiên hội nhất định phải bàn bạc kỹ càng. Điện thoại mới vừa chuyển được, Ân Phi Long liền nói ra ý nghĩ của chính mình. Ân hội trưởng, chúng ta muốn đối phó Thắng Thiên hội sự tình không thể lại kéo, ta sợ kinh thành đem biến thành thứ hai thiên hải, Long Tứ hội chính là chúng ta không thể tốt hơn ví dụ, chúng ta vẫn là đánh giá thấp Thắng Thiên hội. Hắc Mậu Ngạn tâm tình cũng không thế nào được. Nguyên bản dựa theo kế hoạch ngày mai bọn họ tam đại bang hội sắp sửa đồng thời giải quyết Thắng Thiên hội, ai biết trên đường sẽ phát sinh to lớn như vậy biến cố. Hắc hội trưởng, Thắng Thiên hội vừa mới vừa chiếm đoạt Long Tứ biết, bọn họ phải cần một khoảng thời gian tiêu hóa, vì lẽ đó ta khẳng định Thắng Thiên hội tuyệt đối sẽ không lỗ mãng nhiên đối với chúng ta ra tay, chúng ta nhất định phải muốn một cái không có sơ hở nào biện pháp, càng là ở ngàn cân treo sợi tóc, chúng ta càng là phải tỉnh táo, như vậy đi. Chờ chúng ta ngày mai gặp mặt lại cẩn thận ngẫm lại biện pháp. Ân Phi Long ngữ khí nghiêm nghị nói rằng. Chương 436, ba tên thiên giai cổ võ giả mặt trời mới mọc lên ở phương đông. Kinh thành trải qua đêm qua một buổi tối nước mưa thoải mái, trong không khí tràn ngập một luồng cỏ xanh mùi vị. Thắng Thiên hội chiếm đoạt Long Tứ hội tin tức, dường như mọc ra cánh chim nhỏ, nhanh chóng ở kinh thành thế lực dưới đất bên trong truyền ra. Không ai từng nghĩ tới ngăn ngắn một buổi tối công phu, Thắng Thiên hội lại có thể chiếm đoạt Long Tứ hội. Ở rất nhiều kinh thành thế lực dưới đất xem ra, nếu như thế cuộc lại chiếu như thế tiếp tục phát triển, Thắng Thiên hội thống nhất kinh thành thế lực dưới đất tháng ngày hẳn là không xa. Diệp Thần Phong xử lý xong Thắng Thiên hội sự tình sau, liền trở lại Diệp gia biệt thự nghỉ ngơi, mới ngủ ngăn ngắn 3 tiếng, liền lên sớm rèn luyện, dọc theo bên ngoài biệt thự chạy 3 vòng sau khi trở lại. Phát hiện Vũ lão gia Vũ An Quốc không biết lúc nào đi tới Diệp gia. Đang ngồi ở trên bàn ăn cùng Diệp lão gia tử đàm luận cái gì. Diệp lão gia tử thấy Diệp Thần Phong sớm rèn luyện trở về, hướng về Diệp Thần Phong vẫy vẫy tay, nói rằng, Thần Phong, ngươi ngày hôm qua vài điểm trở về. Tiểu tử ngươi là càng ngày càng không an phận a.
kinh thành thế lực dưới đất hiện tại khẳng định lại vỡ tổ chứ. Phóng không ít tự. Diệp Thần Phong đi tới Diệp lão gia tử bên cạnh, lấm lấm liệt liệt ngồi xuống, tiện tay cầm lấy ngược lại tốt sữa bò, uống một hớp, mới nói, ra ra, tin tức về ngươi thật là đủ linh thông, có phải là chuẩn bị hướng về ta hưng binh vấn tội? Diệp lão gia tử cười vươn ngón tay điểm một cái Diệp Thần Phong đầu, nói rằng, tiểu tử ngươi vừa mới ở quốc tế y học giao lưu tái trên làm náo động lớn, đảo mắt lại bị ngươi quyết định Long Tứ Hội. Ra ra ta làm sao nói cho ngươi? Ngươi hiện tại phải khiêm tốn một điểm, ở kinh thành rất nhiều người cũng không thích nhìn thấy chúng ta Diệp gia có người nối nghiệp, bọn họ nhất định sẽ đem đầu mâu nhắm ngay ngươi. Diệp Thần Phong không quá tán thành lão gia tử lời giải thích, ra ra, nguyên bản ta cũng cùng ngươi là như thế ý nghĩ, thế nhưng ba mẹ ta cái kia trường tai nạn xe cộ hung thủ sau màn, chậm chạp không có lại ra tay với ta, nếu bọn họ không muốn ra tay với ta, như vậy ta liền muốn lấy đầy đủ kiêu căng đến hấp dẫn ánh mắt của bọn họ. Để bọn họ không xuất thủ không được đối phó ta, ta cũng chỉ là muốn nhanh lên một chút tìm tới hung thủ sau màn mà thôi. Ai tương đương Diệp lão gia tử thở dài một hơi, nói rằng, Thần Phong a, ngươi quá lỗ mãng, ta biết ngươi hiện tại thân thủ rất tốt, nhưng là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, đạo lý ngươi không hiểu sao. Huống chi thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ngươi có thể xác định lấy thực lực của ngươi bây giờ đang đối mặt bất kỳ nguy hiểm nào thời điểm cũng có thể tự vệ sao? Phóng không khiêu tự. Ra ra, sau đó ta sẽ cẩn thận làm việc. Diệp Thần Phong biết lão gia tử nói vô cùng có lý, nhưng mà cha mẹ hắn cái kia trường tai nạn xe cộ, trước sau là trong lòng của hắn một cái kết, hắn muốn mau chóng vì hắn cha mẹ báo thù. Trấn Hồng, người cũng đừng giáo huấn thần ngọn núi, ta tin tưởng Thần Phong có thể bảo vệ tốt chính mình, ngăn ngắn một đêm thời gian liền chiếm đoạt Long Tứ, biết, ở toàn bộ kinh thành có ai có thể làm được. Thần Phong, ngươi cho chúng ta hai cái lão giả thấu cái để, ngươi chuẩn bị để ngươi sáng tạo thắng thiên hội phát triển tới trình độ nào? Vũ An Quốc rất là tò mò nghi vấn nói. Vũ gia gia, nếu như có thể ta không riêng muốn thống nhất nước Hoa thế lực dưới đất, ta còn muốn thống nhất toàn thế giới thế lực dưới đất, mỗi cái quốc gia đều có ở bề ngoài chế độ, cùng lén lút chế độ, này hai loại chế độ là duy trì cân bằng, nếu lén lút chế độ hội vĩnh viễn tồn tại. Như vậy ta thì tại sao không đem loại này tổng chế độ thống nhất lên đây? Nếu như ta thật sự có thể đi tới bước đi kia, ta tin tưởng đây đối với nước Hoa tới nói, cũng là có bách lợi mà không một hại. Diệp Thần Phong nói ra bên trong lòng mình dự định. Diệp lão gia tử cùng Vũ lão gia dồn dập gật đầu, Diệp Thần Phong nói phi thường chính xác, nếu như tương lai một ngày nào đó hắn có thể thống nhất toàn thế giới thế lực dưới đất, đôi này, chuyện này đối với nước Hoa tới nói là một chuyện tốt. Đến vào lúc ấy toàn thế giới thế lực dưới đất nắm giữ ở Diệp Thần Phong trong tay, cũng là bằng là nắm giữ ở nước Hoa trong tay, dù sao Diệp Thần Phong là người nước Hoa cũng là có thể lợi dụng này cỗ thế lực khổng lồ đến hạn chế những quốc gia khác, thế nhưng phải đi đến bước đi kia thật sự vô cùng khó khăn. Thần Phong, người muốn làm bất cứ chuyện gì, gia gia ta tuyệt đối ủng hộ ngươi, chỉ là mọi việc đều muốn bảo đảm an toàn của mình, gia gia ta cũng lại thương tâm không nổi. Ngươi có thể đáp ứng ta sao? Phóng không khiêu tự, Diệp lão gia tử biết Diệp Thần Phong tương lai phải đi chính là một cái ra sao lộ. Chỉ cần thống nhất nước Hoa thế lực đã phi thường gian nan, càng bị bảo là muốn thống nhất toàn thế giới thế lực dưới đất. Gia gia, ngươi nói thương cảm như vậy làm gì? Ngươi yên tâm được rồi, tương lai chờ ngươi về hưu, ta mỗi ngày cùng ngươi chơi cờ, lại cho ngươi nhiều sinh mấy cái tôn tử tôn nữ, để ngươi mỗi ngày đều nhạc nhạc ha ha. Diệp Thần Phong nhìn thấy Diệp lão gia tử thương cảm dáng dấp, trong lòng một trận xúc động. Đúng rồi, Thần Phong, người cùng Hiểu Phỉ dự định lúc nào kết hôn? Đông Kiện cùng Mẫn Yến hôn lễ định ở tháng sau, đến thời điểm Đông Kiện còn muốn tìm ngươi khi, làm bạn lang, người cùng Hiểu Phỉ cũng nắm chặt chút thời gian đi. Diệp lão gia tử thu thập một thoáng tâm tình, cười nói. Lúc này Trấn Hồng là nói đến điểm quan trọng, giọt lên, Thần Phong. Ngươi cùng Hiểu Phỉ thêm đem kính, tranh thủ để Hiểu Phỉ mang thai hài tử, ta cùng gia gia ngươi nhưng là vẫn ở ngóng trông ngày đó đến, hai người các ngươi hôn lễ đúng là bất cứ lúc nào cũng có thể cử hành. Vũ lão gia cười nói, xem ra hắn cũng là vội vã muôn ôm ngoại tôn. Gia gia, Vũ gia gia, chuyện như vậy có thể cưỡng cầu không, bất quá, ta sẽ cùng Hiểu Phỉ đồng thời thêm đem kính, hai người các ngươi lão cũng không muốn đều là bận tâm những chuyện này. Hai người các ngươi nói thế nào cũng là nước Hoa cao tầng,
hẳn là muốn quan tâm nhiều hơn quan tâm quốc gia trên sự tình chứ. Võng không ít tự. Diệp Thần Phong tiện tay cầm lấy một mảnh bánh mì nhét vào trong miệng, tiếp tục nói, ra ra, Vũ ra ra, ngày hôm qua ngủ không ngon, ta lại đi ngủ một cái hấp lại giác, hai người các ngươi chậm rãi tán gẫu. Nói, Diệp Thần Phong liền hướng đi lên lầu. Thần Phong tiểu tử này để ta lo lắng ha. Hắn càng yêu tú ta liền càng sợ sệt. Diệp lão gia tử nhìn Diệp Thần Phong đi tới lầu bóng lưng thấp giọng nói rằng. Trấn Hồng, con cháu tự có con cháu phúc, hiện nay Thần Phong mỗi ngày đều ở kinh thành, bằng vào chúng ta hai nhà ở kinh thành thế lực, ta nghĩ mới có thể bảo vệ tốt hắn, huống chi ngươi cho rằng Thần Phong cần chúng ta bảo vệ sao. Cho nên nói ngươi không muốn tự tìm phiền não rồi. Vũ lão gia thở dài một hơi nói rằng. Kinh thành phi trường quốc tế, một chiếc từ phía nam bay tới máy bay chậm rãi hạ xuống. Theo máy bay hạ xuống, các khách nhân dồn dập từ trên phi cơ đi xuống, ở này một nhóm người quần bên trong nhất là mắt sáng phải kể tới ba cái người đàn ông trung niên. Này ba cái người đàn ông trung niên ăn mặc vô cùng cổ điển, phảng phất là từ phim võ hiệp bên trong đi ra. Ba người này đến từ cổ vũ giới bên trong. Lần này đi tới trong thế tục là vì báo thù, lúc trước chết ở Diệp Thần Phong trong tay cổ vũ giới cao thủ Đầm Nước cùng Lại Khang, là bọn họ trong môn phái người, Đầm Nước cùng Lại Khang nguyên bản thông qua Ngô Châu Hứa gia Hứa Bằng phi bàn tay khống Hứa gia, đồng thời mỗi một chu cũng sẽ cùng trong môn phái liên hệ một lần. Mà Đầm Nước cùng Lại Khang đã có thật dài một quãng thời gian không có liên hệ chính mình môn phái, để trong môn phái người bắt đầu sản sinh hoài nghi. Đang điều tra sau khi mới biết được Ngô Châu Hứa gia diệt vong, Đầm Nước cùng Lại Khang cũng đi gặp Diêm Vương gia, điều này làm cho bọn họ vị trí môn phái là rất là sự phẫn nộ, lúc nào trong thế tục người có thể khiêu chiến cổ vũ giới uy nghiêm. Liền Đầm Nước cùng Lại Khang môn phái liền phái ra ba người này, để giải quyết thật chuyện này. Ba người này phân biệt gọi Đinh Hải Tinh, Trịnh Tu Ôn Hòa Trịnh Tu Sa, trong đó Trịnh Tu Ôn Hòa Trịnh Tu Sa là sinh đôi huynh đệ. Tướng mạo hầu như là giống nhau như đúc. Đinh Hải Tinh là ba người này trung niên linh to lớn nhất cũng là thực lực cao nhất một cái, một thân thực lực đạt đến thiên giai trung phẩm, mà Trịnh Tu Ôn Hòa Trịnh Tu Sa hai anh em sinh đôi này huynh đệ thực lực, muốn so với Đinh Hải Tinh kém hơn như vậy một cấp độ, thực lực của hai người chỉ có đạt đến thiên giai hạ phẩm. Bọn họ đã điều tra rõ ràng giết chết Đầm Nước cùng Lại Khang chính là kinh thành Diệp gia Diệp Thần Phong, tuy rằng Diệp gia là kinh thành gia tộc lớn. Thế nhưng đối với bọn hắn cổ vũ giới môn phái tới nói, căn bản chưa hề đem trong thế tục gia tộc lớn để ở trong mắt, lần này ba người bọn họ từ cổ vũ giới đi ra, mục đích chỉ có một cái, vì là chính là giết chết Diệp Thần Phong. Ninh Sư Huynh, chúng ta là trước tiên tìm một nơi ở lại đây. Vẫn là trực tiếp đi giết Diệp Thần Phong, Trịnh Tu Bình mở miệng hỏi. Ninh Hải Tinh nói rằng, tuy rằng chúng ta không cần đem giới trần tục gia tộc lớn để ở trong mắt, thế nhưng nếu chúng ta đi tới thế tục, như vậy vẫn là biết điều làm việc khá là ổn thỏa, chỉ cần cuối cùng có thể giết Diệp Thần Phong là được, chúng ta trước tiên tìm cái quán trọ dàn xếp lại. Chương 437, Sống và Chết. Mấy ngày nay Vũ Hiểu Phỉ công tác trên khá là bận rộn, mỗi ngày đều không thể đúng giờ trở về ăn cơm, Diệp lão gia tử tối nay cũng bị lâm thời gọi đi tổ chức một hội nghị, mà Diệp Thần Phong tiểu thúc hiệp Đông Kiện hầu như là mỗi ngày cùng Ninh Mẫn Yến chán cùng nhau. Hai người đang đứng ở luyến ái hừng hực kỳ. Liền chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí nhìn thấy trống rỗng Diệp ra phòng khách, hắn chuẩn bị đi ra bên ngoài tùy tiện giải quyết dừng lại, một trận cơm tối. Kinh thành buổi tối náo nhiệt mà lại náo động, Diệp Thần Phong cơm nước no nê sau, thần thái lười nhác từ một nhà trong quán ăn đi ra, vừa mới đi ra tiệm cơm, Diệp Thần Phong liền cảm giác được sau lưng thật giống có ai ở theo dõi hắn. Thế nhưng quay đầu lại vừa không có phát hiện khả nghi mục tiêu, Diệp Thần Phong trực giác luôn luôn phi thường chuẩn xác, chuyện này chỉ có thể nói rõ đối phương là cao thủ. Diệp Thần Phong do dự chỉ chốc lát sau, dưới chân bước tiến vẫn là hướng về xa xa một cái hẻm nhỏ đi đến, khi hắn đi vào ngõ nhỏ sau, lập tức lạnh giọng nói rằng tất yếu trốn trốn tránh tránh sao. Lẽ nào các ngươi không mặt mũi gặp người? Có thể phát hiện tung tích của chúng ta, người quả nhiên có chút thực lực. Xem ra Đầm Nước cùng Lại Khang chết ở trên tay ngươi không oan. Ba đạo bóng người xuất hiện ở đầu hẻm, chậm rãi đi vào trong ngõ hẻm, ba người này dù là Đinh Hải Tinh, Trịnh Thu Ôn Hòa Trịnh Thu Sa, ba người bọn hắn đến kinh thành sau, liền tìm tới Diệp gia biệt thự, đang nhìn đến Diệp Thần Phong rời đi Diệp gia sau, ba người bọn hắn liền một đường theo dõi,
cuối cùng cũng coi như tìm tới một cái đối với Diệp Thần Phong cơ hội động thủ. Đầm nước, Lại Khang, các ngươi là người nào? Diệp Thần Phong cũng không biết lúc trước chết ở trong tay hắn hai cái cổ vũ cao thủ tên. Ninh Hải Tinh nói rằng, lúc trước trợ giúp Ngô Châu Hứa ra hai tên cổ vũ giới bên trong người, hẳn là ngươi giết chết chứ. Võng không ít tự hai người bọn họ là chúng ta sư đệ, chúng ta môn phái tên là Lạnh Hải Các, ở cổ vũ giới bên trong có nhất định địa vị, ngươi không nên nghĩ muốn phủ nhận, nếu như chúng ta không có tự tin 100% nhận định ngươi là hung thủ, chúng ta chắc chắn sẽ không tìm tới ngươi, hiện tại ngươi còn có nói cái gì muốn nói. Coi như làm là lâm chung di ngôn. Nguyên lai các ngươi nói chính là cái kia hai tên này, hai người bọn họ là chết chưa hết tội. Xem ra hôm nay các ngươi cũng không chuẩn bị buông tha ta. Diệp Thần Phong hai con mắt ngưng lại, hắn cảm giác được đứng ra trước thực lực của ba người này vô cùng mạnh mẽ, thậm chí hắn khả năng không phải đối thủ của đối phương, thế nhưng đối phương sẽ thả hắn an ổn rời đi sao? Giờ khắc này ngoại trừ nhắm mắt một trận chiến ở ngoài, không có biện pháp nào khác. Tiên hạ thủ vi cường. Diệp Thần Phong trong cơ thể cấp 8 linh hồn lực lăn lộn, hai chân đột nhiên đạp. Dường như một con báo săn bình thường đánh về phía Đinh Hải Tinh chờ ba người, tốc độ phi thường nhanh. Trịnh Tu Ôn Hòa Trịnh Tu Sa hai anh em sinh đôi này huynh đệ quay về Đinh Hải Tinh nói rằng, Đinh Sư Huynh, tiểu tử này liền giao cho chúng ta hai cái đối phó rồi, người ngay khi một bên xem thật kỹ hí đi. Trịnh Tu Sa cùng Trịnh Tu Bình chặn lại rồi Diệp Thần Phong đường đi, hai người đồng thời vung quyền từ bên trái cùng bên phải, phân biệt đánh về phía Diệp Thần Phong huyệt Thái Dương. Quyền phong vù vù, có thể thấy được này hai huynh đệ cú đấm này trước diện ẩn chứa bao lớn sức mạnh rồi. Đối mặt Trịnh Tu Ôn Hòa Trịnh Tu Sa nắm đấm, Diệp Thần Phong không né không tránh, mà là đồng dạng nắm chặt song quyền vung đi ra ngoài, chuẩn bị cùng này hai huynh đệ tới một lần cứng đối cứng. Hành tương đương, Trịnh Tu Ôn Hòa Trịnh Tu Sa hai anh em sinh đôi này huynh đệ, có cảm giác trong lòng đồng thời hừ lạnh một tiếng, nắm đấm thế như trẻ che đánh về Diệp Thần Phong nắm đấm. Ầm, ầm. Hai tiếng vang trầm truyền ra, Diệp Thần Phong nắm đấm cùng Trịnh Thị huynh đệ nắm đấm chạm nhau chạm trước mắt, Diệp Thần Phong hai cái cánh tay một trận tê dại, dưới chân bước chân liên tiếp lui về phía sau 5-6 bước mới ổn định. Hả? Diệp Thần Phong sức mạnh bùng lên, để Trịnh Thị huynh đệ trong lòng cũng một trận kinh ngạc, hai người bọn họ tuy rằng thực lực đều chỉ có thiên giai hạ phẩm, thế nhưng hai người bọn họ là sinh đôi, phối hợp lại hết sức ăn ý. Hai người gộp lại thực lực có thể đạt đến thiên giai trung phẩm cấp độ. Trước mắt Diệp Thần Phong linh hồn lực như trước là dừng lại ở cấp 8 trình độ, lấy thực lực bây giờ của hắn đối phó thiên giai hạ phẩm cổ vũ cao thủ không thành vấn đề, đối phó phía chân trời trung phẩm cổ vũ cao thủ liền có lòng không đủ lực. Lần trước đầm nước là lợi dụng bí thuật mới đưa thực lực tăng lên tới thiên giai trung phẩm hơn nữa có sử dụng thời hạn, vì lẽ đó lần trước Diệp Thần Phong chỉ cần kéo thời gian là được. Thế nhưng lần này không thể thực hiện được, Trịnh Thị huynh đệ liên hợp công kích thực lực giống như là thiên giai trung phẩm, hơn nữa Đinh Hải Tinh còn ở bên cạnh xem cuộc vui, Diệp Thần Phong bước đầu phỏng chừng Đinh Hải Tinh thực lực không thể so với Trịnh Thị hai huynh đệ người liên hợp lại thực lực kém, cho nên dưới mắt Diệp Thần Phong có tránh né mũi nhọn ý nghĩ, đây là hắn sống lại tới nay lần thứ nhất muốn lùi bước. Ta khuyên ngươi không cần có đào tẩu ý nghĩ, ngươi cho rằng có thể chạy thoát được tay của chúng ta lòng bàn tay sao? Võng không khiêu tự, Ninh Hải Tinh liếc mắt là đã nhìn ra Diệp Thần Phong trên mặt vẻ do dự, trong miệng hí ngược nói rằng. Trải qua Ninh Hải Tinh như thế vừa đề tỉnh, Diệp Thần Phong đầu trong nháy mắt tỉnh táo không ít, một mực lùi bước không phải nam nhân cách làm, huống chi hiện tại không phải lùi bước liền có thể giữ được tính mạng, lùi bước là tử, không thối lui đồng dạng là tử, thà rằng như vậy, Diệp Thần Phong không bằng đem tính mạng ném ra sau đầu. Oanh oanh liệt liệt cùng này ba cái khốn kiếp làm trên một hồi. Ở Diệp Thần Phong suy nghĩ lung tung thời khắc, Trịnh Thị huynh đệ lần thứ hai áp sát, hai người bàn tay biến thành móng vuốt, khí thế mãnh liệt hướng về Diệp Thần Phong cánh tay chộp tới. Diệp Thần Phong đột nhiên vung quyền, đem bên trong thân thể sức mạnh mức độ lớn nhất phát huy đi ra, Trịnh Thị huynh đệ móng vuốt nắm lấy Diệp Thần Phong nắm đấm, dùng sức sau này một chảo. Diệp Thần Phong hai nắm đấm trên nhất thời xuất hiện 5 cái vết máu thật sâu, này vẫn chưa xong, Trịnh Thị huynh đệ nắm chắc thời cơ này, móng vuốt lần thứ hai biến thành nắm đấm, hướng về Diệp Thần Phong ngực đánh tới. Diệp Thần Phong biến sắc mặt, không lo được trên mu bàn tay đau đớn, thân thể đi xuống một tồn, tránh thoát Trịnh Thị huynh đệ nắm đấm đồng thời,
một cái tảo đường thối đá hướng về phía Trịnh thị huynh đệ hai chân. Ầm, Trịnh thị huynh đệ thân thể một cái lay động, lúc này đúng là bị Diệp Thần Phong chiếm đi rẻ, hai huynh đệ chỉ cảm thấy hai chân bên trong một trận tê dại, lui về phía sau hai bước, rời đi Diệp Thần Phong phạm vi công kích. Hai người các ngươi cho ta lui ra, còn tiếp tục như vậy muốn cái gì thời điểm mới có thể đưa tiểu tử này ra đi. Tiểu tử này ngược lại thật sự là có chút bản lĩnh, để cho ta tới cùng hắn vui đùa một chút. Ninh Hải Tinh bắt đầu đối với Diệp Thần Phong thấy hứng thú. Trịnh thị huynh đệ nghe được Ninh Hải Tinh lên tiếng, hai người chỉ có thể lòng không cam tình không nguyện lui sang một bên đi. Trịnh thị hai huynh đệ người liên hợp công kích, tuy rằng có thiên giai trung phẩm cao thủ uy lực, nhưng dù sao hai người bọn họ không phải thiên giai trung phẩm cao thủ, mà Ninh Hải Tinh thực lực hàng thật đúng giá đạt đến thiên giai trung phẩm, thậm chí mơ hồ có muốn đột phá đến thiên giai thượng phẩm cấp độ. Nói cách khác, nếu như Ninh Hải Tinh cùng Trịnh thị huynh đệ đối chiến, Ninh Hải Tinh chắc chắn ở trong vòng 5 phút đem Trịnh thị huynh đệ đưa đi thấy Diêm Vương gia. Ninh Hải Tinh ánh mắt khóa chặt lại Diệp Thần Phong, bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở Diệp Thần Phong trước người, thậm chí Diệp Thần Phong vẫn không có phản ứng lại, ầm. Một tiếng, Ninh Hải Tinh một quyền tầng tầng đánh vào Diệp Thần Phong ngực, Diệp Thần Phong thân thể dường như diều đứt dây, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể va chạm ở trong ngõ hẻm trên vách tường. Lần này mới thật sự là thiên giai trung phẩm đỉnh điểm cao thủ thực lực. Diệp Thần Phong cố nén đau đớn trên thân thể, từ trên mặt đất đứng lên, dùng mờ u bàn tay lau vết máu ở khóe miệng, trên mặt vẻ mặt càng thêm nghiêm nghị, xem ra thực lực đến một đời trước đỉnh điểm cấp 8 linh hồn lực, nhưng vẫn là không đủ, hàm răng chăm chú cắn môi, từng tia máu tươi từ trên môi tràn ra ngoài, càng như vậy bước ngoặt sinh tử. Liền càng là muốn duy trì đầu óc tỉnh táo, bằng không khẳng định là chắc chắn phải chết. Trong thế tục có thể xuất hiện như ngươi vậy cao thủ, thực sự là để ta cảm thấy kinh ngạc, nếu không là ngươi giết chúng ta trong môn phái đệ tử, ta cũng thật sự muốn đem ngươi dẫn tiến cho sư môn đây. Đáng tiếc a, thực sự là đáng tiếc rồi, Ninh Hải Tinh thở dài nói rằng. Diệp Thần Phong trong lỗ mũi cùng trong miệng khí tức có chút hỗn loạn, ngực hơi trên dưới phập phồng. Song quyền chăm chú nắm long, 10 cái đầu ngón tay đều rơi vào trong lòng bàn tay, hắn còn chưa thể chịu thua, tuyệt đối không thể chịu thua. Tuyệt cảnh có thể phá hủy người ý chí lực, tương tự có thể kích thích ra người ý chí lực, mà Diệp Thần Phong là người sau, một trái tim từ từ kiên định lên, trên người chiến ý càng ngày càng nồng nặc, trong cơ thể khí thế đang không ngừng kéo lên, cấp 8 linh hồn lực trong nháy mắt đến đỉnh cao nhất. Thời khắc này, Diệp Thần Phong trong đầu bị một chữ cho lấp kín. Chiến. Chiến, chiến. Chương 438, cuồng bạo cấp 9 linh hồn lự trả. Diệp Thần Phong trong cơ thể khí thế lần thứ hai kéo lên, để Ninh Hải Tinh lại một lần nữa kinh ngạc, bất quá, tùy theo thay thế được chính là khóe miệng một vệt như có như không ý cười. Hắn không phải không thừa nhận Diệp Thần Phong xác thực rất mạnh, hắn ở Diệp Thần Phong cái tuổi này thời điểm, thực lực thậm chí còn không có Diệp Thần Phong cao, như Diệp Thần Phong như vậy tuổi. Nắm giữ như vậy thực lực, coi như phóng tới cổ vũ giới đi vậy là thiên chi kiêu tử, vừa nghĩ tới như vậy thiên chi kiêu tử lập tức sẽ chết ở trên tay của hắn, Ninh Hải Tinh trong lòng thì có một loại không tên vui vẻ. Lạnh Hải Các, ta Diệp Thần Phong nhớ kỹ, một ngày nào đó ta hội tiến vào cổ vũ giới để Lạnh Hải Các môn phái này, từ trên thế giới biến mất. Diệp Thần Phong vừa nói chuyện phân tán Ninh Hải Tinh sự chú ý, một bên trong cơ thể âm thầm tập trung linh hồn lực. Tiểu tử. Nói chuyện trước muốn cân nhắc một chút chính mình có năng lực gì. Ngươi lập tức liền muốn đi gặp Diêm Vương gia, ngươi hay là có thể đi Diêm Vương điện trên khóc tố một phen. Ninh Hải Tinh cười lạnh nói. Khi làm, Diệp Thần Phong đem trong cơ thể linh hồn lực điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất sau, thân thể dường như rời dây cung cung tên, giống như vậy, dưới chân bước tiến quỷ bí khó lường, dường như phập phù u linh, cấp tốc chạy về phía Ninh Hải Tinh. Thời gian nháy mắt, Diệp Thần Phong liền xuất hiện ở Ninh Hải Tinh trước người, ác liệt một quyền hướng về Ninh Hải Tinh mặt ném tới. Ninh Hải Tinh xem thường liếc mắt nhìn Diệp Thần Phong, cũng không có lựa chọn né tránh, trực tiếp xòe bàn tay ra để ngăn cản Diệp Thần Phong nắm đấm. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần Phong nắm đấm bên trong bắn ra một đạo ánh bạc, nhanh chóng hướng về Ninh Hải Tinh mắt phải vọt tới. Ninh Hải Tinh phản xạ có điều kiện đầu hơi phiến diệt, nguyên bản bắn về phía hắn mắt phải ngân châm. Bắn vào hắn lỗ tai phải trên, đem hắn lỗ tai phải bắn cái đối với xuyên. Diệp Thần Phong thấy Ninh Hải Tinh tránh thoát công kích,
trong lòng một trận thất vọng, cùng Đinh Hải Tinh cao thủ như vậy quyết đấu, hắn chỉ có thể dùng thủ xảo phương thức, ai biết vẫn bị đối phương cho tránh thoát. Lỗ tai phải bị bắn thủng, Đinh Hải Tinh phẫn nộ rồi, hai con mắt trở nên cực kỳ âm trầm, không có tâm tư lại bồi tiếp Diệp Thần Phong chơi, đột nhiên vượt trước hai bước, vai hướng về trước đưa tới, tầng tầng va chạm ở Diệp Thần Phong ngực. Diệp Thần Phong ngực một muộn, trong óc hơi có chút mơ hồ, Đinh Hải Tinh thừa cơ hội này điên cuồng bắt chuyện Diệp Thần Phong, từng quyền nện ở Diệp Thần Phong trên ngực, rất nhanh Diệp Thần Phong ngực xương hơi có một ít ao hãm xuống. Đinh Hải Tinh lại nắm lên Diệp Thần Phong hai cái cánh tay, dùng sức một ninh, răng rắc, răng rắc, răng rắc tiếng xương gãy vang vọng ở trong không khí, Diệp Thần Phong hai cái cánh tay bên trong xương hoàn toàn bị bẻ gãy. Đinh Hải Tinh như trước không có dừng tay ý tứ, vung ra chí mạng tính một quyền, ầm. Một tiếng, đập ầm ầm ở Diệp Thần Phong nơi tim, Diệp Thần Phong trong miệng máu tươi phun mạnh, trong tròng mắt vẻ mặt từ từ mờ đi, thân thể chậm rãi sau này đổ tới. Diệp Thần Phong nhịp tim trở nên càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm, mãi đến tận ở một cái nào đó trong nháy mắt đột nhiên đình chỉ, cả người sinh cơ hoàn toàn biến mất rồi. Ninh Hải Tinh liếc mắt nhìn đoạn khí Diệp Thần Phong, đem lỗ tai phải trên ngân châm nhổ xuống, quát lên, ta đã quên có bao nhiêu năm không có được quá tổn thương. Tiểu tử ngươi mặc dù là đánh lén thế nhưng ta thừa nhận ngươi phi thường có thực lực, nếu để cho ngươi sống thêm xuống, hay là 5 năm, 10 năm sau, ngươi thật sự có thể leo lên cổ vũ giới đỉnh điểm, đáng tiếc ngươi không có cơ hội này. Ninh sư huynh, ngươi cũng quá không cẩn thận rồi chứ. Võng không ít tự lại bị tên tiểu tử này cho thương tổn được. Trịnh Thu Bình đi lên trước nói rằng. Ninh Hải Tinh không vui nói, nếu như là hai người các ngươi đối mặt tiểu tử này đánh lén, hiện tại hẳn là đã đi gặp Diêm Vương gia, tiểu tử này thực lực không có các ngươi nghĩ tới đơn giản như vậy, xem ra giới trần tục bên trong người cũng không thể coi thường a. Được rồi, tiểu tử này đã ngỏm rồi, vừa nãy cuối cùng một quyền ta đập vỡ tan trái tim của hắn, thi thể của hắn liền vứt tại nơi này đi. Hắn thật giống là kinh thành gia tộc lớn Ních hệ tử tôn, ngày mai nên xuất hiện ở tin tức đầu đề trên. Ninh Hải Tinh cười nói. Giữa lúc Đinh Hải Tinh chờ ba người cất bước hướng về ngõ nhỏ bên ngoài đi đến thời điểm, phù phù. Phù phù, Diệp Thần Phong đình chỉ trái tim lại như kỳ tích khôi phục nhảy lên. Diệp Thần Phong hiện tại rơi vào một vùng tăm tối bên trong thế giới, xa xa có từng tia một ánh sáng, hắn không ngừng hướng về ánh sáng địa phương chạy, thế nhưng cái kia từng tia một ánh sáng phảng phất cách hắn càng ngày càng xa. Diệp Thần Phong cắn chặt hàm răng, chạy trốn tốc độ càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng hắn không cảm giác được hai chân chi giác, nhắm mắt lại tiến hành cuối cùng nỗ lực, mãi đến tận trong thân thể không sử dụng ra được bất kỳ một tia sức mạnh, chờ hắn lần thứ hai mở hai mắt ra thời điểm, hắn phát hiện chu vi trở nên cực kỳ sáng sủa, khóe miệng chậm rãi hiện lên một vệt vui sướng nụ cười. Trong ngõ hẻm, ngã trên mặt đất Diệp Thần Phong, trái tim nhảy lên tốc độ càng lúc càng nhanh, không gì phá nổi cấp 8 linh hồn lực xuất hiện một đạo chỗ hổng. Một luồng sức mạnh mới ở Diệp Thần Phong trong thân thể tràn ngập ra, chữa trị hắn phá nát trái tim, ngực gãy vỡ xương, hai cái bị bẻ gãy cánh tay. Bàng bạc cấp 9 linh hồn lực từ Diệp Thần Phong trong cơ thể đã xảy ra là không thể ngăn cản tràn ra ngoài, trên người hắn bị một luồng nhàn nhạt bạch quang che giấu, vừa đi tới đầu hẻm Đinh Hải Tinh chờ ba người nhận ra được trong ngõ hẻm biến hóa, đình chỉ bước chân, xoay người lại nhìn về phía u ám trong ngõ hẻm. Làm gì như thế vội vã đi, ta vẫn không có cố gắng bắt chuyện các ngươi thì sao? Âm thanh vừa ở Đinh Hải Tinh đám người bên tai vang lên, tiếp theo, Diệp Thần Phong bóng người liền xuất hiện ở bọn họ ba người trước mặt, khóe miệng nứt ra một vệt nụ cười, lộ ra hàm răng trắng noãn. Sao có thể có chuyện đó? Tại sao lại như vậy? Vừa nãy Đinh Hải Tinh rõ ràng xác định Diệp Thần Phong đã vô sinh kỳ, trước mắt Diệp Thần Phong rồi lại không thể tưởng tượng nổi sống lại. Hơn nữa trên người còn để lộ ra một luồng sức mạnh đáng sợ, để Đinh Hải Tinh cảm giác được hơi thở của cái chết. Đùng! Ở Đinh Hải Tinh ngây người thời khắc, Diệp Thần Phong trực tiếp giơ bàn tay lên, một cái tát phiến hướng về phía Đinh Hải Tinh khuôn mặt, Đinh Hải Tinh nửa bên mặt bằng bị đánh cho ao hãm xuống, trong miệng phun ra mấy viên nát tan nha. Đùng! 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 Diệp Thần Phong quạt Đinh Hải Tinh bạt tai. Vừa còn lực ép Diệp Thần Phong Đinh Hải Tinh, trước mắt ở Diệp Thần Phong trước mặt không còn sức đánh trả chút nào,
Mãi đến tận cuối cùng Đinh Hải Tinh đầu bị Diệp Thần Phong lòng bàn tay cho thiểm bạo, đây là một loại biết bao máu tanh hình ảnh. Diệp Thần Phong vẩy vẩy trên bàn tay máu tươi cùng óc hỗn hợp vật, trải qua lần này ở bên bờ tử vong trên đi rồi một vòng, thực lực của hắn thuận lợi đột phá đến cấp 9 linh hồn lực, lấy thực lực bây giờ của hắn đối chiến thiên giai thượng phẩm cao thủ không thành vấn đề, chớ nói chi là Đinh Hải Tinh chỉ là thiên giai trung phẩm thực lực, đương nhiên là chỉ có bị hắn ngược phần. Đứng ở Đinh Hải Tinh bên cạnh Trịnh Thị huynh đệ triệt để mắt choáng váng, hai con mắt sợ hãi nhìn kỹ Diệp Thần Phong, hai chân hơi run cầm cập lên, trong cổ họng không tự chủ ít ngụm nước, khi làm Diệp Thần Phong ánh mắt quét về phía bọn họ thời điểm, hai người bọn họ không kìm lòng được lui về phía sau hai bước. ngantiuyen.com Ngươi lại giết Đinh Sư Huynh, ngươi xong đời, gia tộc của ngươi cũng phải xong đời. Đinh Sư Huynh là Lãnh Hải Các bồi dưỡng được đến tinh anh, lại há lại là loại người như ngươi có thể sát hại. Trịnh Thu Bình run rẩy nói rằng, đúng, ta khuyên ngươi lập tức theo chúng ta đồng thời về một chuyến Lãnh Hải Các, ở Lãnh Hải Các mặt của trưởng môn trước tự sát tạ tội, như vậy hay là còn không sẽ liên lụy đến gia tộc của ngươi. Trịnh Thu Sa cũng gấp bận bịu phụ họa nói, ta muốn xong đời, hiện tại hẳn là hai người các ngươi muốn xong đời chứ. Võng không ít tự các ngươi cho rằng vẫn có thể sống sót trở lại cổ vũ giới sao. Thật mẹ kiếp là hai con ngốc điểu. Diệp Thần Phong cười lạnh nói. Hai quyền hướng về Trịnh Thị huynh đệ đầu vung tới, lấy Diệp Thần Phong thực lực bây giờ muốn giải quyết Trịnh Thị huynh đệ. Đơn giản một chiêu sự tình, Trịnh Thị huynh đệ đầu dường như tây qua bạo liệt ra, xương máu bay đầy trời. Tuy rằng Diệp Thần Phong linh hồn lực tăng lên tới cấp 9, thế nhưng hắn cũng không có vì vậy mà vui sướng, trái lại là càng ngày càng lo lắng, chính như Trịnh Thị huynh đệ từng nói, Lãnh Hải Các chắc chắn sẽ không giảng hòa, ai biết cổ vũ giới bên trong thực lực người cường hãn nhất đạt đến cái gì cấp độ. Huống hồ Diệp Thần Phong hiện tại thế đơn lực bạc, tương lai muốn đi vào cổ vũ giới, hắn thế tất yếu bồi dưỡng được một luồng thế lực của chính mình, có thể cùng hắn đồng thời tiến vào cổ vũ giới, quét ngang toàn bộ cổ vũ giới. Xem ra rất nhiều chuyện đều lửa xém lông mày, ta đến phải nhanh một chút nghĩ ra biện pháp ứng đối mới được. Diệp Thần Phong âm thầm nói lầm bầm. Chương 439, bắt Ninh Vũ Đình. Diệp Thần Phong đem Trịnh Thị huynh đệ cùng Đinh Hải Tinh thi thể cho xử lý xong, lấy trước mắt hắn thực lực khẳng định là không cách nào cùng cổ vũ giới môn phái đối phó kháng, vì lẽ đó có thể tha một quãng thời gian liền tha một quãng thời gian, chỉ cần chờ Diệp Thần Phong có đủ thực lực. Hắn nhất định sẽ đem cái kia cái gọi là Lãnh Hải Các triệt để phá hủy. Linh hồn lực vừa đột phá đến cấp 9 Diệp Thần Phong, bên trong thân thể không ngừng tràn ra dư thừa năng lượng, y phục trên người hắn ở vừa nãy cái kia trận chiến đấu bên trong, bị chính hắn máu tươi cùng kẻ địch máu tươi cho nhuộm đỏ, gãy vỡ xương cùng với chịu đựng nội thương. Ở linh hồn lực đột phá đến cấp 9 thời điểm, dựa vào bàng bạc linh hồn lực toàn bộ khép lại, mà ngoại thương nhưng không có khép lại, lấy dáng vẻ ấy trở lại. Nhất định phải để Diệp lão gia tử cùng Vũ Hiểu Phỉ lo lắng, vì lẽ đó Diệp Thần Phong chuẩn bị chỉnh lý xong hắn chật vật dáng dấp. Lại về Diệp gia đi. Diệp Thần Phong trong đầu đột nhiên nghĩ đến Ninh Vũ Đình, thật giống từ khi Ngô Châu sau khi trở lại, hắn vẫn không có cùng Ninh Vũ Đình từng gặp mặt. Lúc trước ở Ngô Châu thời điểm, Diệp Thần Phong suýt chút nữa cùng Ninh Vũ Đình phát sinh nam nữ quan hệ. Cuối cùng Ninh Vũ Đình cũng đối với Diệp Thần Phong biểu lộ chân tâm. Bất quá, Ninh Vũ Đình phải cần một khoảng thời gian đến chuẩn bị, sau đó mới có thể đem nàng thân thể cùng linh hồn toàn bộ giao thác cho Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong dự định đến Ninh Vũ Đình biệt thự trong đi sửa sang một chút chính mình chật vật bề ngoài, nguyên bản hắn là muốn đánh ra taxi quá khứ, ai biết không có một chiếc xe taxi đồng ý dừng lại, ai bảo chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí, y phục trên người không những rách nát còn nhuộm máu tươi. Tài xế xe taxi nhìn thấy Diệp Thần Phong dáng vẻ ấy, đồng ý dừng lại đón khách mới là lạ đây. Bọn họ vừa nhìn Diệp Thần Phong liền không phải một người tốt, thời đại này giết người rượt tiền thực sự là quá nhiều. Kết quả là chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí chỉ có thể dựa vào bước đi, đi hướng về Ninh Vũ Đình biệt thự. Cũng may Diệp Thần Phong linh hồn lực vừa đột phá, bên trong thân thể sức mạnh vừa vặn dùng mãi không hết, ngược lại dư thừa năng lượng cũng không thể bị thân thể hấp thu, cuối cùng chỉ có thể tràn ra bên ngoài cơ thể. Thuần túy là lãng phí, liền kinh thành buổi tối trên đường phố, xuất hiện một đạo điên cuồng chạy vội bóng người. Bỏ ra ngăn ngắn nửa giờ, Diệp Thần Phong liền đến Ninh Vũ Đình biệt thự ngoài cửa, Diệp Thần Phong mặt không đỏ không thở gấp.
vươn ngón tay theo, đè vang lên biệt thự ở ngoài chuông cửa. Rất nhanh biệt thự cửa bị mở ra, Ninh Vũ Đình xuất hiện ở Diệp Thần Phong trước mặt. Ngày hôm nay Ninh Vũ Đình mặc một bộ rộng rãi ở nhà phục, tóc cao cao bàn lên, mười phần một bộ gia đình bà chủ dáng dấp. Khi làm Ninh Vũ Đình nhìn thấy bề ngoài vô cùng chật vật Diệp Thần Phong thì trắng nõn trên mặt lộ ra lo lắng vẻ mặt, hỏi Thần Phong, ngươi làm sao hội biến thành bộ dáng này? Diệp Thần Phong ra vẻ một bộ thống khổ dáng dấp, nói rằng, Vũ Đình, lẽ nào ngươi chuẩn bị để ta vẫn đứng ở bên ngoài trả lời vấn đề của ngươi sao? Nếu quả thật như vậy ta xem không tốn thời gian dài. Ta muốn đến Diêm Vương Điện đi tới báo danh. Nghe vậy, Ninh Vũ Đình sắc mặt lúng túng hơi ửng hồng, lập tức để Diệp Thần Phong đi vào biệt thự, nói rằng, Thần Phong, ngươi trước tiên ở phòng khách trên ghế salon tọa một hồi, ta đi lấy chữa bệnh hòm đi ra, trước tiên giúp ngươi đơn giản xử lý một chút vết thương trên người. Đúng rồi, Vũ Đình, Thiến Thiến làm sao không ở trong nhà? Diệp Thần Phong nhìn Ninh Vũ Đình hỏi. Ninh Vũ Đình ở phòng khách góc một chỗ trong ngăn kéo. Tìm tới chữa bệnh hòm, nói rằng, Thiến Thiến bị Mẫn Yến cùng người tiểu thúc mang đi ra ngoài chơi, người tiểu thúc cùng Mẫn Yến tháng sau liền muốn kết hôn, sau đó chúng ta cũng coi như là người một nhà. Ninh Vũ Đình vừa nói, một bên mở ra chữa bệnh hòm, thuận tiện mang tới một chậu thanh thủy, để Diệp Thần Phong cởi y phục trên người. Dùng thanh thủy trước tiên giúp Diệp Thần Phong thanh tẩy vết thương một chút. Ninh Vũ Đình động tác phi thường mềm nhẹ, chỉ lo không cẩn thận liền làm đau đớn Diệp Thần Phong, trong miệng hỏi, đau không? Diệp Thần Phong nhìn Ninh Vũ Đình cau mày lo lắng tiểu dáng dấp, trong lòng là một trận xúc động. Nói rằng, Vũ Đình, coi như ta tiểu thúc bất hòa Mẫn Yến kết hôn, hai người chúng ta cũng là người một nhà, ở Ngô Châu trong tân quán thời điểm, ta nhớ tới ngươi đã nói, để ta cho ngươi một đoạn chuẩn bị thời gian, sau đó ngươi liền đem thân thể cùng linh hồn toàn bộ giao cho ta. Không biết ngươi còn có nhớ hay không? Ninh Vũ Đình thanh lý Diệp Thần Phong vết thương tay ngọc, trong chớp mắt một cái run rẩy, trên gương mặt càng thêm là đỏ bừng một mảnh, hàm răng nhẹ nhàng cắn môi đỏ, nàng làm sao quên lời của mình đã nói. Bất quá, Ninh Vũ Đình tuổi tác cùng vóc người mặc dù là thiếu phụ cấp bậc, thế nhưng nàng đối với giữa nam nữ cảm tình tâm, vẫn là dường như một cái thanh thuần ngượng ngùng thiếu nữ, nàng làm sao có ra mặt ngay ở trước mặt Diệp Thần Phong diện thừa nhận chuyện mắc cỡ như vậy. Diệp Thần Phong nhìn mắc cỡ đỏ mặt, trầm mặc không nói Ninh Vũ Đình, trong lòng của hắn có loại muốn bắt đối phương kích động, hơn nữa loại này kích động càng ngày càng nồng đậm, hay là linh hồn của hắn lực vừa đột phá duyên cớ, không cách nào khống chế trong thân thể năng lượng, làm cho hắn đối mặt tất cả mọi chuyện năng lực khống chế đều mức độ lớn giảm xuống. Diệp Thần Phong đột nhiên đưa tay ra nắm ở Ninh Vũ Đình phần eo, một đôi tay luồn vào Ninh Vũ Đình rộng rãi ở nhà phục bên trong. Một đường leo lên hai tòa thánh khiết ngọn núi cao vút. Ninh Vũ Đình kinh ngạc đến ngây người, nàng không nghĩ tới Diệp Thần Phong hội đối với nàng phát động thế tiến công, thân thể uốn éo hai lần, hai bên trên gương mặt đỏ ửng càng thêm rõ ràng, trong cổ họng phát sinh một tiếng mê người phạm tội âm thanh, Thần Phong, ta, a. Ninh Vũ Đình vẫn không nói gì, Diệp Thần Phong liền dùng miệng ngăn chặn nàng môi đỏ, đầu lưỡi thông thạo cạy ra nàng hàm răng. Tùy ý hút Ninh Vũ Đình trong miệng ngọt ngào chất lỏng. Ninh Vũ Đình trong đầu trống rỗng, nàng cái lưỡi thơm tho bị Diệp Thần Phong đầu lưỡi thỏa thích quấn quanh, trong lúc nhất thời trong lòng nàng lại sản sinh một loại sung sướng đê mê cảm giác, cái cảm giác này phi thường kỳ diệu, làm cho nàng bắt đầu chậm rãi hưởng thụ Diệp Thần Phong thế tiến công. Diệp Thần Phong hai tay trắng trợn không kiêng dè nhào nặn Ninh Vũ Đình hai tòa ngọn núi, hướng dẫn song mặt trên sau, hắn bắt đầu rời đi mục tiêu. Hai tay từ từ hướng về Ninh Ngọc Đình phía dưới rời đi. Diệp Thần Phong là càng ngày càng tiến vào trạng thái, trong thân thể hắn đối với chuyện nam nữ khát vọng cũng càng ngày càng mạnh, đem hắn cuối cùng một tia lý trí cũng nuốt chửng, cực kỳ nhanh chóng cởi Ninh Vũ Đình y phục trên người cùng quần. Vũ Đình, ta muốn tới. Diệp Thần Phong trong lỗ mũi thở hổn hển nói rằng. Ở Diệp Thần Phong cởi Ninh Vũ Đình quần áo thời điểm, đầu óc của nàng liền khôi phục một chút tỉnh táo. Chỉ có điều khi nàng nhìn thấy Diệp Thần Phong trên mặt cấp thiết vẻ mặt thì, nàng liền không dự định lại ngăn cản, nàng muốn đem bảo tồn hơn 30 năm thân thể, hoàn toàn giao cho trước mặt người đàn ông này. Ân, Ninh Vũ Đình hơi gật gật đầu, trong cổ họng thấp giọng đáp ứng rồi. Đề lập tức thương. Một trận phiên vân phúc vũ qua đi, phòng khách trên ghế salon thêm ra một đóa đỏ như màu máu hoa mai.
Ninh Vũ Đình ngoan ngoãn nằm nhòi Diệp Thần Phong trên lồng ngực, nửa người dưới đau đớn, làm cho nàng trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Nàng biết từ nay về sau, chính mình dù là Diệp Thần Phong nữ nhân, cho dù tương lai một ngày nào đó Diệp Thần Phong không cần nàng nữa, nàng cũng tuyệt đối sẽ không lại đi tìm những nam nhân khác. Diệp Thần Phong ở Ninh Vũ Đình trắng nõn trên trán ôn nhu hôn môi một thoáng, hai tay nhưng vẫn là không thành thật thưởng thức Ninh Ngọc Đình trước ngực hai tòa ngọn núi, nói rằng, Vũ Đình, sau đó ngươi chính là ta Diệp Thần Phong nữ nhân, ta hội chăm sóc thật tốt ngươi cũng sẽ đem Thiến Thiến cho rằng là nữ nhi ruột thịt của ta. Nghe trước mặt cái này người đàn ông nhỏ bé hứa hẹn, Ninh Vũ Đình trong lòng ấm áp nói rằng, Thần Phong, ngươi không cần thiết cho ta hứa hẹn ta biết chính ta thân phận, căn bản không thể trở thành ngươi nữ nhân chân chính, mặc kệ tương lai làm sao, ta đều sẽ không hối hận đem mình thân thể giao cho ngươi. Diệp Thần Phong vỗ một cái Ninh Ngọc Đình cái mông, nói rằng, nói cái gì ngốc thoại đây? Tương lai ta nhất định sẽ mặt mày rạng rỡ cưới ngươi tiến vào Diệp gia, nhớ kỹ câu nói này là ta Diệp Thần Phong nói. Diệp Thần Phong đối với tương lai cảm tình phương diện vấn đề đã có một ít chính mình dự định, hắn muốn tổ chức một hồi cực kỳ long trọng hôn lễ, đem hắn yêu thích nữ nhân đồng thời cưới tiến vào Diệp gia, tuyệt đối không cho bất luận cái nào hắn yêu thích nữ nhân được oan ức, cái này cũng là hắn duy nhất có thể làm được. Mặc kệ Diệp Thần Phong là ở lừa nàng, vẫn là nói đều là nói thật, ngược lại thời khắc này Ninh Vũ Đình thật sự bị cảm động đến, phải biết nếu như không có Diệp Thần Phong xuất hiện, nàng Ninh Vũ Đình ngày hôm nay lại sẽ là loại nào kết cục? Nàng có thể chạy trốn đạt được Ngô Châu Hứa ra ma chảo sao? Đáp án hẳn là phủ định. Chương 440, thật sự biến anh rể. Thần Phong, không muốn lại náo loạn, Thiến Thiến bọn họ hẳn là phải quay về. Trải qua cùng Diệp Thần Phong một phen chiến đấu sau, Ninh Vũ Đình đã một lần nữa đổi một bộ quần áo, nhưng là Diệp Thần Phong không có ý bỏ qua cho nàng, đưa nàng ôm vào trong lồng ngực, tùy ý thưởng thức nàng trong miệng chất lỏng. Khi làm hiệp đông kiện, Ninh Mẫn Yến cùng Thiến Thiến trở lại biệt thự, vừa bước vào phòng khách thời điểm, đúng dịp thấy Diệp Thần Phong cùng Ninh Vũ Đình ở hôn nồng nhiệt, hai người này khả năng là quá tập trung vào nguyên nhân, căn bản không có phát hiện đi vào phòng khách ba người này. Thiến Thiến một đôi nước long lanh mắt to, sững sờ nhìn trước mắt tình cảnh này, ngược lại miệng nhỏ hiện lên một vệt nụ cười, yết hầu phát sinh chuông bạc giống như âm thanh. Nói rằng, ba ba, mụ mụ, hai người các ngươi đang hôn sao? Mụ mụ, người tiếp thu ba ba sao? Sau đó ba ba có thể ở đây sao? Sau đó trước khi ngủ có người cho Thiến Thiến kể chuyện xưa. Khi nghe đến Thiến Thiến âm thanh sau, Diệp Thần Phong cùng Ninh Vũ Đình lúc này mới tỉnh táo lại. Ninh Vũ Đình đỏ mặt thu dọn một thoáng ngổn ngang quần áo, trong lúc nhất thời ngược lại không biết nên làm sao mở miệng. Nếu như trước mặt có một cái khe nứt, nàng hội không chút do dự lựa chọn xuyên xuống. Hiệp Đông Kiện cùng Ninh Mẫn Yến đang nhìn đến Diệp Thần Phong cùng Ninh Vũ Đình hôn nồng nhiệt trước mắt, hai người trên mặt nguyên bản nụ cười trong nháy mắt đọng lại, đặc biệt là Hiệp Đông Kiện, hắn hai con ngươi đều suýt chút nữa thì chừng đi ra, hắn thật muốn mạnh mẽ phiến chính mình hai cái bạt tai, để chứng minh chính mình chứng kiến đều là ảo giác. Diệp Thần Phong là ở đây tất cả mọi người ở trong thần thái thoải mái nhất tự tại một cái, hướng về Hiệp Đông Kiện cùng Ninh Mẫn Yến cười cợt, nói rằng tiểu thúc, ngươi cùng tiểu thẩm trở về. Hiệp Đông Kiện về quá thần, chứng minh hắn chứng kiến không phải ảo giác sau, tức giận chừng một chút Diệp Thần Phong, nói rằng, Thần Phong, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi có thể hay không cho tiểu thúc ta giải thích giải thích? Tiểu thúc, ngươi không phải đều nhìn thấy không? Vũ Đình từ nay về sau là ta Diệp Thần Phong nữ nhân, vì lẽ đó ta cùng chính ta nữ nhân thân cái miệng, tiểu thúc ngươi có cái gì ngạc nhiên? Diệp Thần Phong không đáng kể nhún nhún vai nói rằng, Thần Phong, ngươi thực sự là quá hồ đồ, ngươi làm sao có thể? Hiệp Đông Kiện vẫn không nói gì, liền bị Diệp Thần Phong cắt đứt tiểu thúc. Ta làm sao hồ đồ, ngươi hiện tại hẳn là phải gọi ta một tiếng anh rể mới đúng không? Lẽ nào ngươi không muốn cùng Mẫn Yến kết hôn sao? Nhìn thấy Hiệp Đông Kiện sống không ra sống chết không ra chết dáng dấp, Diệp Thần Phong ý định muốn trêu đùa hắn. Thần Phong, ngươi, Hiệp Đông Kiện sắc mặt ước đến đỏ chót, trong lúc nhất thời không biết nên dùng ra sao để giáo huấn Diệp Thần ngọn núi. Nếu như Diệp Thần Phong thật cùng Ninh Vũ Đình cùng nhau, từ trên lý thuyết tới nói hắn cũng xác thực phải gọi một tiếng Diệp Thần Phong vì là anh rể. Thế nhưng như vậy hắn cái này làm thiếp thúc còn có cái gì mặt mũi? Thần Phong nói rất đúng,
chỉ cần ta tỷ yêu thích Thần Phong, như vậy Thần Phong chính là ta Ninh Mẫn Yến anh rể, lẽ nào ngươi có vấn đề gì không? Ninh Mẫn Yến nhìn Hiệp Đông Kiện hỏi, nàng biết mình tỷ tỷ những năm này bị rất nhiều khổ, vì lẽ đó chỉ cần là tỷ tỷ nàng yêu thích nam nhân, nàng thì sẽ toàn lực chống đỡ. Hiệp Đông Kiện, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Ngày hôm nay ngươi nếu như không gọi Thần Phong một tiếng anh rể ta xem tháng sau hai chúng ta vẫn là không muốn kết hôn. Ninh Mẫn Yến là đem Hiệp Đông Kiện ăn gắt gao. Đúng, nhanh lên một chút gọi ta ba ba vì là anh rể, bằng không Thiến Thiến cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Thiến Thiến tiểu nha đầu này cũng lâm thời ồn ào. Hiệp Đông Kiện mười phần một tấm khổ qua mặt, mỗi lần đang đối mặt Ninh Mẫn Yến phát huy thời điểm, hắn cũng có ngoan ngoãn lựa chọn cúi đầu. Nói tới hiểu rõ một chút Hiệp Đông Kiện chính là thê quản nghiêm, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ hướng về Diệp Thần Phong hô một tiếng, anh rể. Nhìn Hiệp Đông Kiện cái kia nghiến răng nghiến lợi dáng dấp. Phảng phất là hận không thể đem Diệp Thần Phong băm thành tám mảnh. Diệp Thần Phong hồn nhiên không để ý đến Hiệp Đông Kiện trên mặt vẻ mặt, sát có việc gật gật đầu, nói rằng ân, không sai, không sai, nếu ngươi đều gọi ta một tiếng anh rể. Ta cái này làm anh rể sẽ đồng ý hai người các ngươi kết hôn. Anh rể, ngươi cùng Đông Kiện qua một bên đi tán gẫu hội thiên, ta cùng ta tỷ có chút vốn riêng lời muốn nói. Ninh Mẫn Yến quay về Diệp Thần Phong cùng Hiệp Đông Kiện nói rằng. Diệp Thần Phong sảng khoái từ trên ghế salon đứng lên, cùng Hiệp Đông Kiện cùng đi đến bên cạnh, Hiệp Đông khỏe mạnh nhìn thấy cách Ninh Mẫn Yến xa một ít sau đó. Dùng thanh âm trầm thấp nói rằng, Thần Phong. Tiểu tử ngươi đang dở trò quỷ gì? Hiện tại ta cho ngươi biết, tiểu thúc ta rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Diệp Thần Phong bĩu môi ba, nói rằng, tiểu thúc, ngươi ở trước mặt ta còn trang cái gì? Lẽ nào ngươi muốn tìm ta luyện một chút, vậy ta luôn sẵn sàng tiếp đón, còn có một chút ngươi phải nhớ kỹ, ta hiện tại nhưng là ngươi anh rể. Hiệp Đông Kiện hít sâu một hơi, nói rằng, Thần Phong, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Như người vậy xứng đáng hiểu phỉ sao? Xứng đáng vũ đình sao? Chúng ta làm nam nhân liền hẳn là toàn tâm toàn ý, như người vậy để tiểu thúc ta rất xem thường ngươi. Tiểu thúc, ngươi những câu nói này bình thường là vô dụng nam nhân nói thử hỏi trên đời này có người nam nhân nào không thích tam thê tứ thiếp. Ngươi không muốn nói với ta trong lòng ngươi chưa hề nghĩ tới. Chỉ là tiểu thúc ngươi không ta bản lãnh này mà thôi. Nhìn Diệp Thần Phong cợt nhả dáng vẻ. Hiệp Đông Kiện muốn triệt để bạo phát, thế nhưng Diệp Thần Phong sắc mặt đột nhiên nghiêm túc lên, nói rằng, tiểu thúc, ta đã cùng Hiểu Phỉ đã nói ta ở bên ngoài còn có những nữ nhân khác sự tình, ta Diệp Thần Phong là một cái đường đường chính chính nam nhân, bây giờ Vũ Đình đã trở thành người đàn bà của ta, ngươi chẳng lẽ muốn ta từ bỏ nàng sao? Điểm ấy ta khẳng định không làm được, coi như là ra ra đối với ta mở miệng, ta cũng sẽ không thay đổi quyết định của chính mình. Diệp Thần Phong nghiêm túc dáng dấp. Để Hiệp Đông Kiện trong lòng hết giận không ít, hỏi dò Thần Phong, tiểu tử ngươi cùng Vũ Đình phát sinh quan hệ. Thấy Diệp Thần Phong không chút do dự gật gật đầu, Hiệp Đông Kiện chỉ có thể cười khổ lắc lắc đầu, người này so với người, có lúc thật sự muốn tức chết người, muốn hắn Hiệp Đông Kiện cùng Ninh Mẫn Yến chỗ lâu như vậy đối tượng, cũng vẫn không có đem Ninh Mẫn Yến lấy xuống, hắn cái này làm thiếp thúc cũng thật là quá thật mất mặt. Tiểu thúc, sau đó ngươi không dùng tới gọi ta anh rể. Vừa nãy ta cũng chỉ là muốn trêu đùa ngươi, mà thôi, thế nhưng nếu như ngươi muốn gọi ta anh rể ta đương nhiên cũng sẽ không phản đối. Diệp Thần Phong cười nói. Đi mẹ ngươi tiểu thúc ta cũng không có tự ngược khuynh hướng, ta ngược lại muốn xem tiểu tử ngươi cuối cùng phải thu xếp như thế nào. Ta rất chờ mong ngươi hết thảy nữ nhân đụng vào nhau sẽ là ra sao tình cảnh. Hiệp Đông Kiện không có ý tốt cười nói, hắn biết nữ nhân am hiểu nhất chính là ghen. Vì lẽ đó hắn phi thường muốn xem đến Diệp Thần Phong vì chuyện của nữ nhân, bị làm cho sứt đầu mẻ chán một ngày như vậy. Tỷ, ngươi thật sự dự định cùng Diệp Thần Phong cùng nhau. Ngươi phải biết Diệp Thần Phong là có vị hôn thê người. Ninh Mẫn Yến ở bảo đảm Diệp Thần Phong cùng Hiệp Đông Kiện không nghe được nàng âm thanh sau, mới nói khẽ với Ninh Vũ Đình nói rằng. Ninh Mẫn Yến nhìn e thẹn Ninh Vũ Đình, ánh mắt trong lúc vô tình phiêu đến trên ghế salon một đóa hoa mai. Càng là kinh ngạc không thể ngôn ngữ tỷ, ngươi vừa nãy sẽ không phải cùng Diệp Thần Phong ở trên ghế salon. Ninh Vũ Đình cắn cắn môi, nói rằng, Mẫn Yến, ngươi không cần nhiều lời cái gì, ta là cam tâm tình nguyện làm Thần Phong nữ nhân, mặc kệ tương lai hắn có thể hay không cho ta một cái danh phận, ta
ta đều sẽ không hối hận. Tỷ, người quá ngu, bây giờ người thoát khỏi Hứa gia bóng tối, có thể theo đuổi chính mình hạnh phúc. Ninh Mẫn Yến thở dài một hơi nói rằng. Mẫn Yến, người muốn rõ ràng, nếu như không có Thần Phong xuất hiện, ta có thể thoát khỏi Hứa gia sao? Hay là có thể, hay là cả đời cũng không thể, vì lẽ đó kỳ thực ta không có chịu thiệt, người không cần lo lắng cho ta, tháng sau chính là người cùng Đông Kiện ngày đại hôn, khỏe mạnh chuẩn bị một chút đi. Ninh Vũ Đình nụ cười trên mặt vô cùng tự nhiên, hẳn là xuất phát từ nội tâm. Ninh Mẫn Yến nhìn thấy tỷ tỷ Ninh Vũ Đình trên mặt nụ cười hạnh phúc, hướng về Diệp Thần Phong đi tới, nói rằng, anh rể, sau đó hy vọng ngươi có thể đủ tốt thật chăm sóc ta tỷ, bằng không ta Ninh Mẫn Yến cái thứ nhất cùng ngươi không để yên. Mẫn Yến, ngươi yên tâm được rồi, ta hội chăm sóc tốt Vũ Đình. Diệp Thần Phong không chút do dự nói rằng, ba ba, ngươi còn tốt hơn thật chăm sóc Thiến Thiến đây. Bằng không Thiến Thiến để mụ mụ không cho ngươi hôn môi miệng. Thiến Thiến lôi kéo Diệp Thần Phong cánh tay lay động nói rằng. Diệp Thần Phong cười sờ sờ Thiến Thiến đầu, nói rằng, được, ta cũng sẽ chăm sóc Thiến Thiến ngươi. Một bên Ninh Vũ Đình khi nghe đến Thiến Thiến thiên chân vô tà sau, trên gương mặt vừa rút đi đỏ ửng lại nhiễm tới, mười phần một bộ e thẹn thiếu nữ tư thái. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 22.